tôi đã giới thiệu cho Mã tiên sinh, Trần tiên sinh, hai tỉnh Giang Nam, Đông Hải, hai bên cửa Nam Bắc của Tiểu Giang, đường ven biển hơn 1.500 km, đến nay vẫn chưa có một hải cảng nước sâu nào tính bằng tấn. Đây là bởi địa khu hạ du Tiểu Giang đều là đồng bằng, hải vực gần biển thiếu đường thủy nước sâu. Mãi đến những năm 80, ở ngoài bờ biển Tân Đình phát hiện ra thông đạo nước sâu nối thẳng đến Thái Bình Dương, đảo Đông Sơn của Tân Đình nằm trên thông đạo nước sâu này, có đủ điều kiện cơ sở để xây dựng hải cảng nước sâu, chút tri thức ấy của tôi đều xem qua từ sách báo, khẳng định không hiểu rõ bằng bí thư Khám, phó thị trưởng Đào, việc cụ thể vẫn phải mời hai vị tới giới thiệu. Chương 870, xây cảng hoặc là kế hoãn binh. Nghe chương khác giới thiệu đảo Đông Sơn như thế, Khám Duy Đào kìm lòng không đậu nghiêng người ra trước, tay đỡ mép bàn trà thủy tinh, chỉ ngồi bằng nửa mông trên ghế sofa, mắt sáng rực, khó áp chế nổi hưng phấn. Trao đổi ánh mắt với Đào Thư Nghệ, thấy trong mắt hắn cũng vậy. Tân Đình cùng Hải Châu địa vực liền nhau, tự nhiên hoàn cảnh, tài nguyên địa lý cực kỳ tương tự, hôm nay kinh tế Hải Châu đã phát triển ra hồn, trước khi kinh tế Hải Châu phát triển bão hòa, rất khó tưởng tượng Tân Đình tại phương diện chiêu thương dẫn từ có thể cạnh tranh qua Hải Châu. Thế nhưng Tân Đình có một ưu thế tự nhiên rất lớn mà Hải Châu không có đủ, đó chính là đường biển nước sâu của đảo Đông Sơn. Trung hạ du Tiểu Giang là khu đồng bằng trầm tích trên vùng bãi bồi, nước ăn rất cạn, đường ven biển ngoại trừ vài cảng cá nổi tiếng, cho tới nay vẫn chưa có một hải cảng nước sâu nào. Nhưng đường kênh chính của Tiểu Giang nước ăn tương đối sâu, giang cảng của Hải Châu, Kiến Nghiệp đều sở hữu các cảng lớn vạn tấn, lượng đưa đón cũng thuộc các bến tàu hàng đầu quốc nội. Nhưng mực nước đường kênh chính của Tiểu Giang có sâu, cũng là có hạn, không thể chứa được các tàu lớn chạy vào, mà trong mậu dịch viễn dương quốc tế, tàu hàng 10 vạn tấn, 20 vạn tấn, thậm chí 30 vạn tấn dần dần thành chủ lưu, tài nguyên đường biển nước sâu của đảo Đông Sơn Tân Đình cho thấy rất chân quý đối với khu vực kinh tế của lưu vực Tiểu Giang. Khảo sát, nghiên cứu việc xây cảng ở đảo Đông Sơn, TP. Tân Đình, Bộ ủy quốc gia cùng các viện sở nghiên cứu khoa học đều đã tiến hành thời gian gần 10 năm. Nghiên cứu rất đầy đủ, thế nhưng hoạt động xây cảng vẫn chưa khởi động mang tính thực chất. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là kinh tế của Tân Đình thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam phát triển lạc hậu. Một mặt, hiện tượng quan trường rằng co giữa tỉnh Đông Hải cùng tỉnh Giang Nam rất nghiêm trọng, tỉnh Đông Hải không muốn nhờ tài nguyên đường biển nước sâu của tỉnh Giang Nam, không muốn tốn nhiều sức lực giúp TP. Tân Đình phát triển hải cảng nước sâu. Một mặt tỉnh Đông Hải, tỉnh Giang Nam bằng vào tài nguyên giang cảng tốt đã có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế trước mắt. Thời gian 10 năm sau thì ít có người suy nghĩ đến. Một mặt, kinh tế của TP, Tân Đình phát triển lạc hậu vừa không có năng lực tự lực đi thúc đẩy kiến thiết hải cảng nước sâu, đồng thời kinh tế hiện có của vùng Tân Đình gần như không hề dựa vào hải cảng nước sâu, không có nhu cầu tích cực để sản sinh tự phát. Các loại nhân tố khiến cho công tác xây cảng của đảo Đông Sơn vẫn chưa có thực chất tiến hành. Năm ngoái, sau khi Khám Duy Đào đảm nhiệm bí thư thành ủy Tân Đình, muốn bắt mấy hạng mục nòng cốt nhằm thúc đẩy kinh tế của Tân Đình, hạng mục xây cảng của đảo Đông Sơn ngay trong tầm nhìn của hắn. Đảo Đông Sơn theo đường ven biển có 4 km, trung gian là bãi bùn cạn Thương Liên, ngoại trừ các xây dựng cơ bản của bản thân bến tàu, còn phải kéo dài tuyến đường sắt hướng đông của Tân Đình gần 60 km mới có thể Thương Liên cùng bến tàu. Tân Đình vẫn chưa có đường cao tốc, thế nhưng chỉ ít phải kéo dài đường quốc lộ đến bến tàu. Không suy nghĩ đến mạng lưới đường cao tốc, đầu tư xây dựng cơ bản cũng không thể ít hơn 15 tỷ. TP, Tân Đình căn bản không có năng lực đi thúc đẩy công trình xây cảng của đảo Đông Sơn. Bên ngoài trời mưa xối xả, va vào lán che mưa vang lên lộp độp. Điều này cũng không ảnh hưởng đến Địch Đan Thanh cùng Trương Mai, Cao Tình đang đứng ở trong góc phòng mưa không hắt tới xem hoa viên bị mưa gió làm cho hơi lộn xộn. Ánh mắt Địch Đan Thanh xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh nhìn vào phòng tiếp khách ngậm đầy xuân tình. Địch Đan Thanh liếc mắt vào trong phòng khách đang ngưng thần lắng nghe Khám Duy Đào nói chuyện với Trương Khác, y vẫn chưa ý thức được tài phú cùng quyền thế của mình đã làm cho một thiếu nữ như hoa đối với y xuân tình bừng bừng phấn chấn. Tuy nhiên cũng rất khó nói, tiểu tử này từ nhỏ đã là một ma đầu bóc lột thậm tệ đối với nữ nhân, tâm tư của tiểu cô nương làm sao có thể giấu giếm được pháp nhãn của y. Chắc có lẽ y xem thường hạ thủ mà thôi, đúng kẻ đạo đức giả phong lưu không hạ lưu. Trong lòng Địch Đan Thanh có chút không cam lòng như vậy, lại cảnh giác thu ánh mắt lại, nghĩ thầm sao mình lại thành tiểu oán phụ rồi, thực sự là không nên. Trương Mai khi nói chuyện lại lơ đãng quan sát Địch Đan Thanh, quan sát dung nhan làm cho nữ nhân ghen ghét, đại khái không có người nào nam nhân có thể bảo trì lòng dạ kiên định trước mặt một dung nhan như vậy,
cô cùng thanh niên sau cánh cửa thủy tinh kia chỉ là quan hệ giữa trợ lý và ông chủ thôi sao? Trương Khắc đương nhiên không rõ lắm ba nữ nhân cách cánh cửa thủy tinh đang có tâm tư gì, y cùng với Mã Văn Cừ, Trần Văn Thông đang nghe Khám Duy Đào giới thiệu tình huống tài nguyên đường biển nước sâu của đảo Đông Sơn. Khám Duy Đào là một quan viên láo cá, cũng không phải là loại bất học vô thuật, đến Tân Đình đã gần thời gian một năm, đã rất thành thục đối với tình huống các phương diện của Tân Đình, không thể lấy yêu cầu của Đường Học Khiêm hoặc một người cha mà đi yêu cầu hà khắc với Khám Duy Đào. Khám Duy Đào cũng có thể coi là một vị quan giỏi, chỉ là tình huống kinh tế trì trệ không tiến của Tân Đình đã ràng buộc tay chân hắn. Tâm tình Khám Duy Đào hưng phấn khó có thể áp chế. Năm ngoái, thực tế Tân Đình đưa vào ngoại tư 170 triệu đô la, lần này mới nghe được biến động nhỏ, hắn liền quả đoán đưa ra quyết định chạy tới Hồng Kông. Hắn cũng không hy vọng xa vời nhiều, có thể kéo được 100 triệu đô la ngoại tư, đối với Tân Đình thì đã là thành công có tính đột phá rồi. Sau khi đến Hồng Kông, Khám Duy Đào cùng với Đào Thư Nghệ phân tích, ngoại tư mà Hải Châu thông qua lần chiêu thương dẫn tư đặc biệt này đưa vào khả năng vượt xa dự đoán trước đây của họ. Họ liền tiến vào trạng thái phấn khởi. Lúc này thấy Trương Khắc, Diệp Kiến Bân cùng hai đại cự phú của Indonesia không ngờ nổi lên hứng thú đối với đảo Đông Sơn, Khám Duy Đào cũng không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào. Nếu có thể mượn cơ hội lần này thúc đẩy công trình xây cảng đảo Đông Sơn khởi công, thì đây đã không còn là vấn đề đưa vào ngoại tư 100,200 triệu đô la rồi. Tổng ngạch đầu tư xây dựng cơ bản phải tiếp cận 2 tỷ đô la. Tương lai đầu tư vào sản nghiệp bến tàu, công nghiệp bến tàu sẽ càng lớn hơn, thậm chí có thể quanh đảo Đông Sơn xây dựng một bến tàu thành phố mới hiện đại hóa. Chỉ cần thúc đẩy công trình xây cảng đảo Đông Sơn khởi công, Khám Duy Đào có thể khẳng định Tân Đình có thể mượn cơ hội thúc đẩy kinh tế toàn thành phố toàn diện phát triển. Trương Khắc, Diệp Kiến Bân, Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ chỉ kiên trì nghe hắn miêu tả tương lai tốt đẹp khi xây cảng đảo Đông Sơn, cũng không phát biểu ý kiến có tính khuynh hướng gì. Cho dù vào giờ cơm buổi trưa, Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ đều luôn mồm giới thiệu tình huống của TP. Tân Đình, đảo Đông Sơn, bọn Trương Khắc vẫn nói rất ít. Dùng cơm xong, Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ không thể tiếp tục ở bên cạnh nhóm Trương Khắc nữa. Trên yến hội, Trương Khắc cũng minh xác nói ra, hoặc là buổi chiều hôm nay, hoặc là ngày mai sẽ quay về kiến nghiệp, sẽ không đơn độc qua đây cáo từ nữa. Trở lại phòng, Khám Duy Đào chỉ thị cho Đào Thư Nghệ. Anh lập tức thông chi trong thành phố, sai người chỉnh lý tốt tư liệu về đảo Đông Sơn, cho bộ môn tương quan rút người phải rõ ràng tình huống thành lập một tổ công tác, chuẩn bị hai ngày nữa chúng ta trở về. Lại chỉ thị Trương Mai. Cô đi hỏi thăm một chút, lúc nào có chuyến bay về Kim Sơn. Mặc dù không có ý kiến khuynh hướng gì, nhưng Khám Duy Đào nhận thức được Trương Khắc kéo nhóm Mã Văn Cừ tìm họ lý giải tình huống của đảo Đông Sơn chính là một loại ám chỉ rõ ràng. Xí nghiệp hàng vận cùng bến tàu có liên hệ mật bất khả phân, vì định chế phục vụ cá tính hóa, hoặc là tránh bị quản chế bởi người khác, các xí nghiệp hàng vận có thực lực đầu tư vào bến tàu tại nước ngoài cũng không hiếm thấy, xí nghiệp hàng vận vì kéo dài sản nghiệp, tích cực tiến vào lĩnh vực đóng tàu tại nước ngoài cũng là rất bình thường. Tại nước ngoài thông thường, tại quốc nội hiếm thấy, chủ yếu cũng là bởi vì hàng vận của quốc nội đạt được phát triển mạnh cũng chỉ trong thời gian hơn 10 năm gần đây, quy mô cùng thực lực của xí nghiệp hàng vận quốc nội phổ biến là còn kém, không có thực lực tham gia vào kiến thiết đầu tư bến tàu cỡ lớn. Mã Văn Cừ là chủ tịch cục đồng sự của tập đoàn Hải vận Nam Dương, Hải vận Nam Dương là xí nghiệp hải vận lớn nhất của Indonesia. Tại hải vực Malacca, quy mô gần với tập đoàn hải vận Singapore. Lúc này Khám Duy Đào còn chưa biết sau khi Mã ra tiếp thu phương án mà Trương Khắc đề xuất, Thương vụ Cẩm Hồ sẽ nắm giữ 12% cổ phần của hải vận Nam Dương. Sau khi cất bước Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ, buổi chiều mưa đã nhỏ đi, nghe được sân bay quốc tế Hồng Kông có thể cho máy bay cất cánh, tuy nhiên buổi sáng bị đọng lại rất nhiều lữ khách, không biết lúc nào có thể an bài chuyến bay đến kiến nghiệp. Trương Khắc chạy đến sân bay quốc tế mới Hồng Kông chờ trước. Mấy ngày qua bận rộn hình như cũng có thể được nghỉ ngơi một lát, không bảo ai tiễn đưa, chỉ cùng Phó Tuấn, Địch Đan Thanh, các nhân viên tùy thân đến sân bay mua vé, rồi bước vào phòng chờ của quý khách, không biết chuyến bay lúc nào có thể an bài cất cánh. So sánh với sân bay cai tắc của Hồng Kông trước đó, phòng chờ quý khách của sân bay mới cũng nhìn thấy biển, ngoài cửa sổ là đường băng. Trời vẫn còn mưa nhỏ, có thể thấy một số đường băng còn thấm nước. Chưa thể dùng được. Không rõ lắm nội địa còn có chuyện gì đang chờ mình nhẹ nhõm cũng chỉ trong giây lát. Tuấn nam mỹ nhân trong phòng chờ rất nhiều, còn có mấy nam nữ nhìn như nghệ sĩ đang nhẹ giọng nói đùa. Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh đi vào,
có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh an tĩnh rất nhiều. Địch Đan Thanh đảo quanh ánh mắt quyến rũ, trên gương mặt kèm theo nụ cười thản nhiên, cô rất hờ hững đối với loại tình hình này, giúp Trương Khắc xách túi tài liệu, ngồi xuống ghế sofa, đặt túi sách lên bàn trà rồi hỏi. Cậu muốn uống cà phê hay thứ gì? Phòng quý khách cung cấp miễn phí rất nhiều phục vụ. Cà phê đi, Trương Khắc trả lời, rồi cầm ra tư liệu xem. Lần này hẳn là có thể gạt người của Tân Đình rời khỏi Hồng Kông trước rồi chứ. Địch Đan Thanh bưng cà phê đặt lên bàn trước mặt Trương Khắc. Có cần thiết nói tôi thành xấu xa như vậy không? Điều này sao có thể gọi là gạt chứ? Trương Khắc khẽ cười nói. Con đường bằng phẳng của cơ cấu vận tải Viễn Dương trên biển, hải cảng chính là khởi điểm cùng tới hạn nối liền con đường này. Tăng cường hợp tác kinh tế khu vực của lưu vực Tiểu Giang, nhét Tân Đình vào trong đó, chính là suy nghĩ đến con đường biển nước sâu có 102 men theo Đông Hải, Giang Nam. Đông Hải, Giang Nam đã sớm nên vứt bỏ tiền hiềm để cùng nhau thúc đẩy công trình xây cảng đảo Đông Sơn rồi. Tôi đã xem qua tư liệu của Hải vận Nam Dương rồi. Địch Đan Thanh thản nhiên cười. Hải vận Nam Dương tại Indonesia, Malaysia đều có đầu tư bến tàu, nhưng cả hai đều là đầu tư cổ phần tham dự quản lý. Hơn nữa bến tàu đầu tư đều là dựa vào các hải cảng lớn, lợi dụng tài nguyên hải cảng. Xây cảng đảo Đông Sơn là hoàn toàn xây dựng một hải cảng mới cỡ lớn, Hải vận Nam Dương sẽ rất có hứng thú, chúng ta cũng có thể hiệp trợ tụ tập nhiều tài chính dưới danh nghĩa của hạng mục này. Nhưng Hải vận Nam Dương không thể đảm đương nổi trọng trách kiến thiết. Các công ty cảng vụ của Đông Hải hoặc Giang Nam chắc cũng lọt vào mắt của cậu được. Hiện tại quả thật chưa có cơ sở gì. Trương Khắc cũng thừa nhận. Chị cũng thấy được các quan viên của Tân Đình rất hưng phấn, vì sao không thể phát huy tính năng động chủ quan của họ. Nếu họ có thể đề xuất một phương án mà chúng ta có thể tán thành, có thể tìm được người chấp hành phương án hữu lực, chúng ta tán thành là được. Hải vận Nam Dương cảm thấy hứng thú đối với việc này, họ cũng sẽ nghĩ biện pháp. Mặt khác, bên tập đoàn cảng vụ Singapore, chúng ta có thể chủ động liên hệ một chút hay không? Chẳng qua. Trương Khắc xoay mặt lại cười vô sỉ. Lần này gạt họ trở lại trước cũng là mục đích của tôi, bằng không thì thật đúng là khiến người đau đầu. Làm trung gian chiêu thương dẫn tư cho nội địa còn có thể tiếp tục tiến hành, chỉ ít trước khi người Hoa ngừng đại quy mô rút vốn khỏi Indonesia, loại chiêu thương dẫn tư hình thức đặc biệt này sẽ là một nghiệp vụ trọng tâm từ khi thương vụ tiếp tục xuống thành lập tới nay. Ngoại trừ hợp tác với Mã Gia cùng tập đoàn Hải vận Nam Dương, mấy ngày Trương Khắc ở Hồng Kông còn cùng Trần Văn Thông, Hà Chiếu Khuê, đạt thành ý đồ mượn tiền với hơn 10 chùm hoa thương Indonesia, thương vụ Cẩm Hồ còn trực tiếp nhận được 500 triệu đô la tài chính để phát triển. Ngoại trừ tài chính mà thương vụ Cẩm Hồ trực tiếp thu được, tập đoàn Vạn Nghiệp của Trần gia lập kế hoạch chuyển một xưởng tạo giấy cỡ lớn tại Indonesia đến Hải Châu nhập vào công ty giấy Tân Quang, để tránh tổn thất bán vãi xưởng giấy tại Indonesia. Đợi đến đêm tại sân bay quốc tế Hồng Kông, chuyến bay đến Kiến Nghiệp mới an bài cất cánh. Từ Hồng Kông một đường hướng Bắc, một đường trong màn trời mưa, máy bay bay trên tầng mây, từ cửa sổ nhìn xuống đại địa một màu tối đen, nhìn không thấy một điểm ánh đèn, tạo cảm giác âm lãnh mà áp lực. Kiến Nghiệp cũng đang đổ mưa, nhưng không lớn, máy bay hạ cánh trong trời mưa. Sau khi hạ cánh, từ con đường đáp máy bay đi thẳng đến đại sảnh đón khách, nghe tiếng nước mưa rơi xuống trần nhà vang lên tiếng lộp độp. Mưa đột nhiên nặng hạt hơn. Chương 871, ý loạn tình mê đêm giông tố. Ngồi xe chạy đến khu nội thành, bầu trời đêm phía nam sấm sét đì đùng, không ngừng xé rách bầu trời đêm Kiến Nghiệp. Chuyến bay nhóm Trương Khắc ngồi cũng là đến Kiến Nghiệp sớm 15 phút, bằng không thì có thể hạ xuống không vẫn là một nghi vấn. Mở radio, hình như đài nào cũng đưa tin bởi vì trời mưa lớn mà rất nhiều lữ khách phải ngưng lại. Tại sân bay Hồng Kông, vì chuyến bay đến trễ nên có phục vụ cơm. Trên máy bay ăn vài thứ, trở lại nội thành thì đã muộn. Trương Khắc cảm thấy hơi uể oải. Y bảo lái xe đưa mình với Địch Đan Thanh đến trước chung cư thanh niên. Nghỉ ngơi một chút, còn phải tranh thủ ôn bài. Tại trường làm ra động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng đá Ngụy Đông Cường đến một góc. Lần này trừ phi nói một tiếng không tham gia cuộc thi với Thôi Quốc Hằng, bằng không các thầy cô giám thì có bốn con mắt thì cũng phải dành ba con để nhìn chăm chú lên người y. Trước tiên Trương Khắc xem qua lịch thi, tốn chút thời gian lướt qua sách giáo khoa một lần, miễn cưỡng thi qua thì không thành vấn đề. Thi cử trong đại học chỉ cần nắm giữ cơ bản chương trình học là được rồi, cũng không khó. Nhưng mọi chuyện lại thường không như ý người. Xe dừng trước căn hộ, Trương Khắc mới nhớ tới sau khi xuống phi cơ đã quên mở điện thoại di động. Nhân viên đi theo giúp y mở cửa xe. Hai cây dù đen che trên đầu giúp y che mưa.
Trương Khắc lấy điện thoại ra khởi động máy, chân chưa bước lên cầu thang thì điện thoại di động đã vang lên. Trương Khắc nhét điện thoại di động vào trong tay Địch Đan Thanh phía sau. Nói là tôi vừa trở về liền đóng cửa ôn bài rồi. Sau đó đưa điện thoại di động cho tôi. Địch Đan Thanh thấy trên màn hình điện thoại là tên La Quân, cũng không suy nghĩ nhiều liền làm theo lời Trương Khắc. Cô tiếp điện thoại. Bí thư La, tôi là Tiểu Địch. Bí thư tìm Khắc thiếu gia hả? Cậu ấy vừa trở về đã nhốt mình lại ôn bài rồi, đuổi chúng tôi đi. Điện thoại di động đang ở chỗ tôi. Ngày mai trường học bắt đầu thi, giờ tôi đi tìm cậu ấy, bảo cậu ấy nói chuyện với bí thư. Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh đi vào trong đại sảnh, Phó Tuấn cùng nhân viên khác cũng không đi vào theo. Họ dừng lại tại một lầu, đi vào trong thang máy, Trương Khắc mới cầm lấy điện thoại di động trong tay Địch Đan Thanh. Bí thư La, chịu thôi, thi cử phải kiên trì tham gia. Đây coi như là bế quan tu luyện khảo nghiệm ý chí. Tối nay còn dự định suốt đêm học bài nữa đó. Thời gian cũng chỉ 3,5 ngày thôi, vượt qua thì tốt rồi. Được, trước khi thi xong thôi sẽ báo tin cho bí thư La. Nghe Trương Khắc nói lung tung vài câu, Địch Đan Thanh liền hiểu Trương Khắc vì sao phải diễn trò này. Giữa bí thư thành ủy Kiến Nghiệp La Quân cùng bí thư thành ủy Huệ Sơn Triệu Dương vẫn luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Giữa Kiến Nghiệp cùng Huệ Sơn, Cẩm Hồ theo kế hoạch phát triển của mình đã định trước đó là đi phân phối tài nguyên phát triển tại hai nơi. Tài nguyên về phương diện kỹ thuật thông tin, phi điện tử của Kiến Nghiệp phải vững chắc hơn so với Huệ Sơn. Trong quá khứ, một năm Cẩm Hồ đều trọng điểm phát triển tại Kiến Nghiệp, La Quân tự nhiên cao hứng, Triệu Dương cũng sẽ không có ý kiến gì. Tình huống lần này có phần đặc biệt, TP, Hải Châu tổ chức chiêu thương dẫn từ tại Hồng Kông thu được thành quả, mặc dù không thông báo, không tuyên truyền, nhưng không thể gạt được Kiến Nghiệp, Huệ Sơn. Lại nói trước đó thương vụ Cẩm Hồ cũng đã thông chi muốn Kiến Nghiệp, Huệ Sơn sớm làm chuẩn bị. Kế tiếp là an bài Kiến Nghiệp, hay là an bài Huệ Sơn trước tiến hành hiệp đàm chiêu thương dẫn tư đặc biệt, trong lòng La Quân cùng Triệu Dương khẳng định đều sẽ có chút ý nghĩ. Bên này họ xuống phi cơ còn chưa được bao nhiêu thời gian, La Quân liền tự mình gọi điện thoại qua, không chừng trong khi khóa máy cũng đã gọi vài lần. Bởi vậy có thể thấy được tâm tình bức thiết của La Quân. Nếu như không có tín nhiệm cùng dựa vào lẫn nhau, tình thế cho tới bây giờ đều là... hoặc là gió Tây áp chế gió Đông, hoặc là gió Đông áp chế gió Tây, thế lực ngang nhau tuyệt đối sẽ không tồn tại. Từ trước đến nay La Quân đã lợi dụng Cẩm Hồ quá nhiều, giữa Cẩm Hồ cùng Tiêu Minh Kiến có xu thế thủy hỏa bất dung, cũng là nguyên do La Quân lợi dụng Cẩm Hồ quá nhiều chèn ép Tiêu Minh Kiến, khiến Tiêu Minh Kiến giận chó đánh mèo với Cẩm Hồ. Điện tử Next xây hạng mục xưởng tinh viên tại TP, Kiến Nghiệp, muốn nắm giữ tài nguyên đồng bộ của Trung Tinh Vi Tâm tại khu Cao Tân, bởi đối với La Quân có lợi. La Quân cũng không nói giúp Trung Tinh Vi Tâm. Trương Khắc quả là con tiểu hồ ly, trước nay chưa công khai làm qua những việc gây chia rẽ với La Quân, nhưng lần này nắm được cơ hội thi triển một chiêu, kéo dài, với La Quân, thử thăm dò tính nhẫn nại của hắn, cũng có thể làm cho La Quân suy nghĩ thêm, thái độ sau đó đối với Cẩm Hồ là lợi dụng hay là nhờ cậy. Địch Đan Thanh ngưng mắt nhìn gương mặt góc cạnh rõ nét, tuấn tú của Trương Khắc, đợi y cúp điện thoại mới cười nói. Tôi đang khó hiểu. Con tiểu hồ ly cậu sao lại tu luyện giảo hoạt đến như vậy? Trương Khắc cười cười, muốn phản bác cô một câu, nhưng liếc mắt thấy khe vú trắng trẻo sâu không thấy đáy của Địch Đan Thanh, thực sự là nơi khiến người tình mê ý loạn. Tim y đập loạn miệng há hốc, đã quên lời muốn nói, bộ dạng thì ngây ngốc. Bởi hành trình buổi chiều đều chờ ở trong phòng chờ sân bay, Địch Đan Thanh thay bằng bộ thường phục, bên trên là chiếc áo thun vàng, cánh tay trắng nõn đẫy đã ôm quanh trước ngực, ngăn trở tầm mắt của Trương Khắc. Bên hông lại lộ ra một đoạn, vòng eo thon trắng như ngọc khiến cho cặp chân dài được tôn lên bởi chiếc quần dài làm người ta có cảm giác như sa lầy vào trong. Trương Khắc định thần lại, xoay người ngưng mắt nhìn ánh mắt quyến rũ của Địch Đan Thanh. Chị cảm thấy tôi giảo hoạt sao? Đèn trong thang máy đột nhiên chớp tắt, tiếng sấm liên tục vang lên, Địch Đan Thanh bị giật mình. Còn chưa đợi cô có phản ứng thì tia sét thứ hai lại đánh xuống, đèn trong thang máy sáng lên lại tắt. Thang máy chợt rơi vào trong bóng tối, nguồn điện chịu ảnh hưởng của sấm sét tạm thời mất tác dụng, trang bị bảo hộ của thang máy phát huy tác dụng khẩn cấp dừng lại, làm cho người ta có loại ảo giác thang máy đột nhiên rơi xuống. Địch Đan Thanh sợ quá hét dầm lên, vô ý thức nắm lấy tay Trương Khắc, làm điện thoại di động trong tay Trương Khắc rơi xuống đất. Trong nháy máy lại phát hiện ra thang máy chỉ có dừng lại. Vỏ điện thoại di động bằng kim loại rơi xuống nền thang máy, phát ra tiếng vang loảng xoảng. Trong thang máy tối om, Địch Đan Thanh buông tay Trương Khắc ra,
xoay người lại mò điện thoại di động, khi khom lưng ngực sượt qua đầu ngón tay Trương Khác đang buông xuống. Tuy nói cách áo thun còn có nịt ngực bằng lụa mỏng, Địch Đan Thanh lại cảm giác được tê dại trong nháy mắt, tựa như có một luồng sét rất nhỏ đánh vào tim, hình như vị trí của một điểm còn dưới hơn tim. Trong lòng hồi tưởng lại cảm giác vừa tiếp xúc lúc đó, Địch Đan Thanh cúi người mà tâm hoảng ý loạn đi mò chiếc điện thoại di động không biết đã rơi vào góc nào trong phòng, trong lòng có một ý nghĩ như ma quỷ, có cần đứng lên cho tay cậu ta cọ lại một chút không? Thang máy rất nhanh có điện trở lại, cũng chỉ thời gian vài giây, đèn chớp chớp vài cái liền sáng lên. Thang máy cũng khởi động trở lại, từ từ đi lên. Lúc này Địch Đan Thanh mới nhìn thấy điện thoại di động rớt ở trong góc. Địch Đan Thanh nhặt lên điện thoại di động, chột dạ không dám nhìn Trương Khác, lúc này thang máy vừa lúc dừng lại trước tầng 9. Cô hoảng hốt khom lưng xách túi đi ra khỏi thang máy, vào phòng rồi đóng cửa lại mới thở ra một hơi, lại tự giễu lẩm bẩm. Xong đời rồi, sao lại nâng lên như con chó cái ấy nhỉ? Đi tới phòng rửa mặt, nhìn mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong ánh mắt như nhỏ ra nước, đang muốn cầm khăn rửa mặt thì cô nghe được có tiếng đập cửa. Địch Đan Thanh hoảng hốt trong lòng, nghĩ thầm chắc không phải con tiểu hồ ly kia nhìn ra kẽ hở rồi chứ. Thật sự không có lòng tin con tiểu hồ ly kia nếu như chủ động tiến công mình có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Tiếng đập cửa vẫn truyền đến rất kiên trì. Ai thế? Địch Đan Thanh rón rén đi tới phía sau cửa, biết rõ còn cố hỏi. Tôi đây. Giọng Trương Khác ở ngoài cửa nghe qua có vẻ hơi khác lạ. Đã trễ thế này cậu còn muốn làm gì? Địch Đan Thanh nhéo nhéo nắm tay, âm thầm nói cho bản thân không thể mở cửa, mở rộng cửa sẽ xong ngay. Chị không thể cầm điện thoại di động của tôi lại còn chạy đi chứ? À, Địch Đan Thanh nhìn chiếc điện thoại di động treo sau giá dép. Cô vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, vừa rồi nhặt lên điện thoại di động giúp Trương Khác, nhưng đã quên phải trả lại cho y. Lúc đó hầu như là chạy trối chết ra khỏi thang máy. Địch Đan Thanh hơi chấn định lại, rồi mở cửa đưa điện thoại di động cho Trương Khác ngoài cửa. Còn tưởng là cậu bảo tôi cầm điện thoại di động, giúp cậu ngăn mấy số điện thoại không cần thiết chứ. Như vậy à? Trương Khác ở ngoài cửa do dự một hồi, lại đưa điện thoại di động vào. Có điện thoại gọi đến, chị bảo họ gọi lại vào trong phòng tôi là được. Địch Đan Thanh đóng cửa lại trở về đi tắm. Nhìn bản thân trong gương, cô nhếch miệng mắng. Xấu hổ chết đi được. Đứng trước kính cởi đồ, nhìn thân thể gợi cảm của mình trong gương, đứng dưới vòi hoa sen, rồi mở nước, dòng nước ấm áp xối lên hai bầu vú trắng trẻo nảy nở, khiến cô kìm lòng không đậu hồi tưởng lại khoái cảm kỳ diệu đêm đó bị con tiểu hồ ly kia chọc ngón tay vào trong cơ thể mình. Trương Khác đâu có thể nghĩ đến tâm tư của Địch Đan Thanh, y đi thang máy lên tầng trên cùng thì đã trễ. Bên trong phòng không có ánh đèn hắt ra. Có lẽ Tôn Tĩnh Mông còn đang ở 1978, hoặc là đã đi ngủ. Trương Khác gõ mật mã rồi mở cửa, vừa lúc một tia sét hiện lên trước cửa sổ, chiếu rõ cảnh bên trong phòng rõ như ban ngày. Tôn Tĩnh Mông bưng lỗ tai đi chân đất ngồi xổm trên ghế sofa, đang xoay mặt nhìn qua bên này. Trong ánh mắt cô đầy vẻ kinh hoàng như đang chờ tia sét này đánh xuống, sấm sét hình như vang lên ở trên mặt hồ Yến Quy cách đó không xa, chấn cho cửa sổ thủy tinh vang lên ong ong. Sấm sét chỉ lóe qua, trong phòng lại chìm trong bóng tối. Trương Khác mở đèn, thấy Tôn Tĩnh Mông vẫn tư thế ngồi đó, mới cười hỏi cô. Sao không mở đèn? Bật đèn hình như sẽ không sợ như vậy nữa. Trương Khác sửng sốt một lát mới hiểu được ý của cô nàng này, y nhếch mép cười. Vậy cô cầm một cây gậy sắt rồi lên đỉnh sân thượng mà ngồi, như thế còn kích thích hơn đấy. Kích cái đầu heo của anh đấy. Trương Khác vào phòng. Tôn Tĩnh Mông không sợ sấm sét như thế nữa, cô nhảy xuống ghế sofa, đi chân trần đứng trên sàn nhà. Anh nói bay 4 giờ, giờ xem hiện tại là mấy giờ rồi, chẳng lẽ bay trên không trung cần 8 giờ sao? Bởi lý do thời tiết, chuyến bay xuất phát từ Hồng Kông nhiều lần bị trì hoãn. Chuyến bay đến trễ, Trương Khác cũng không gọi điện thoại báo cho Tôn Tĩnh Mông. Đến tối, mình lại tắt điện thoại di động, thì ra cô ấy vẫn ở trong phòng chờ mình. Tôn Tĩnh Mông mặc quần đùi. Nhảy xuống ghế sofa, vạt áo thun rộng thùng thình che khuất quần đùi, lộ ra cặp đùi thon dài. Nếu không phải vừa mới nhìn thấy một góc quần đùi lộ ra khi cô ngồi trên ghế sofa, bộ dạng này của cô nhìn qua hình như trong vạt áo thun rộng không có mặc cái gì. Bên trong áo thun bằng cotton hình như không mang nịt vú, mơ hồ thấy lồi lên. Có thể nhìn kỹ da của cô nàng không phải là quá lớn, như một trái mật đào tươi mát úp ngược, khiến người ra rất muốn xốc áo lên nhìn xem. Nhìn cái gì vậy?
Tôn Tĩnh Mông trừng mắt với Trương Khác, cô cúi đầu nhìn thử, áo thun cotton đâu thấu ánh sáng, sẽ không nhô lên quá rõ ràng. Tôn Tĩnh Mông đâu thể nghĩ đến nam nhân có thể thấy được một chút dấu hiệu là có thể sản sinh ra liên tưởng phong phú chứ. Trương Khác rời ánh mắt khỏi ngực cô. Cô đi ra ngoài cũng mặc như thế hả? Làm gì có, nam nhân trên đường bẩn hơn anh thiếu gì? Tôn Tĩnh Mông liến thoáng cái miệng. Buổi tối xem tivi thấy Tân Phổ có một nhà bị sét đánh trúng, tivi đang mở đột nhiên nổ tung, tôi tắt đi hết thiết bị điện trong nhà rồi. Không có điều hòa, cửa sổ lại không thể mở, nóng như quỷ, còn mang theo thứ kia, khó chịu chết đi được. Đợi lát nữa tôi còn muốn khỏa thân ngủ. Da thịt Tôn Tĩnh Mông lộng lẫy dưới ánh đèn lập lòe, trắng trẻo mà săn chắc, đôi chân thon dài như muốn đâm vào lòng người. Trương Khắc nhịn không được đi liên tưởng đến tình cảnh cô nàng này khỏa thân ngủ, quả thật mê hoặc khiến người ta kìm lòng không đậu muốn xông vào phòng cô. Không mở điều hòa, cho dù đêm mưa cũng sẽ cảm thấy nóng. Trương Khắc không tin sẽ xui xẻo bị sét đánh trúng nhà, y muốn đi mở điều hòa. Tôn Tĩnh Mông lại bị tin tức trong tivi làm sợ hãi, lại có tia sét chớp động liên tục rồi nổ vang hai tiếng bên tai, cô liền ngăn cản không cho Trương Khắc đi mở bất cứ thiết bị điện nào. Thấy Tôn Tĩnh Mông dè dặt thành như vậy, trong lòng Trương Khắc cũng nôn nao, chỉ có chạy tới mở cửa sổ ra một chút, không dám cho nước mưa bắn vào. Vì chờ anh mà tôi chưa ăn gì hết, bên ngoài lại mưa to nữa. Tôn Tĩnh Mông duyên dáng xoay eo một cái, hơi nghiêng người, lưng hướng về ánh sáng, từ chiếc áo thun nửa trong suốt có thể mơ hồ thấy màu da tuyết trắng càng tinh khiết hơn so với áo thun. Trương Khắc nhìn không được muốn nhìn thêm vài lần. Có cần xốc lên cho anh nhìn không? Tôn Tĩnh Mông đột nhiên quay sang hỏi Trương Khắc. Chỉ cho nhìn, không cho chạm vào. Được, được. Trương Khắc vô ý thức gật đầu đáp ứng. Đi chết đi, không háo sắc thì chết hả? Tôn Tĩnh Mông cầm một cái gối trên ghế sofa ném qua Trương Khắc. Ngày nào Đường Thanh tới, tôi sẽ nói cho nó biết. Ai có thể cự tuyệt kiến nghị như vậy, cô đánh giá tôi quá cao rồi đó. Trương Khắc bị gối đập tỉnh, chu miệng, nhặt gối lên bỏ lại trên ghế sofa, lại hỏi Tĩnh Mông. Đến bây giờ chưa ăn gì thật sao? Cảm thấy đói bụng rồi, bên ngoài thì vẫn sét đánh trời mưa, một mình không dám đi xuống lầu. Chương 872, kích tình đêm giông tố. Tôn Tĩnh Mông xoa bụng, đáng thương nhìn Trương Khắc chằm chằm, trông cô như một con mèo ngoan, hoàn toàn không có khí thế bưu hãn chừng mắt như vừa rồi. Trương Khắc rời khỏi kiến nghiệp gần 10 ngày, trong tủ lạnh ngoại trừ mì cùng trứng gà, không nhìn thấy đồ ăn nào khác. Trương Khắc úp một tô mì Dương Xuân, luộc một quả trứng gà rồi đặt lên bàn cho Tôn Tĩnh Mông. Trương Khắc xem qua bài vở ngày mai cần thi rồi trở lại phòng khách. Tôn Tĩnh Mông cũng đã bỏ vào bụng tô mì và trái trứng luộc, thu dọn bát đũa xong cô lại ngồi vào bên cạnh Trương Khắc, nhỏ giọng hỏi. Anh có thể đừng về phòng được không? Bên ngoài tiếng sấm không ngừng, tia chớp không ngừng xé rách bầu trời đêm, hiếm khi thấy Tôn Tĩnh Mông có lúc sợ hãi, Trương Khắc cười cười. Được thôi, ngày mai tôi thi hai môn, vốn cũng định thức đêm học một chút. Vậy được rồi, tôi đi tắm trước, ăn bát mì mà chảy cả mồ hôi. Tôn Tĩnh Mông nhẹ nhàng như một con nai xoay người vào phòng tắm, xuất phát từ sợ hãi, cô chỉ nửa khép cửa lại, và cũng không quên cảnh cáo Trương Khắc. Nếu anh dám nhìn lén, cẩn thận tôi đâm mù mắt. Đêm giông tố, nữ nhân trong phòng tắm, cửa nửa khép. Trương Khắc nghĩ thầm, đây không phải tình cảnh thông thường trong tiểu thuyết sao. Nếu như lúc này có một tia sét làm tắt hết đèn trong phòng, Tôn Tĩnh Mông ở trong phòng tắm bị trượt chân, như vậy thì càng đặc sắc hơn rồi. Rất đáng tiếc. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, mãi đến khi Tôn Tĩnh Mông tắm xong đi ra, cũng không xảy ra cái loại ngoài ý muốn mà Trương Khắc chờ mong. Tôn Tĩnh Mông thay một chiếc áo thun trắng nhìn qua càng dài hơn, cô gập chân quỳ trên ghế sofa, cẳng chân thon dài như băng khắc ngọc rũa lập lòe chói mắt. Cô cầm khăn mặt khô lau mái tóc dài ướt sũng, trông qua càng thêm đen nhánh. Mái tóc dán vào má làm cho gương mặt xinh đẹp của cô vì nước nóng phả vào làm ửng đỏ càng thêm kiều mị. Người còn hơi nghiêng qua xem Trương Khắc đang đọc sách gì, còn thỉnh thoảng quấy rầy. Khoa kinh tế học của các anh phải học cái này sao? Xem cả quyển thế này, không biết có bị rụng tóc không nữa. Kinh khủng thật đấy, từ nhỏ tôi đã không có cảm giác gì với các con số rồi, muốn tôi học cái này, trước 30 tuổi khẳng định sẽ trở nên vừa già lại vừa xấu. Ngửi mùi thơm cơ thể của Tôn Tĩnh Mông sau khi tắm rất là dễ chịu, nhưng nghe cô cứ lải nhải như thế, kế hoạch thức khuya học bài bị phá hủy mất rồi. Trương Khắc nghiêng người để nằm càng thoải mái hơn, cũng làm cho lỗ tai của mình cách đôi môi của Tôn Tĩnh Mông xa hơn. Tôn Tĩnh Mông nhưng lại không chịu,
còn ghé người qua cùng nhau xem sách, cổ áo thun không lớn trùng xuống. Trương Khác từ cổ áo thoáng nhìn thấy cái tròn tròn, trắng mịn như tuyết như giọt nước nhỏ xuống, không phải rất lớn, có thể nắm vừa tay, còn cái màu hồng nho nhỏ quá người, khiến ánh mắt không kìm nổi đóng đinh lên đó. Tôn Tĩnh Mông nhìn con mắt của Trương Khác, không che cổ áo lại, cũng không có ý tránh né ánh mắt Trương Khác, qua một hồi lâu cô mới hỏi. Đẹp không? Trương Khác mới nhớ tới phải thở một hơi, rời ánh mắt khỏi nơi chết người đó, sách giáo khoa trong tay cũng ném xuống sàn nhà. Y nhìn đôi mắt long lanh cùng với khuôn mặt quyến rũ như yêu nghiệt của Tôn Tĩnh Mông, muốn đưa tay xoa vòng eo nhìn qua đầy co giãn của cô. Lúc này Tôn Tĩnh Mông lại chống tay ngồi thẳng dậy, nói. Nể mặt anh ngồi chung với tôi với đêm mới cho anh xem nhiều như vậy. Không được có ý nghĩ được voi đòi tiên. Cô lại duỗi tay gõ lên đầu Trương Khác một cái. Đuổi mấy cái ý nghĩ xấu xa ra khỏi đầu đi, tiểu sắc nam. Trương Khác cảm giác được trên người Tôn Tĩnh Mông lộ ra một loại vẻ đẹp khiến người ngạt thở, quỷ sai thần khiến thế nào y nắm lấy bàn tay mềm mại của Tĩnh Mông trước mắt mình, lại vòng một tay ôm lấy eo cô, kéo người cô áp sát lên ngực mình, lại xoay người đè lên người cô, dán môi lên đôi môi kiều diễm hồng hào, tràn đầy xúc cảm mềm mại ấm áp, cạy ra đôi môi cùng hàm răng có vẻ cứng ngắc của cô, mút vào đầu lưỡi thơm mềm. Lúc này Tôn Tĩnh Mông mới kịp phản ứng, với tay lên lưng Trương Khác, móng tay nhọn khẽ lướt qua cơ ngực, chỉ là cô không hiểu được kỹ thuật hôn môi, mặc cho Trương Khác điên cuồng nút lưỡi mình, chỉ có nhận lấy từng đợt cảm giác mê muội trùng kích lên đầu. Trương Khác vén chiếc áo thun trắng của Tĩnh Mông lên, lộ ra bộ ngực trắng nõn nhô cao, co giãn mà tuyệt đẹp, bờ vai mảnh khảnh, eo thon, bụng phẳng, tất cả tuyệt vời mà gợi cảm. Trương Khác lấy ngón tay gảy nụ hoa đỏ tươi, khiến nó như hạt ngô đứng thẳng trên ngọn núi. Mỹ cảnh dưới thân càng kích thích y hơn, mùi hương thơm ngào ngạt làm cho cậu nhỏ đã trào cờ. Trong chiếc áo thun trắng Tôn Tĩnh Mông không mặc quần đùi, chỉ mặc một chiếc quần lót hồng bằng tơ nửa trong suốt, mơ hồ thấy được thứ mềm mại bóng loáng, bề mặt múp múp hoàn mỹ phơi bày ra. Trương Khác sờ lên, cảm giác được qua một tầng vải mỏng bên trong đã hơi ẩm ướt, gạt quần lót qua một bên, y thuận tay muốn sờ vào. Tôn Tĩnh Mông lúc này lại đột nhiên như tỉnh táo lại, nắm lấy tay Trương Khác. Trương Khác nghi hoặc nhìn Tôn Tĩnh Mông. Anh muốn tôi rồi, tôi sẽ không có dũng khí đối mặt với anh nữa. Tôi sẽ rời xa anh. Anh muốn tôi rời xa anh sao? Ánh mắt Tôn Tĩnh Mông xa xăm, điềm đạm đáng yêu. Trái tim Trương Khác như bị cái vẻ dịu dàng bắn trúng. Tôn Tĩnh Mông giống như con tiểu yêu tinh dịu dàng, cho dù là nhe răng nhếch miệng vẫn chọc người trìu mến. Mình không nỡ làm tổn thương con tiểu yêu tinh này, làm cho con tiểu yêu tinh này trong nháy mắt không còn nhìn thấy nữa sao? Hình như tại thời khắc này, nữ nhân chung quy bảo trì lý trí nhiều hơn nam nhân, cũng có thể là Tôn Tĩnh Mông sau rất lâu dằn vặt đã dập tắt đi quyết tâm. Nỗi kích động gần như muốn người phát cuồng đã rút đi, nhưng thay thế là một loại khác nhu tình dịu dàng khác. Trương Khác bỏ tay ra, dịu dàng hôn lên đôi môi Tôn Tĩnh Mông, ôm thân thể xinh đẹp của cô vào lòng. Tôn Tĩnh Mông khẽ thở ra một hơi, sững sờ ngồi đó, qua một hồi lâu cô mới nói. Đây là cảm giác hôn môi sao? Thì ra thật phải đầu lưỡi đụng vào nhau mới có cảm giác tốt thế. Trước nay xem trong phim thấy cái trò này buồn nôn quá. Chép miệng, cô thè lưỡi ra liếm môi. Liếm môi thì chả có cảm giác gì. Liếm môi mình có thể có cảm giác sao? Trương Khác gãi chân mày, lúc này Tôn Tĩnh Mông đã không còn vẻ điềm đạm đáng yêu khi nằm dưới thân, cũng chỉ như một con tiểu yêu tinh kiêu ngạo, nghiêm trang thảo luận về cảm giác hôn môi. Một tiểu yêu tinh như thế quả thật không cam lòng để nó bỏ đi, chỉ có thể kiềm chế bản thân. Có phải rất khó chịu hay không? Tôn Tĩnh Mông liếc mắt nhìn đúng quân Trương Khác hơi phình ra, cô lại kéo áo thun của mình che đi bắp đùi trắng tinh lõa lồ. Chương 873, mùa lũ. Lúc này trời đã chuyển lạnh, nhưng phản ứng của thân thể nhất thời chưa thể tiêu được, cậu nhỏ phình lên trong đúng quần như một ếch nhỏ nằm đó. Tôn Tĩnh Mông đưa mắt nhìn nơi đó, Trương Khác lại cảm thấy ngại ngùng, nghiêng người đi không cho cô nhìn vào nơi đó. Nghe người khác nói, nam nhân bị nghẹn cái đó không tốt đối với thân thể, có phải như vậy không? Học ở đâu được tri thức đó? Trương Khác hơi choáng. Tiểu Thi nói, thằng chó Trần Hiểu Tùng kia, vì làm cho thú tính của mình thực hiện được, lại truyền bá những tri thức không khỏe mạnh này cho con gái thanh thuần. Thằng chó Trần Hiểu Tùng này, ngoại trừ Tiểu Thi, nó không phải là còn có ngũ cô nương sao? Trương Khác thầm hận trong lòng, lại không thể giải thích cái gì với Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông thấy Trương Khác sắc mặt khác thường, mặt cô đỏ lên, lại nhỏ giọng nói. Tiểu Thi còn nói, cho dù không làm chuyện này, vẫn có rất nhiều biện pháp giúp nam nhân các anh giải quyết.
tôi không biết gì hết, có cần anh dạy tôi, rồi tôi giúp anh hay không? Không biết thằng chó Trần Hiểu Tùng đã thử qua mấy thứ trong tay, miệng, vú, mông của Tiểu Thi rồi, Trương Khắc cũng hơi động lòng, y nghiêng mặt nhìn Tôn Tĩnh Mông, thấy trong ánh mắt trong suốt của cô có vẻ như nóng lòng muốn thử, nhưng không có nhiều lắm. Nói không chừng là muốn lấy mình để nghiên cứu cấu tạo của nam nhân nhằm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô ta. Trương Khắc thật sự không có dũng khí cởi quần bảo cô lấy tay giúp mình giải quyết. Đừng để ý đến nó là được, nghẹn cũng không khó chịu lắm đâu. À, Tôn Tĩnh Mông còn có phần tiếc nuối thở dài một hơi. Thực sự không muốn sao? Tôi cũng không phải cầm thú. Trương Khắc giang chân ra, cho Tôn Tĩnh Mông nhìn thấy đúng quần phình lên cũng không phải quá rõ ràng. Nhặt sách lên, y nói. Ngày mai tôi còn phải đi thi nữa, nào có tâm tư nghĩ đến loại chuyện này. Hỏi anh một vấn đề. Anh cùng họ làm loại chuyện này, cảm giác đều rất tốt sao? Trong vài giây ngắn ngủi đầu óc Trương Khắc như chập mạch, thấy trên gương mặt ngây thơ của Tôn Tĩnh Mông thật ra rất giống như đang nghiêm trang thảo luận vấn đề. Vẻ ngây thơ lại làm cho Trương Khắc đột nhiên có loại cảm giác muốn chạy trối chết, không hiểu được, họ, mà cô nói là chỉ hai người hay là ba người. Trương Khắc cố nén cảm giác bối rối, giơ lên cuốn sách trong tay. Dù sao cũng phải để tôi giải quyết kỳ thi ngày mai đã chứ. Lúc này Tôn Tĩnh Mông bỏ qua cho Trương Khắc, cũng lấy ra sách vở học bài. Không học bao lâu, mí mắt như nhũn ra. Bên ngoài trời vẫn còn nổi cơn giông, không có can đảm về phòng ngủ một mình. Cô bèn gối đầu lên bắp đùi Trương Khắc, đầu đặt lên bụng Trương Khắc, nhúc nhích vài cái, tìm một vị trí thoải mái rồi ngủ đi. Trương Khắc cứ bảo trì tư thế như vậy một hồi lâu, đợi Tĩnh Mông ngủ say rồi mới nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, còn mình thì ngồi trên sàn nhà dựa lưng vào ghế sofa học bài. Xem đến nửa đêm, ông qua một lần hai môn sắp sửa thi, Trương Khắc mới duỗi người. Lúc này giông tố đã ngưng, xoay người thấy Tĩnh Mông nằm ngang trên ghế sofa. Trương Khắc vén vạt áo thun lên, lộ ra cái bụng phẳng, cặp đùi trắng trẻo thon dài khép lại không hở ra một tia, quần lót lụa hồng phủ lấy phần xương mu đen bóng, chất vải rất mỏng, làm chỗ kín như ẩn như hiện. Trương Khắc nhìn chằm chằm chỗ kín của Tĩnh Mông một lúc, y thực sự đã cúi xuống hôn một cái, hôn dính ra cả nước bọt ngọt ngào, rồi lại luyến tiếc con yêu tinh này bị thương chạy mất. Nhớ tới lời nói và việc làm của Tĩnh Mông, cô đúng là người ngây thơ, hình như cho rằng chỉ cần bảo vệ điểm mấu chốt cuối cùng là có thể lừa mình dối người. Trương Khắc lên lầu cầm một cái chăn tre lên bụng và hai chân lõa lổ của Tĩnh Mông, để tránh cô bị cảm lạnh, còn mình thì cầm một cái gối nằm lên sàn nhà, cạnh ngay ghế sofa. Khi Trương Khắc tỉnh lại, cảm giác có người đang bóp mũi mình, mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp của Địch Đan Thanh. Có phải cậu thi lúc 9 giờ phải không? Địch Đan Thanh buông tay đang niết mũi Trương Khắc ra, nghiêm trang hỏi. Trương Khắc ngủ trên sàn nhà. Địch Đan Thanh cúi người xuống lay y tỉnh dậy, cổ áo trùng xuống, Trương Khắc hơi nghiêng đầu liền thấy đôi tuyết lê đồ sộ nằm trong cổ áo, được nịt vú nâng đỡ, hình dạng hoàn mỹ như giọt nước mưa. Thấy được cảnh này, Trương Khắc không muốn truy cứu phương thức đánh thức mình bằng cách bóp mũi của cô. À, Trương Khắc mới phát hiện không biết lúc nào Tĩnh Mông đã đắp chăn lên người y rồi, cầm lấy điện thoại di động đặt ở cạnh đầu nhìn thoáng qua, cách giờ thi chỉ còn 15 phút. Y vội vàng ngồi dậy, ném chăn lên ghế sofa rồi đi rửa mặt. Khi đi tới cửa phòng, Trương Khắc lại khó hiểu quay đầu lại nhìn Địch Đan Thanh, sao chị ta không hỏi mình vì sao lại ngủ ở trên sàn nhà. Địch Đan Thanh hình như không cảm giác được Trương Khắc đang nhìn, chỉ cúi đầu giúp Trương Khắc thu dọn đồ. Trương Khắc bắt đầu đánh răng súc miệng. Đêm qua có sấm sét, không ngờ lại không nhân cơ hội gạt tiểu cô nương vào trong mình mới ghê chứ. Trương Khắc sợ đến run lên. Nước súc miệng cũng chảy vào cổ họng, y nghiêng đầu nhìn Địch Đan Thanh đang đứng dựa vào cửa, trên mặt nở nụ cười ái muội không hiểu, y ho khan hai tiếng rồi lại tiếp tục đánh răng. Địch Đan Thanh lại muốn nói, người ta cũng sợ sét đánh, nhưng nghĩ, nói vậy không phải là câu dẫn lộ liễu quá sao. Cô lại quay đầu đi giúp Trương Khắc thu dọn đồ. 4 ngày tiếp theo trời sẽ đổ mưa liên tục, nhưng ngày cuối cùng Trương Khắc thi xong bầu trời lại đột nhiên dừng mưa, đã lộ ra một vầng mặt trời đỏ rực. Mùa hạ năm nay bão cũng ít tập kích vào đại lục, xem tin tức đọc báo, hình như toàn quốc không một nơi nào là không mưa, hơn nữa đều là mưa lớn. Các con sông lớn ở Hoa Đông, Hoa Bắc, Đông Bắc không ngờ tại đầu tháng 7 lần lượt đều hình thành đỉnh lũ, các bộ môn khí tượng, thủy lợi, phòng lụt đập quốc gia cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mùa hạ năm nay có thể sẽ hình thành nạn lụt toàn lưu vực tại các con sông chính của Hoa Đông, Hoa Bắc, Đông Bắc. Chiếu ngày 4 tháng 7,
Trường khác đang thi một môn cuối cùng, ngày nghỉ của sinh viên Đại học Đông Hải cũng bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhìn áng mây hồng diễm lệ trên bầu trời, tựa như nước sông đang cuộn sóng. Ngay tại giờ khắc này, đỉnh lũ đầu tiên hình thành tại lưu vực Tiểu Giang vừa mới an toàn vượt qua thủy vực Tiểu Giang đoạn kiến nghiệp, tiếp tục chảy xuống. Khu ký túc xá nam của Đại học Đông Hải có mặt bằng khá thấp, hệ thống thoát nước không chống nổi mưa lớn trong mấy ngày, từ khu ký túc xá số 8 đến số 12 nước mưa đều ngập đến cầu thang, nếu như mưa còn không ngừng, ký túc xá sẽ phải chìm trong biển nước. Thi xong, phải đến văn phòng khóa nhận sách thực tập hè, loại sách này đối với Trương Khác mà nói không hề có ý nghĩa, nhưng đã thu xong cũng không có chuyện quan trọng hơn đi làm. Chương 874, tình thế mạnh hơn người. Đi cùng bọn Đỗ Phi lội nước đến khu ký túc xá số 12, phải vén ống quần đến tận bắp đùi, nước ngập qua đầu gối. Đối với các sinh viên sắp được thả nghỉ hè mà nói, nghỉ rồi thì quản nó lũ lụt ngập trời làm quái gì. Mọi người đi về hướng ký túc xá mà cao hứng bừng bừng, ai cũng không ý thức được vừa mới đi qua kiến nghiệp chỉ là đỉnh lũ đầu tiên của mùa hè này mà thôi. Điện thoại di động trong túi quần vang lên, Trương Khác bảo Đỗ Phi cầm sách giúp mình, rồi y lấy điện thoại ra. Bí thư La vẫn còn nhớ về cuộc thi của cậu đấy. Địch Đan Thanh ở trong điện thoại nhắc nhở y. Trương Khác nhớ đáp ứng La Quân sau khi mình thi xong sẽ gọi điện thoại cho hắn, liền bảo Địch Đan Thanh đi tìm Phó Tuấn, chuẩn bị cho mình đi gặp La Quân. Gọi điện thoại cho thư ký của La Quân, không phải là thư ký của La Quân tiếp điện thoại, mà là thanh âm không áp chế nổi hưng phấn của La Quân trực tiếp truyền ra từ trong điện thoại di động. Cậu thi hết chưa? Được, được, được. Nói liền mấy lần từ được. Tôi đang ở trên đê, sẽ lập tức trở về trong thành phố. Trên các trang báo quốc tế đều tiến hành đưa tin tình huống người Hoa rút vốn khỏi Indonesia. Các nhà lãnh đạo Indonesia cũng rõ ràng tình huống này, nhưng chính phủ nhiều quốc gia lấy nước Mỹ dẫn đầu đều nghị quyết tiếp thu đơn xin tị nạn của người Hoa Indonesia. Lãnh đạo Indonesia như trứng chọi đá, hơn nữa cục diện chính trị dung chuyển, căn bản không thể ngăn cản người Hoa rút vốn khỏi Indonesia. Trong mắt tuyệt đại đa số mọi người, người Hoa rút vốn khỏi Indonesia trong cảnh hỗn loạn, nhưng cũng có một số người biết không phải hỗn loạn như thế. Số người này biết người duy nhất có năng lực, có tư cách dẫn dắt người Hoa chính là Cẩm Hồ đã kịp thời ngăn cản bạo loạn bài Hoa Indonesia lan tràn, và giành được hảo cảm cùng tín nhiệm của các Hoa thương Indonesia. Cuối tháng 6 TP, Hải Châu tiến hành chiêu thương dẫn từ đặc biệt tại Hồng Kông, không thông báo, không tuyên truyền. Nhưng La Quân ở trong vài ngày trước cũng đã biết được tình huống đại khái. Hải Châu một lần liền ôm vào lòng 460 triệu đô la hợp đồng ngoại tư, hơn nữa trong mấy ngày này, ngoại tư vẫn lục tục đổ vào với quy mô lớn, tốc độ cực nhanh, điều kiện chiêu thương dẫn tư rất rộng rãi, coi như hiếm thấy trong năm gần đây, làm sao khiến người không tâm động cho được. La Quân rất bất đắc dĩ bị Trương Khác mượn danh nghĩa cuộc thi cuối kỳ lơ đi 4 ngày, không chỉ La Quân, trong 4 ngày này, điện thoại của Lý Viễn Hồ, Lương Vĩ Pháp, Triệu Dương, Triệu Hữu Luân, thậm chí bí thư tỉnh ủy Giang Nam Thượng Học Nhân đều gọi vào điện thoại di động của Trương Khác, hết thảy đều bị Trương Khác lấy danh nghĩa cuộc thi bỏ lơ một bên. Số người cảm thấy có thể chia một phần bánh gato, nhưng lại có thể an tọa như núi thì rất ít, ngay cả bí thư thành ủy Tân Vu Giang Thượng Nguyên có Trương Chi Hành làm bảo đảm cũng nhịn không được trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Khác. Ai cũng không rõ người Hoa rút vốn khỏi Indonesia sẽ tiếp tục trong bao lâu. Ai cũng không rõ quy mô tới cùng lớn bao nhiêu, duy nhất có thể khẳng định chính là, ai giành tới trước nhất thì người đó sẽ được lợi ích lớn nhất. Cuộc thi lần này của Trương Khác đã làm cho rất nhiều người lo lắng theo, nhưng y lại giống như người không cảm giác được gì vậy. Nghe La Quân nói hắn đang thị sát ở trên đê sông, Trương Khác cũng muốn nhìn xem cảnh nước sông đục ngầu khi đỉnh lũ vừa qua, liền hẹn hắn gặp nhau ở trên bờ đê. Chia tay với Đỗ Phi ở trước ký túc xá rồi đi về Đông Môn. Đi tới trước ký túc xá số 8, thấy Ngụy Đông Cường đang khom lưng đứng trong vũng nước đọng cao tới bắp đùi, tay xách cái nắp cống thoát nước bằng sắt đưa lên bậc thang. Có lẽ là mở nắp cống ra để cho nước thoát được nhanh hơn. Trương Khác mới nhớ tới Đỗ Phi nói là Ngụy Đông Cường bị đá ra khỏi Học viện Thương mại Quốc tế và điều đến công ty hậu cần rồi. Không ngờ hắn lại bị sai làm công việc thoát nước. Đứng trên bậc thang là một thanh niên không lớn tuổi hơn Ngụy Đông Cường bao nhiêu, đang chỉ huy hắn làm ký hiệu trên miệng cống, để tránh có ai đi qua nơi này bị ngã vào. Quần áo trên người Ngụy Đông Cường đã ướt gần hết, Trương Khác tránh phải gặp gỡ chính diện với hắn, liền đổi một hướng khác đi vòng qua ký túc xá số 8 ra Đông Môn. Bọn Phó Tuấn đã chuẩn bị xe ở đó để đón y. Ngụy Đông Cường lại thấy được Trương Khác, nhìn theo Trương Khác đi vòng rời khỏi.
Giáo viên thanh niên trên bậc thang có phần bực mình. Lão Ngụy, động tác lưu loát chút đi, còn rất nhiều ống cống phải làm đấy. Chân tôi không vào nước được, đợi lát nữa vẫn phải làm phiền anh rồi. Anh cũng phải nhanh lên một chút đi. Vài ngày tiếp theo trời vẫn đổ mưa lớn, ngoài Đông Hoa Môn vẫn còn đỡ. Xe đi qua nội thành sẽ thấy có vài con đường bị ngập nước, nhất thời còn chưa thể lưu thông được. Đặc biệt là vùng gần đê sông, có mấy chỗ lụt rất sâu, che cả đường đi. Phó Tuấn đã sớm có chuẩn bị đối với việc này, đổi dùng xe Hemmer Việt dã có khung xe cao. Phía trước cũng có một chiếc Hemmer dò đường, sợ có đoạn có đường bị nước mưa làm sụp lở. Trong thành phố cũng không phải một mình La Quân thị sát công tác phòng lụt ở trên đê sông, mấy lãnh đạo Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh đều có mặt. Khi họ thị sát đê sông, mưa to vẫn chưa ngừng. Mặc dù được nhân viên chiếu cố chu toàn, nhưng y phục trên người vẫn bị nước mưa xối ướt. Trương Khác muốn qua đây, La Quân cũng không bảo Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh đi. Kiến Nghiệp nằm ở vùng Trung Du Tiểu Giang, đường sông hẹp, nước sông đổ qua rất xiết, tuy nhiên Huệ Sơn, Hải Châu ở Hạ Du thì nhiệm vụ phòng lụt năm nay rất nặng. Nhưng cơ hội chiêu thương dẫn tư lần này có thể nói 10 năm khó gặp, hơn nữa chiêu thương dẫn tư dù sao vẫn phải lấy danh nghĩa của phủ thị chính tiến hành. Mâu thuẫn thì mâu thuẫn, có một số việc vẫn phải tìm Tiêu Minh Kiến cùng nhau thương lượng. Tiêu Minh Kiến nhìn hai chiếc xe Hemmer đậu ở dưới đê. Trên đê có mấy chỗ nước đọng, nước ngập đầu gối. Nhìn Trương Khác đứng ở cạnh vũng nước sắn quần lên, cởi giày bỏ vào trong xe. Trương Khác muốn lội nước, Địch Đan Thanh ở phía sau gọi y. Địch Đan Thanh ở trong xe cởi vớ, lộ ra cặp đùi thon. Cô cũng đi chân đất, và luôn trời sinh sợ nước, muốn Trương Khác dìu mình. Hai người dắt tay nhau lội qua nước. Nhóm Phó Tuấn cũng theo sau, cùng nhau trèo lên đê sông. Nước đọng không qua đầu gối, Địch Đan Thanh cuốn váy lên mà vẫn bị ướt hết một mảnh. Dưới ánh mắt chăm chú của cánh đàn ông, cũng chỉ có thể buông váy bị ướt xuống để che đi cặp đùi. Váy bị ướt, khi bước đi dính vào đùi, rất khó chịu. Chân Trương Khác dù sao cũng dài hơn của Địch Đan Thanh, lội nước cũng không để ý đến dáng vẻ, vén ống quần cao đến tận bắp đùi. Khi lội qua, ống quần Trương Khác cũng không bị ướt. Y thả ống quần xuống gật đầu một cái với Tiêu Minh Kiến, tính là chào hỏi qua, mà ánh mắt cũng không liếc Hồ Tôn Khánh một cái, trực tiếp nói với La Quân. Nghe nói đỉnh lũ đã đi qua, tình hình lũ năm nay có hơi nghiêm trọng. Mấy ngày nay tôi xem tin tức đều báo việc này. Không chỉ Kiến Nghiệp, hình như các nhánh sông chính trong toàn quốc đều rất nghiêm trọng. Năm nay có phần đặc biệt, ngày mai bắt đầu lại có mưa lớn. La Quân vì tình hình lũ nghiêm trọng mà nhíu mày, lại trấn an. May mà tỉnh trưởng từ khi đảm nhiệm công trình đê sông toàn tỉnh đã chỉnh lý lại một lần, quyết tâm tra xét máy án lớn, bằng không thì tình huống còn nghiêm trọng hơn. Địch Đan Thanh đứng ở phía sau Trương Khác, nghe La Quân nói như vậy. Cô nhớ tới năm kia vạch trần vụ án đê sông bảo vệ thành. Tình hình lũ nghiêm trọng như vậy, thực khó tưởng tượng đê sông bã đậu trước đó của Tân Vu có thể kiên trì bao lâu. Ngẫm lại cũng hơi sợ. Cũng may tai họa ngầm này đã triệt để giải quyết. Cô liếc nhìn nửa khuôn mặt của Trương Khác, tại bề ngoài anh Tuấn lạnh lùng của y, cất chứa một trái tim đầy nhiệt huyết cỡ nào. Từ học bình quyết tâm tra xét mấy vụ án lớn, nhưng trực tiếp khiến cho ông bị điều ra khỏi tỉnh Đông Hải. Trương Khác khẽ nhếch lên nụ cười lạnh nhạt nơi khóe môi, không trả lời câu nói của La Quân, đưa mắt nhìn xuống đê sông. Tuy nói đỉnh lũ đã qua, nhưng mực nước sông vẫn rất cao, đục ngầu. Rất nhiều nhành cây đoạn gỗ gãy trôi nổi trong nước. Mấy ngày nay mưa lớn, rừng lâm nghiệp Tân Quang trồng trên thượng du có chút tổn thất chứ. Tiêu Minh Kiến nói chen vào, có vẻ rất quan tâm đến Cẩm Hồ. Tình thế mạnh hơn người. Khi hắn cảm thấy hạng mục hùn vốn điện tử nét là có thể ngang vai ngang vế cùng La Quân, tự nhiên có thể lấy về quyền lực thị trường mà hắn nên có. Nhưng phát hiện Trung Tinh Vi Tâm không chỉ đưa vào Đức Nghi làm nhà hợp tác chiến lược, các xí nghiệp lớn của Nhật như Toshiba đều bị ép tiến hành hợp tác kỹ thuật cùng Cẩm Hồ. Sự thành lập của quặng mỏ Hoa Hy càng củng cố thêm địa vị của Cẩm Hồ tại quốc nội. Lúc này Cẩm Hồ không ngờ vừa xoay người là có thể móc tới cho Kiến Nghiệp một cái bánh ga to lớn như vậy. Mà người được lợi của cái bánh ga, tô này không chỉ có một hai người, mà là một đám người. Tương lai các xí nghiệp tham gia chiêu thương dẫn tư ai sẽ không nhớ kỹ lợi ích của Cẩm Hồ, cho dù Kiến Nghiệp có người vong ân phụ nghĩa, nhưng các nhà tư sản người Hoa Indonesia trong các công ty liên doanh sao lại quên đi chỗ tốt của Cẩm Hồ. Tiêu Minh Kiến luôn luôn hiểu được, bằng vào thủ đoạn của hắn là không thể bóp chết Cẩm Hồ được, nếu biết rõ không thể bóp chết Cẩm Hồ,
thì không cần phải cố làm gì, cũng phải để thừa lại cho mình chút gì. À, Trương Khắc quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Minh Kiến, nói. Đầu tư chung quy sẽ có phiêu lưu mà, bằng không thì cần công ty bảo hiểm làm cái gì? Tiêu Minh Kiến nở nụ cười, hình như hắn cảm giác lời nói của Trương Khắc có chút buồn cười. Trương Khắc cũng không muốn làm cho Tiêu Minh Kiến quá khó xử, giọng hơi hòa hoãn lại. Tổn thất hẳn là có một chút, nhưng mùa lũ chưa qua, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ mưa lớn. Công nhân đều đã rút hết rồi, tạm thời vẫn chưa thể thống kê tổn thất. Cây cối ở Thượng Du trong 2 năm nay đã có chút khôi phục. Phán đoán về đại thể, tình huống đất màu bị trôi trên Thượng Du không tính quá nghiêm trọng. Thiên tai nhân họa, luôn luôn khó có thể dự liệu. Chỉ cần mọi người dắt tay nhau vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, tổn thất sau đó chung quy có thể bù đắp lại. Hồ Tôn Khánh nghe xong lòng lạnh đi, Tiêu Minh Kiến đều có ý đồ lấy lòng, mà Trương Khắc từ khi bước lên con đê, ánh mắt chưa từng nhìn mình. Chẳng phải là sau đó sẽ bị hai người La Quân, Tiêu Minh Kiến cô lập. Phó thị trưởng thường vụ thường ủy như hắn coi như có chút phân lược, nhưng bị cho La Quân, Tiêu Minh Kiến đồng thời cô lập, cục diện đó cũng rất thê lương rồi. La Quân cũng cảm giác Trương Khắc nói có vẻ nghiêm túc. Hắn tìm Trương Khắc tới đây, cũng không phải là nói chuyện tình hình lũ, mà là nói chuyện chiêu thương dẫn tư. Hắn nói, cho dù có tổn thất, cũng có công ty bảo hiểm ôm cả. Chỉ là sau thiên tai phải tốn thời gian để mà thu dọn, nghiệp vụ của thương vụ Cẩm Hồ khai triển tại Hồng Kông vẫn còn thuận lợi. Đây chính là xí nghiệp lần đầu tiên đi ra ngoài Đông Hải có thể ưỡn thẳng thắt lưng mà làm. Trương Khắc cũng bắt đầu nói đến việc chiêu thương dẫn tư. Nhiệm vụ phòng lụt bên Hải Châu thì nhẹ hơn, cũng không gây khó khăn cho công tác kinh tế hàng ngày. Thương vụ Cẩm Hồ hiệp trợ Hải Châu chiêu thương dẫn tư cũng coi như thuận lợi. Nhưng nhân thủ hơi eo hẹp, lại không có nhiều kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ có chút hỗn loạn. Tuy nhiên đến phiên Kiến Nghiệp, Huệ Sơn thì chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn. La Quân nghe Trương Khắc đặt song Kiến Nghiệp cùng Huệ Sơn với nhau, nghĩ thầm đây có lẽ là kết quả tốt nhất rồi. Hắn cũng không trông cậy vào Trương Khắc có thể triệt để hướng về Kiến Nghiệp, liền nói. Nói đến Kiến Nghiệp, tôi cũng muốn nói với cậu một tiếng. Trong thành phố đã làm một số công tác chuẩn bị, không biết có thỏa đáng hay không, còn có chỗ nào cần cải tiến, tất cả phải tìm cậu giúp tôi góp ý một chút. Bên thương vụ Cẩm Hồ sẽ đặc biệt vì công tác chiêu thương dẫn tư của Kiến Nghiệp cùng Huệ Sơn mà thành lập một tổ công tác. Nếu thuận tiện, các nhân viên phụ trách chiêu thương dẫn tư có thể liên lạc với tổ công tác. Như vậy là có thể gắn liền các công việc rồi. Mặt khác, công ty con của thương vụ Cẩm Hồ tại Kiến Nghiệp cũng sẽ thành lập một tổ phối hợp cho công tác chiêu thương dẫn tư của Kiến Nghiệp, tận khả năng an bài công tác đúng nơi đúng lúc, giúp cho các lãnh đạo trong thành phố an tâm hơn. Lúc này Trương Khắc mới nói cho La Quân một số kế hoạch cụ thể của thương vụ Cẩm Hồ. Chỉ là những công tác này, cụ thể phải báo cáo với vị lãnh đạo nào trong thành phố. La Quân cũng là người chủ trì đại cục, không có khả năng đi làm công tác quá vụn vặt. Hắn nghiêng đầu hỏi Tiêu Minh Kiến. Thị trưởng Tiêu, anh cảm thấy ai thích hợp? Tiêu Minh Kiến nóng lòng muốn thử, nhưng cũng hiểu quá chủ động thì không được. Hồ Tôn Khánh càng không phải là nhân tuyển có thể suy nghĩ đến, hắn chỉ có thuận nước đẩy thuyền. Cứ để cho Vương Duy Quân dẫn đầu, phủ thị chính lại phái một phó thị trưởng phối hợp với Vương Duy Quân. Hắn thậm chí cũng không trực tiếp kiến nghị phủ thị chính cụ thể phái phó thị trưởng nào phối hợp với Vương Duy Quân. La Quân rất hưởng thụ thái độ như vậy của Tiêu Minh Kiến. Cụ thể phó thị trưởng nào, cứ để phủ thị chính tới quyết định. Chương 875, phong ba tỉnh cấu. Hồ Tôn Khánh vừa rồi chỉ là lo lắng, không nghĩ tới lại nhanh như vậy trở thành hiện thực rồi. Chuyện quan trọng như thế, Tiêu Minh Kiến thậm chí chưa từng suy nghĩ đến hắn. Hơn nữa Tiêu Minh Kiến cùng La Quân thảo luận chuyện như vậy, thậm chí quên hắn cũng là thành viên thường ủy thành ủy, cũng là phó thị trưởng thường vụ, cũng là người nên có tư cách thảo luận. Lúc này ai lại đi suy nghĩ đến cảm thụ của Hồ Tôn Khánh? Chỉ tiếc nhất thời còn chưa nắm được nhược điểm của hắn, nắm được nhược điểm của hắn rồi, còn không dẫm lên cho chết luôn. Điện thoại di động vang lên, tiếng nhạc dễ nghe truyền ra từ trong túi sách của Địch Đan Thanh. Địch Đan Thanh lấy ra điện thoại di động, rồi đứng ra xa vài bước tiếp điện thoại. Nghe đầu bên kia điện thoại nói vài câu, sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc. Treo điện thoại, Địch Đan Thanh đi tới bên cạnh Trương Khắc, cũng cảm thấy tin tức này không cần phải gạt La Quân, Tiêu Minh Kiến, liền nói thẳng. Điện thoại từ Kim Sơn gọi tới. Đàm phán về vụ án thu mua giấy thần hy ngày hôm nay tiến hành tại bản bộ giấy thần hy. Sau khi đàm phán kết thúc,
khi các nhân viên tham dự đàm phán của chúng ta muốn đi thì bị gần nghìn công nhân của giới thần hy bao vây. Phú Cảnh dùng bom cay mới cứu người ra được, bên chúng ta có mấy người bị thương, giám đốc Chu cũng bị đá đập trúng đầu, vừa mới đưa đến bệnh viện chữa trị rồi. Công ty giấy Tân Quang Tịnh cấu công ty giấy thần hy, lần đầu tiên đàm phán bởi chênh lệch song phương quá lớn mà không thể đạt thành. Đàm phán vẫn rằng có đến trung tuần tháng 6 mà vẫn chưa được khởi động lại. Trung tuần tháng 6, lấy chỉnh hợp tài nguyên đất hiếm của quốc nội làm mục đích, khoáng sản Hoa Hy lấy tốc độ thường nhân khó có thể tưởng tượng để thúc đẩy thành lập. Quốc phụ viện cũng lần đầu đặc biệt cho phép Cẩm Hồ lấy thân phận là cơ cấu dân doanh nắm giữ khoáng sản Hoa Hy, xí nghiệp có tính chất lũng đoạn tài nguyên. Cẩm Hồ gián tiếp khống chế trung tinh vi tâm đổ tiền vào Đức Nghi, điện tử Ái Đạt dưới cờ của Cẩm Hồ lại cùng Toshiba đạt thành hiệp nghị hợp tác kỹ thuật. Thái độ của tỉnh ủy Giang Nam lúc này lặng yên phát sinh chuyển biến. Trong khoảng thời gian Trương Khác tại Hồng Kông, công ty giấy Tân Quang Tịnh cấu thần hy lần đàm phán thứ hai có thể thuận lợi khởi động. Trương Khác vốn tưởng rằng lần đàm phán thứ hai cho dù vẫn chưa thể thành công, cũng sẽ rút ngắn chênh lệch song phương nhận thức nhau. Việc chiêu thương dẫn từ toàn bộ do bên thương vụ Cẩm Hồ phụ trách, tôi sẽ bảo Diệp Kiến Bân chủ động liên hệ với bí thư Vương Duy Quân. Trương Khác cũng không có tâm tư nói nhiều với La Quân ở trên đê. Giờ tôi phải đi Kim Sơn một chuyến. La Quân cũng không giữ Trương Khác lại, cũng không thể mở miệng giữ lại, không ngờ vào thời khắc thanh thế của Cẩm Hồ tăng cao, Kim Sơn sẽ ở trên án tịnh cấu gây ra việc này. Thông thường, án tịnh cấu còn đang trong giai đoạn đàm phán, cho dù điều kiện đàm phán có hà khắc, công nhân bình thường cũng không có khả năng biết được. Vậy sao lại tụ tập gây rối được? Lấy lý giải của La Quân đối với Cẩm Hồ cũng không thể tại án tịnh cấu đi xâm chiếm tài sản quốc hữu gì. Gây ra chuyện như vậy, dùng đầu ngón chân đi suy nghĩ vấn đề thì cũng biết ở phía sau nhất định có người đang phá rối. Một khi án tịnh cấu bởi vì những loại nguyên nhân này mà bị buộc phải nhưng lại, vậy quan hệ giữa Cẩm Hồ cùng tỉnh Giang Nam, TP, Kim Sơn liền giảm đi trên diện rộng. Cho dù thương vụ Cẩm Hồ có năng lực mang đến cho tỉnh Giang Nam, TP, Kim Sơn đại lượng đầu tư ngoại hối, nhưng chung quy cũng có người không hy vọng thấy được Cẩm Hồ bành trướng thanh thế tại tỉnh Giang Nam, TP, Kim Sơn, dù sao công ty giấy thần hy bị Cẩm Hồ thu mua, cũng sẽ xúc phạm tới lợi ích của một bộ phận người, những người này ở sau lưng phá rối là điều hết sức bình thường. Không quản nói thế nào, điều này đối với kiến nghiệp, đối với tỉnh Đông Hải mà nói lại là một chuyện tốt. La Quân cũng sẽ không đưa ra bộ mặt cười trên nỗi đau của người khác, mà quan tâm nói. Được rồi, cậu chạy tới Kim Sơn đi, có chuyện gì cậu có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Trương Khác cùng Địch Đan Thanh đi xuống đê, bảo Phó Tuấn quay đầu xe lại chạy thẳng về hướng Nam, thẳng đến Kim Sơn. Sau khi ngồi trên xe, điện thoại của Lương Vĩ Pháp, Phó Thư ký trưởng tỉnh ủy Giang Nam rất nhanh liền gọi tới điện thoại của Trương Khác. Xảy ra chuyện như vậy, trong tỉnh cảm thấy rất đáng tiếc. Tôi đang ở trong bệnh viện, đã thảo luận qua với các nhân viên bác sĩ, nhất định sẽ bảo đảm nhân viên đàm phán không có nguy hiểm gì về sinh mệnh, bí thư Thượng Ngạn cũng đang trên đường tới bệnh viện. Lương Vĩ Pháp trong điện thoại nói tình huống cụ thể cho Trương Khác. Lương Vĩ Pháp cũng không nói khả năng tồn tại có người phía sau sai khiến, cũng không có ý muốn truy xét tiếp tục. Tình huống có phần phức tạp, dù sao tại năm 98 bán một xí nghiệp quốc hữu còn đang có doanh thu cho một xí nghiệp tư nhân sẽ phải gánh chịu phiêu lưu trị nhất định. Lần này lại là hơn 1.000 công nhân viên tụ tập gây rối. Tiếp tục tra xét, trong tỉnh đại khái sẽ lo lắng gây ra phong ba càng lớn hơn, khiến cho Lương Vĩ Pháp cùng Thượng Ngạn rơi vào bị động. Trương Khác nghe Lương Vĩ Pháp trong điện thoại nói lời trấn an, nghe xong y mới nói. Đa tạ trong tỉnh quan tâm, nếu không có đại sự gì, tại kiến nghiệp tôi cũng an tâm rồi. Tôi xem có thể bớt chút thời gian chạy tới Kim Sơn một chuyến. Trương Khác cũng chưa nói thật hết với Lương Vĩ Pháp, có muốn tiếp tục tra xét hay không. Trương Khác còn muốn cùng Chu Du, Hứa Hồng Bá gặp mặt thảo luận qua, sau đó mới quyết định. Trước khi gặp mặt Chu Du, Hứa Hồng Bá, Trương Khác tận lực muốn tránh gặp mặt Lương Vĩ Pháp, càng không thể gặp mặt với Thượng Ngạn. Lương Vĩ Pháp cúp điện thoại, hắn suy nghĩ không ra một câu cuối cùng của Trương Khác tới cùng là có tới hay không. Nhưng hắn cũng rõ ràng Trương Khác không có ý muốn gặp hắn. Nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình rất khó giải quyết, thư ký đã chạy tới nói cho hắn, xe của Thượng Ngạn đã tới bệnh viện. Lương Vĩ Pháp chỉ phải trước tiên bỏ xuống vấn đề lo lắng trong đầu, đi ra ngoài đón Thượng Ngạn trước. Tỉnh Giang Nam cho tới bây giờ cũng không coi trọng một xí nghiệp có cơ cấu như thế, Cẩm Hồ lại là nạn nhân, bí thư tỉnh ủy tự mình xuất động vấn an người bệnh cũng là việc trong tình lý.
sự kiện lần này xử lý không tốt, quan hệ giữa Cẩm Hồ cùng tỉnh Giang Nam sẽ thụt giảm trên diện rộng, Cẩm Hồ toàn diện giảm bớt đầu tư tại Giang Nam không nói, Cẩm Hồ vẫn âm thầm thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực Tiểu Giang tiến triển có thể từ nay về sau trì trệ không tiến, và sẽ không có phần cho tỉnh Giang Nam trong việc phân chia cái bánh ngon của tư bản người Hoa Indonesia. Thế nhưng, sự tình hôm nay cũng rất khó truy xét, cho dù biết phía sau màn có người xui khiến, cũng rất khó tiếp tục tra xét, dù sao tụ tập gây rối đả thương người đều là công nhân viên bình thường của công ty giấy Thần Hy, làm ra sóng gió lớn, đối với hắn, đối với Thượng Ngạn đều rất không có lợi. Lại nói quan viên trong tỉnh phản đối án Tịnh Cấu vẫn là chủ lưu, nhưng Thượng Ngạn suy nghĩ đến thế lực phía sau Cẩm Hồ càng lúc càng thâm hậu, thậm chí có quan hệ với cả quân đội, mới miễn cưỡng đồng ý mở đàm phán lần thứ hai. Suy nghĩ đến mặt mũi của Cẩm Hồ, trong lòng lại chưa hẳn ủng hộ đàm phán thành công. Mà thương vụ Cẩm Hồ thành lập tại Hồng Kông cũng là vì việc Hải Châu tiến hành chiêu thương dẫn tư đặc biệt nên mới phát sinh gần đây. Thượng Ngạn tóc đen bóng loáng, tướng tá to béo, không hề giống như một lão nhân qua tuổi lục tuần. Thấy Lương Vĩ Pháp chạy đến đại sảnh của tầng cấp cứu để đón mình, hắn đi tới, nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Tình huống người bệnh thế nào? Thương nhẹ không tính. Có hai người bị gãy xương đều đưa vào phòng cấp cứu rồi, Chu Du phụ trách đàm phán phía Cẩm Hồ bị gạch đập trúng đầu, đưa vào bệnh viện từng có hôn mê một hồi, hiện tại đã khôi phục chút ý thức, nhưng không phải rất thanh tỉnh, khả năng chấn động não là khó tránh, đang tổ chức bác sĩ làm kiểm tra cho anh ta. Lương Vĩ Pháp giới thiệu tình huống cho Lương Vĩ Pháp. Thượng Ngạn cau mày, thấp giọng hỏi. Việc này phải xử lý thế nào? Công nhân viên gây rối, chúng ta cũng phải lý giải. Lương Vĩ Pháp biết ý của Thượng Ngạn, không phải là muốn truy xét vấn đề hay không, mà là muốn ngưng hẳn đàm phán để giảm bớt vấn đề tâm tình của công nhân hay không. Có một tình huống, vẫn là Trương Khác tạm thời không biết, vào lúc hơn 1000 công nhân viên vây công thành viên của tổ đàm phán, cũng có mấy trăm công nhân viên tụ tập đến trước đại lâu chính phủ tỉnh tỉnh ủy để biểu tình, điều này nói rõ phía sau là có người lên kế hoạch, tổ chức. Thế nhưng kẻ này cũng chưa hẳn là người sai khiến phía sau màn chân chính. Có một số thời gian, nhân vật phía sau màn chân chính chỉ cần mở miệng là có thể làm tâm tình công nhân viên trở nên gay gắt. Đây cũng là chỗ khó xử lý của loại chuyện này. Mặt khác, án Tịnh Cấu công ty giấy Thần Hy không chiếm được sự ủng hộ của đại đa số quan viên, công nhân viên lại gây ra chuyện. Đối với Thượng Ngạn mà nói, bảo đảm chính trị, xã hội ổn định quan trọng hơn, thậm chí vứt bỏ cái bánh gato của tư bản người Hoa Indonesia cũng không tiếc. Cẩm Hồ là giữ gìn lợi ích của đại bộ phận công nhân viên. Điều kiện cũng rộng rãi, nhưng bộ phận vốn có của Thần Hy, nếu bỏ, nếu cách tân, khẳng định cũng có một bộ phận công nhân viên không thể thích ứng. Lương Vĩ Pháp giải thích sơ qua, thấy Thượng Ngạn cau mày, hắn ngừng lại việc tranh luận vấn đề này cùng Thượng Ngạn vào lúc này, còn nói thêm. Quyền chủ động này có phải dành cho bên Cẩm Hồ hay không? Nhân viên Cẩm Hồ bị thương trong sự kiện lần này, trong tỉnh lại kiên quyết gián đoạn đàm phán, đã tổn hại quá lớn đối với quan hệ của song phương. Anh đã liên hệ qua với người đó chưa? Thượng Ngạn hỏi. Vừa mới liên hệ qua, cũng không có phản ứng gì. Có chút vấn đề, Lương Vĩ Pháp khẳng định sẽ không nói cho Thượng Ngạn, hắn cho rằng Thượng Ngạn quá bảo thủ, dễ bị ảnh hưởng bởi lợi ích của tỉnh Giang Nam. Những năm gần đây tỉnh Giang Nam khó có thành tích ở trên kinh tế. Thượng Ngạn phải gánh chịu một số trách nhiệm. Mấy ngày trước Thượng Ngạn thấy được người Hoa Indonesia rút vốn, hắn vui mừng. Nói muốn đẩy thúc đẩy tiến trình đàm phán án Tịnh Cấu giấy Thần Hy, lúc này lại muốn lùi bước. Đầy bụng ý kiến, Lương Vĩ Pháp cũng chôn sâu ở trong lòng, không bày ra ngoài mặt. Lương Vĩ Pháp đi cùng với Thượng Ngạn vào thăm những công nhân bị thương lần này của Cẩm Hồ, những người này cũng không phải công nhân bình thường, mà đều là nhân viên quản lý cao cấp, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cảm quan của cao tầng Cẩm Hồ đối với tỉnh Giang Nam. Quốc lộ từ Kiến Nghiệp đến Kim Sơn có một đoạn đường bị ngập nước do cơn mưa to mấy ngày trước. Xe cộ phải đi vòng mới tới được, may mà ban đêm không đổ mưa lớn lần nữa, trước rạng sáng cũng đến Kim Sơn. Mấy người bị đánh bị thương, một người bị gãy xương sườn do ẩu đả, một người lúc bỏ chạy bị té mà vỡ mắt cá chân. Nhóm Trương Khác chạy tới bệnh viện, Chu Du tuy có chút di chứng, người đã khôi phục ý thức, cũng không có trở ngại. Sự kiện lần này đã truyền đến nội bộ cao tầng Cẩm Hồ, trên đường Trương Khác nhận được vô số điện thoại, quá phiền phức. Cuối cùng y đưa điện thoại cho Địch Đan Thanh chống đỡ, còn mình ở trên xe ngủ một giấc. Mấy ngày nay vì việc thi cử nên Trương Khác ngủ được rất ít, lúc này nghe nói người không có trở ngại thì không có gì lo lắng nữa. Kế tiếp nên giao phong thế nào, nên lấy lại công đạo thế nào, đó là việc kế tiếp. Trong làn sóng cải cách thể chế quốc hữu,
chuyện như vậy xảy ra rất nhiều. Mâu thuẫn giữa công nhân viên của doanh nghiệp nhà nước cùng nhà tư sản, cùng chính phủ, trong thời gian mấy năm sau cũng sẽ có đột phá tương đối. Đích thực, từ đầu năm 98, trong làn sóng cải cách thể chế doanh nghiệp nhà nước mới dấy lên, công nhân viên của doanh nghiệp nhà nước có thể nói bị vây trong thế yếu tuyệt đối, vô số các quan thương vui mừng phấn khởi giơ dao nĩa trong tay mà xẻ thịt miếng mồi ngon. Đông đảo công nhân viên doanh nghiệp nhà nước bị ép rời khỏi các xí nghiệp mà họ đã phục vụ nửa cuộc đời, và chỉ nhận được phần bồi thường rất đáng thương, ngay cả sinh hoạt cơ bản cũng không thể duy trì, muốn họ không lòng đầy căm phẫn cũng không có khả năng. Nhưng cũng vô pháp phủ nhận cải cách thể chế doanh nghiệp nhà nước có nhân tố chính diện thúc đẩy xã hội, kinh tế phát triển đi lên. Dẫn đến mâu thuẫn trở nên gay gắt then chốt là chính phủ địa phương thất trách, thậm chí có vô số quan viên tham dự vào chia sẻ miếng mồi này. Chẳng qua lần này Cẩm Hồ là bị ngộ thương, phía sau ngộ thương cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Trương Khắc tại bệnh viện thăm hỏi các công nhân bị thương trong cuộc xung đột, Chu Du muốn đứng dậy khỏi giường bệnh để thương lượng sự tình, Trương Khắc cười nói. Anh cứ thành thật nằm yên trên giường bệnh cho tôi, bệnh nặng phải có tự giác của bệnh nặng, sau đó có nhiều chuyện phải trông cậy vào anh đi làm đấy, đừng có mà để lúc này đầu óc bị tôi làm ra di chứng gì. Trương Khắc quay đầu lại nói với nhóm Hứa Hồng Bá. Ban đêm chúng ta cũng ở thấm viên, có chuyện gì về thấm viên lại nói. Trong đầu không có tụ huyết, mặc dù lúc đó bị gạch đập vào đầu, lúc này ngoại trừ còn có chút choáng đầu, cũng không có chỗ nào khác không khỏe. Chu Du thà rằng ban đêm cùng nhau trở về thấm viên, cũng không muốn ở lại bệnh viện dưỡng bệnh. Thế nhưng hắn từ giường của bệnh nhân nặng đứng lên, có thể sẽ tạo thành một loại ảo giác cho chính phủ tỉnh ủy Giang Nam, sẽ khiến cho họ cho rằng việc lần này cũng không phải nghiêm trọng và ác liệt như vậy. Chu Du xem như, người trọng thương, trước khi sự kiện chưa đạt được giải quyết thỏa đáng, vẫn phải nằm trên giường bệnh vài ngày. Chu Du rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thật nằm ở trên giường bệnh, nhìn nhóm Trương Khắc rời đi. Chương 876, kẻ nấp sau màn sắp xuất hiện. Ở Kim Sơn, mấy ngày hôm trước cũng đổ mưa lớn, khách sạn thấm viên xây ở nơi tương đối cao, không trở ngại chút nào, nhưng mấy chỗ chúng xung quanh không ít nước, bánh xe chạy qua, nghe tiếng nước giống như đang chạy xe trong sông suối. Đến thấm viên, Trương Khắc bảo những người khác đi nghỉ ngơi trước, y mời Hứa Hồng Bá vào trong viện uống trà đánh cờ. Tuy nói những người khác đều đi nghỉ ngơi, chung quy cũng phải có người giúp đỡ châm trà đưa nước. Trương Dịch bảo Phó Tuấn đi nghỉ ngơi, còn hắn đứng ở bên cạnh. Nói lên phong ba lúc hoàng hôn, Trương Dịch hơi nghi hoặc. Doanh nghiệp nhà nước cải chế, Hải Châu cũng rất thuận lợi, nhưng bên Kim Sơn lại tiến hành không được, thực sự là khiến người khó hiểu. Bên Hải Châu, Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh còn có chú hai cháu là Hổ trên núi, tầng quản lý mà xí nghiệp cải chế mướn cũng là chọn ra người uy tín trong số công nhân đảm nhiệm, những người này là địa đầu xa. Hổ trên núi cùng địa đầu xà liên hợp lại thúc đẩy cải chế, cho dù có trở lực thì cũng dễ giải quyết, cải chế đương nhiên phải thuận lợi hơn nhiều. Hứa Hồng Bá giải thích nguyên nhân cho Trương Dịch nghe. Đến Kim Sơn, chúng ta là rồng qua sông, các quan viên trong tỉnh là hổ trên núi, ngày hôm nay người ở sau lưng gây chuyện là địa đầu xà. Nói đến thì chúng ta ngay cả hổ trên núi cũng chưa hoàn toàn bãi bình, bị bọn địa đầu xà cắn cho một cái, cũng không phải là việc quái lạ gì. Nói không chừng cũng có hổ ở sau lưng đẩy bọn địa đầu xà một phát. Cũng trách chúng ta không cẩn thận. Lúc này nghe được có tiếng ô tô dừng lại, Trương Dịch quay đầu lại nhìn, ngoại trừ thấy được tường viện, đâu thể thấy được bãi đỗ xe ở ngoài mấy bức tường. Hắn chần chờ nói, có thể là Đàm Thiên qua đây rồi. Đàm Thiên Nguyên là chủ nhân của tòa thấm viên này, Đàm Thiên tiếp nhận Thế Kỷ Cẩm Hồ đổ tiền khống chế thấm viên, hắn vẫn đảm nhiệm tổng giám đốc của khách sạn thấm viên, phụ trách công tác quản lý hành chính cụ thể. Đợi một hồi, nghe tiếng bước chân đi qua nơi này, Trương Khắc cười nói. Đàm Thiên có thể coi là địa đầu xà rồi chứ? Hứa Hồng Bá gật đầu. Luôn luôn phải kiểm tra nội tình. Sự kiện xảy ra ngày hôm nay có tính chất ác liệt như vậy, truy cứu kẻ phía sau màn sai xử hay không thì khó nói, nhưng cũng phải làm rõ chân tướng. Đàm Thiên trước đây là nhân viên của văn phòng tỉnh ủy, nhân mạch rất rộng. Tin tức cũng linh thông, quả thật có thể coi là địa đầu xà. Căn cơ của Thế Kỷ Cẩm Hồ tại Kim Sơn không sâu, thích hợp nhất chỉ có địa đầu xà như Đàm Thiên thôi. Cũng là sau khi Thế Kỷ Cẩm Hồ đổ tiền vào thấm viên, Đàm Thiên khôn ngoan biết được hệ thống Cẩm Hồ giấu dưới màn sương mù dày đặc cùng với nhân vật hạch tâm của hệ thống Cẩm Hồ, bằng không thì chỉ dựa vào nghe nói, lý giải đối với Cẩm Hồ chỉ có thể nói bằng một góc của tảng băng lồi ra trên mặt biển. Khác thiếu gia, thầy hứa. Đàm Thiên đi vào trong viện,
hắn nhẹ giọng nói. Có tin tức gì làm chúng tôi ngoài ý muốn không? Hứa Hồng Bá bảo hắn ngồi xuống. Có người truyền bá tin tức chuyện cũ 4 năm trước xưởng giấy Tân Quang cải chế cho các công nhân viên thần hy. Đàm Thiên thấy được Trương Khắc cầm lấy ấm trà giúp mình rót nước, hắn vội vàng ngồi dậy. Trước khi hắn thấy được Trương Khắc, mặc dù biết thân phận y quan trọng, nhưng không nghĩ đến y là nhân vật tâm hồn sáng lập Cẩm Hồ, thói quen dưỡng thành tại quan trường, thương trường, hắn nào dám để cho Trương Khắc giúp hắn rót nước. Trương Khắc để Đàm Thiên giành lấy ấm trà, nhìn Đàm Thiên giúp y và Hứa Hồng Bá rót nước, nói. 4 năm trước nhận thầu cải cách thể chế cho giấy Tân Quang, vì làm cho cục diện xấu có thể trong thời gian ngắn đảo ngược, đích xác là đã chọn dùng một số thủ đoạn tương đối kịch liệt, bao gồm các công nhân viên bị cưỡng chế nộp tiền bảo đảm và không nộp, đều chuyển thành các dạng như công việc tạm thời, may mà cửa ải khó khăn rất nhanh thì trôi qua, không khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nhưng thật không ngờ còn có người nhìn chằm chằm vào điểm này không tha. 4 năm trước, quốc gia cũng không có minh xác gửi công văn đi cấm xí nghiệp thu tiền bảo đảm mà. Đàm Thiên có lý giải một ít đối với tình huống này, hắn không xác định hỏi thử, còn nói thêm. Lời đồn lưu truyền trong công nhân viên thật ra tương đương với điều này, then chốt có một số văn kiện photocopy của tài liệu gốc, khó mà khiến các công nhân viên của thần hy không tin, khiến họ cho rằng sau khi Cẩm Hồ nhận được thần hy còn có thể áp dụng một số thủ đoạn cải chế kịch liệt. Mặt khác, trong điều khoản thu mua, nhắc tới muốn loại ra một số cơ cấu phụ thuộc vốn có của thần hy như nhà trẻ, tiểu học, trung học, bệnh viện công nhân viên. Truyền tới tai các lý công nhân viên liền biến dạng đi, nói Cẩm Hồ muốn một lần đóng hết các cơ cấu này. Ngày hôm nay ngoại trừ các công nhân viên vây công tổ đàm phán, còn có mấy trăm công nhân viên bao vây đại viện tỉnh ủy đưa ra yêu sách. Kẻ núp sau lưng có lý giải rất sâu về Cẩm Hồ nhỉ. Hứa Hồng Bá khẽ thở dài. Cho dù như Chu Cẩn Tỳ đã thành người sống đời sống thực vật, họ cũng cho rằng tại Kim Sơn còn có chút lực chống lại. Trương Khắc lạnh lùng cười. Khi họ thấy được Cẩm Hồ có thể ảnh hưởng đến người Hoa rút vốn khỏi Indonesia, đại khái cũng có thể hiểu, bằng vào một chút lực của họ là căn bản không thể ngăn trở Cẩm Hồ toàn diện thẩm thấu vào Kim Sơn, họ mới làm ra những sự kiện ác tính này, làm cho đàm phán giữa chúng ta cùng chính phủ tỉnh ủy Giang Nam triệt để thất bại, họ còn có thể miễn cưỡng bảo trì vị trí của mình. Đáng tiếc loại sự tình này không nắm được nhược điểm trực tiếp, kẻ chân chính chạy trốn có lẽ vẫn là đám địa đầu xà. Hứa Hồng Bá nhíu mày. Điều duy nhất có thể làm, là họ sợ hãi cái gì, Cẩm Hồ phải cố gắng làm thành cái gì. Hứa Hồng Bá cũng không hy vọng gặp phải chèn ép như vậy liền rút khỏi tỉnh Giang Nam, sao có thể thuận lợi làm thỏa mãn nguyện vọng của một số người được. Đàm phán thu mua giấy thần hy dù sao vẫn phải tạm thời dừng lại. Trương Khắc khẽ nhíu mày. Sự tình hôm nay mặc dù thể suy đoán ra người nào ở sau lưng phá rối, nhưng cũng đích xác tồn tại rất nhiều mâu thuẫn mới có thể để cho họ thực hiện được. Ngày hôm nay xem như là một lần ngoài ý muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt. Không thể để thuận theo mâu thuẫn, phân hóa đi, đàm phán sẽ rất khó tiếp tục. Mặt khác, chính phủ tỉnh ủy Giang Nam chỉ sợ sẽ phải nửa đường bỏ cuộc. Khi nói chuyện, đi cờ cũng rất chậm, Hứa Hồng Bá đột nhiên không để ý đến một khu vực đang dây dưa ở góc trái bên dưới, nhặt một quân cờ đi tiến công góc trên bên trái Trương Khắc. Chương 877, địa đầu xa. Khởi đầu một chiến trường khác hả? Trương Khắc nhìn Hứa Hồng Bá đi cờ, nở nụ cười, cũng đi một quân cờ đáp lại Hứa Hồng Bá, rồi đột nhiên hỏi Đàm Thiên. Anh có nghe nói đến việc người Hoa rút vốn khỏi Indonesia hay không? Nghe nói qua một ít, nhưng biết không nhiều. Đàm Thiên giật thót, nhưng có thể kiềm chế nỗi kích động trong lòng, cực lực bình tĩnh nhìn Trương Khắc. Anh có cảm thấy hứng thú với cái này không? Trương Khắc bỏ quân cờ vào hộp, nhưng người hỏi Đàm Thiên. Rất hy vọng Khắc thiếu gia có thể cho tôi một cơ hội mở mang kiến thức. Đàm Thiên nghiêm mặt nói, trước khi Thế Kỷ Cẩm Hồ đổ tiền vào khách sạn Thấm Viên, hắn thiếu chút nữa bị ngân hàng ép phá sản, cho dù khách sạn Thấm Viên bị Thế Kỷ Cẩm Hồ trùng tổ, tài sản danh nghĩa của hắn cũng chưa đến 2 triệu, tại quyền thế, tài sản có thể làm cho quan viên hai tỉnh đều hơi bị khuynh đảo trước hào phú, hắn còn có gì mà thận trọng nữa. Ngày hôm nay đã chậm. Trương Khắc suy nghĩ một chút. Như vậy đi. Sáng sớm ngày mai anh gặp địch Đan Thanh, mượn chị ấy một phần tư liệu, mặt khác, sáng sớm ngày mai lại giúp tôi hẹn Triệu Hữu Luân một chút, hỏi anh ta buổi trưa có thể ăn với tôi một bữa cơm hay không. Phân phó qua việc này, Trương Khắc lại phất phất tay. Để tôi và thầy Hứa An tĩnh chơi cờ một chút, các anh thích làm gì thì làm đi, tìm chỗ nào tâm sự trước cũng được, không cần theo chúng tôi. Y muốn đuổi Đàm Thiên, Trương Dịch đi. Cháu nhìn chúng Đàm Thiên rồi.
Hứa Hồng Bá cười hỏi. Mới gặp mặt hai lần. Thầy Hứa mấy ngày này thường gặp mặt Đàm Thiên chứ? Trương Khắc cười nói. Có thể được thầy Hứa coi trọng, sao cháu lại không tín nhiệm? Việc tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia, tôi cũng biết một ít. Trương Dịch cùng Đàm Thiên rời khỏi viện tử Trương Khắc cùng Hứa Hồng Bá chơi cờ, cũng không trở về phòng ngủ mà đi tới xương phòng sát vách ngồi uống trà nói chuyện, Trương Dịch khoe khoang với Đàm Thiên. Chắc hẳn tường tận hơn so với anh nghe được lời đồn từ nơi khác. Lần trước Trương Khắc tại Kim Sơn, Diệp Kiến Bân nói với y là muốn điều Trương Dịch đến Thế Kỷ Cẩm Hồ phụ trách sự vụ của Thế Kỷ Cẩm Hồ tại Kim Sơn, sau khi Thế Kỷ Cẩm Hồ đổ tiền vào khách sạn Thấm Viên, nghiệp vụ khác còn chưa bắt đầu khai triển. Trương Dịch liền đại biểu Thế Kỷ Cẩm Hồ hiệp trợ Đàm Thiên phụ trách kinh doanh của Thấm Viên, gần 2 tháng nay quan hệ với Đàm Thiên đã trở nên rất thân thiết. Trước tối nay, Đàm Thiên cũng không có thể tính là dòng chính của Cẩm Hồ, tự nhiên không thể từ trong nội bộ của Cẩm Hồ lý giải tình hình cụ thể tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia. Trương Dịch thì lại biết, hắn biết Trương Khắc dùng Đàm Thiên là muốn đồng thời khởi động TP. Kim Sơn đặc biệt nhằm vào công tác chiêu thương dẫn tư. Đây vừa vặn là điều khiến bọn Chu Cẩn Du sợ hãi nhất. Đàm Thiên là địa đầu xa, phụ trách phối hợp chiêu thương dẫn tư của TP. Kim Sơn là thích hợp nhất. Ngày 2 tháng 7, Tân Hoa xã đưa tin tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia. Triệu Hữu Luân chờ mong Kim Sơn cũng có thể chia một chén canh, hơn nữa là dưới sự chủ trì của hắn chia một chén canh, như vậy hắn có thể trong công tác kinh tế thành phố ngăn chặn Chu Cẩn Du. Thậm chí có thể trong công tác cán bộ đảng quần mượn hơi càng nhiều hơn sự ủng hộ của thành viên thường ủy mà chống lại Chu Cẩn Du. Kim Sơn có thể tham dự bữa thịnh yến đặc biệt chiêu thương dẫn tư lần này hay không, hoàn toàn quyết định bởi với Cẩm Hồ. Lúc này Triệu Hữu Luân đã lý giải thấu đáo ân oán giữa Cẩm Hồ cùng hai nhà Chu Tạ, hắn tin tưởng Cẩm Hồ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt triệt để áp chế hai nhà Chu Tạ, cho dù trong đêm 2 tháng 7 gọi điện thoại đến số của Trương Khắc bị Địch Đan Thanh ngăn lại. Hắn cũng tin tưởng Kim Sơn sẽ không bỏ qua bữa thịnh yến đặc biệt lần này, cũng làm sĩ đồ của hắn thêm rực rỡ. Hoàng hôn ngày 4 tháng 7, bên trong nhà xưởng giấy Thần Hy đột nhiên nổi lên sóng gió công nhân viên gây rối, làm cho Triệu Hữu Luân có phần trở tay không kịp. Trước tiên hắn chỉ thị cho Vũ Cảnh chạy đến cứu người ra, thế nhưng công tác khắc phục hậu quả thì trong thành phố Kim Sơn hoàn toàn không nhúng tay vào, muốn trong tỉnh quyết định. Sự chờ mong trước đó hình như phải ngưng lại. Triệu Hữu Luân cơ hồ là một đêm không ngủ, hắn mấy lần gọi điện thoại cho Lương Vĩ Pháp, thái độ của Thượng Ngạn Ái Muội không rõ, Chu Du cùng hai nhân viên cao cấp tham gia đàm phán đều còn nằm trong bệnh viện. Trương Khắc khả năng đến Kim Sơn rồi, cũng có thể không tới, nhưng tạm thời sẽ không liên hệ với phía chính phủ thì đó là điều khẳng định. Cuối cùng Triệu Hữu Luân không nhịn nổi nữa gọi điện thoại cho Trương Khắc, người tiếp điện thoại không phải là Trương Khắc, mà là một thanh âm già nua, nghe như Hứa Hồng Bá, nhưng lại không thể xác nhận. Đối phương nói Trương Khắc đã đi ngủ, nếu có việc gì thì ngày mai có thể gọi lại. Lúc này Triệu Hữu Luân lại nghe trong điện thoại có tiếng quân cờ rơi vào bàn cờ. Triệu Hữu Luân trong lòng nghĩ, thái độ trong tỉnh Ái Muội không rõ, sao Cẩm Hồ lại đi để ý tới trong thành phố Kim Sơn. TP, Kim Sơn mặc dù là tỉnh lỵ của Giang Nam, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó tỉnh, nhưng chung quy bất đồng cùng kiến nghiệp với Đông Hải, trong thành phố khắp nơi chịu phải trong tỉnh tiết chế. Sáng sớm trải áo nằm ngủ trên ghế sofa, tỉnh lại rửa mặt rồi ngồi đợi tài xế qua đón hắn đến phủ thị chính. Sau khi đến phủ thị chính, thư ký của hắn tới, nói là mới vừa nhận được thông chi của phía Cẩm Hồ, Trương Khắc mời hắn buổi trưa đến khách sạn Thấm Viên dùng cơm. Triệu Hữu Luân rất ngoài ý muốn, hỏi thư ký. Ai gọi điện thoại thông báo cho anh? Đàm Thiên Tổng Giám Đốc của khách sạn Thấm Viên, tôi có gọi điện thoại cho Địch Tiểu Thư xác nhận qua. Bên ngoài cũng không rõ lắm việc Thế Kỷ Cẩm Hồ đổ tiền đối với khách sạn Thấm Viên, Triệu Hữu Luân biết, hắn đã từng đến khách sạn Thấm Viên vài lần, có chút ấn tượng với Đàm Thiên, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái. Trương Khắc muốn tìm mình vì sao phải thông qua Đàm Thiên. Triệu Hữu Luân còn suy nghĩ đến một điểm, Trương Khắc đến Kim Sơn, có thông báo trong tỉnh hay không, hay là chỉ mời mình. Triệu Hữu Luân đi vào phòng làm việc của mình, suy nghĩ một hồi mới gọi điện thoại vào phòng làm việc của Lương Vĩ Pháp. Lương Vĩ Pháp đoán được Trương Khắc sẽ suốt đêm chạy tới Kim Sơn, nhưng nghe Triệu Hữu Luân nói Trương Khắc đơn độc liên hệ với trong thành phố Kim Sơn, hắn đầu tiên là rất nghi hoặc, nghĩ lại có thể mơ hồ hiểu tâm tư của Trương Khắc. Hạng mục hợp tác trực tiếp nhất lớn nhất của Cẩm Hồ cùng tỉnh Giang Nam chính là vấn đề tỉnh cấu giấy Thần Hy, ngày hôm qua đột nhiên gây ra phong ba lớn như vậy, trong tỉnh không có quyết đoán gì, không cho thuyết pháp gì. Đàm phán vậy chỉ có thể vô hạn tiếp tục kéo dài.
lúc này nếu như Trương Khắc gặp mặt với các quan viên trong tỉnh, chẳng lẽ là cần vài câu an ủi sao? Nhưng Cẩm Hồ cũng sẽ không hành động theo cảm tình, lúc đó kiên quyết rút đầu tư khỏi tỉnh Giang Nam. Lương Vĩ Pháp tóm lại phải bảo trì rằng co với Thượng Ngạn trên mặt ngoài, lúc này hắn đi gặp Trương Khắc, cũng không có gì không dám, nhưng Triệu Hữu Luân tại trong thành phố có thể được lợi nắm quyền. Chương 878, khu bằng hộ. Buổi sáng, Trương Khắc cùng Hứa Hồng đi qua đó. Nhà xưởng giấy Thần Hy hướng về phía đông, khi xây xưởng vào đầu những năm 70, đồng thời khởi công xây dựng khu sinh hoạt, theo Thần Hy không ngừng phát triển, khu sinh hoạt cũng không ngừng mở rộng. Gần vạn công nhân viên và gia thuộc của Thần Hy sinh hoạt tại đây, cộng thêm khu sinh hoạt của 2.000 công nhân viên cùng gia thuộc của xưởng dệt cùng tập trung ở đây, hình thành một tòa thành trấn quy mô không nhỏ. Giữa khu sinh hoạt cùng khu sản xuất có một tuyến đường chính tên Chỉ Hán chia cách, còn có một tuyến đường chính tên là đường Thần Hy chạy thẳng về hướng đông, chia khu sinh hoạt thành hai vùng Nam Bắc. Đường Chỉ Hán cùng đường Thần Hy hình thành một ngã ba, cấu thành cơ cấu chủ yếu của thành trấn này, đồn công an, trung tiểu học, nhà trẻ, bưu cục, ngân hàng, bệnh viện tất cả đều có, lớn thì cũng có khách sạn, loại thành trấn dựa vào doanh nghiệp nhà nước lớn mà hình thành bố cục rất thông thường. Ở trên bản đồ Kim Sơn, ngoại trừ đánh dấu giấy Thần Hy, còn có thể tra ra các địa danh như thôn Chỉ Hán, đường Chỉ Hán, đường Thần Hy, thôn Bắc Quách, cầu Dịch Gia. Nhìn từ bên ngoài cũng rất ngăn nắp. Trương Khắc nhẹ giọng nói. Đứng ở chỗ này nhìn, giấy Thần Hy cũng rất ngăn nắp. Hứa Hồng Bá cười cười, không tiếp lời của Trương Khắc. Lúc này một chiếc xe tải chạy qua trước mặt hướng về phía nhà xưởng, thải rất nhiều bụi than đá. Hứa Hồng Bá lấy tay che mũi. Cháu xem than đá trên xe này coi như không tệ, đó chỉ là một tầng mặt ngoài, phía dưới đều là than đá chất lượng kém, khi cân cũng có người động tay chân, tăng trọng lượng rồi vận chuyển đến xưởng, nếu giấy Thần Hy bị thu mua, loại hiện tượng nội ngoại cấu kết đào móc này còn có thể tồn tại dưới chân tường xã hội chủ nghĩa sao? Dựa vào những thứ này để phát tài đều là địa đầu xà, sao họ sẵn lòng thấy Thần Hy bị thua mua được? Những năm gần đây, xí nghiệp quốc hữu hình thành một loại hiện tượng ký sinh. Những người ký sinh trên các xí nghiệp quốc hữu đều không hy vọng thấy được hiện trạng lợi ích bị thay đổi. Trương Khắc khẽ thở dài một hơi. Nhu cầu giấy của quốc nội rất cao, giấy Thần Hy lại không kiêng nể gì cả hy sinh cảnh vật chung quanh, nuôi một đống sâu mọt, còn có thể miễn cường duy trì lợi nhuận, cái này làm cho những người này mượn cớ đứng ra cổ động công nhân viên ngăn cản tịnh cấu. Hứa Hồng Bá cũng lắc đầu cười khổ, tịnh cấu giấy Thần Hy, hiện nay xem ra, quyền chủ động lại trở về tay trong tỉnh. Đi sâu vào trong đi, dù sao cháu không phải rất lý giải đối với tình huống thực tế. Trương Khắc nói. Vậy được rồi, đi vào trong. Mặc dù hoàng hôn ngày hôm qua giấy Thần Hy xảy ra sự việc lớn như vậy, trong khu sinh hoạt vẫn coi như bình tĩnh, ngẫu nhiên còn thấy được có người đứng ở ngõ thảo luận chuyện này. Trương Khắc cùng Hứa Hồng Bá quần áo bình thường, cũng không gây chú ý, nhưng có mấy tiệm cắt tóc trước cửa đứng các em tiếp viên, thấy được một già một trẻ đi qua đây, ánh mắt quan sát nhà cửa hai bên đường. Còn tưởng rằng có khách tới cửa, liếc mắt đưa tình, huýt sáo, anh đẹp trai, tiếng cười không ngừng truyền đến. Đi vào trong thành trấn, biết là vẻ ngăn nắp mới nhìn thấy chỉ là biểu hiện ở bên ngoài. Bởi khu sinh hoạt là mở rộng theo khu xưởng, nên khuyết thiếu quy hoạch hợp lý, nhìn qua cực kỳ mất trật tự. Đường Thần Hy lấy tiêu chuẩn của đường tỉnh xây dựng thêm, chỉ là xê dịch một dãy khu nhà tập thể để lấy thêm không gian. Khu nhà tập thể vẫn là xây lên theo nhà xưởng kiến thiết vào đầu những năm 70, đa số ngoài tường không chét vôi, lộ ra cả gạch đỏ đã trải qua ăn mòn 20,30 năm, trông rất gồ ghề. Lại đi vào trong, có một số nhà mới nhưng đều rất đơn sơ, khu nhà tập thể 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng thậm chí 7 tầng cũng có, so le không đồng đều. Lại đi vào trong, lại thấy được một khu bằng hộ lụp xụp. Quy mô của khu bằng hộ còn không nhỏ. Có một đám trẻ con đang chơi đá cầu trong ngõ, đất lầy lội cũng không khô ráo. Trên người chúng nó toàn bùn đất, nhưng thấy chơi rất vui. Cho dù không ai ngăn cản, mặt đất đầy bùn cũng không có chỗ đặt chân. Trương Khắc cùng Hứa Hồng Bá liền đứng ở đầu ngõ. Trong xó này cũng có một khu bằng hộ như thế sao? Trương Khắc hơi khó hiểu, bên này là thành thôn kết hợp, chủ yếu lại là khu sinh hoạt của công nhân viên Thần Hy, có khu bằng hộ thật đúng là khó hiểu. Khu bằng hộ hình thành trước giải phóng, xưởng dệt đã tồn tại khi đó rồi, sau đó năm 72 xây xưởng giấy, khu nhà tập thể tạm thời của công nhân viên thì dựa vào khu bằng hộ, sau đó khu sinh hoạt xây chính thức, khu nhà tập thể tạm thời không bỏ, cho công nhân viên sau đó ở. Khu bằng hộ thì dần dần mở rộng, mãi cho đến quy mô như hiện tại.
những năm 80 nói muốn cải tạo, nhưng vào giai đoạn sau những năm 80 tốc độ xây dựng thêm xưởng giấy rất nhanh, khu sinh hoạt đưa vào lại theo không kịp, khu bằng hộ thì có thể phát huy tác dụng, cho các công nhân viên về hưu cùng gia thuộc ở, hoặc là công nhân viên mới vào xưởng trong mấy năm gần đây. Trong khoảng thời gian này Hứa Hồng Bá tìm hiểu rất kỹ tình huống của giấy Thần Hy. Đừng cảm thấy khó hiểu, khu bằng hộ này có khoảng 2.000 hộ gia đình đấy. Leng keng, phía sau có tiếng chuông xe đạp, Trương Khắc quay đầu thấy một thiếu nữ mặc váy đỏ chạy xe đạp qua, y cùng với Hứa Hồng Bá đứng ở sát bên ngõ, thiếu nữ kia dừng xe lại hỏi. Hai người qua đây tìm người hả? Thiếu nữ dung mạo thanh tú, vóc người thon thả, đôi mắt long lanh nhìn hai người xa lạ trước mắt, đám trẻ con đáng đá cầu trong ngõ thấy thiếu nữ váy đỏ đi qua, cũng đều ùa tới như ong vỡ tổ. Cô là Hình Văn Lệ phải không? Hứa Hồng Bá ngậm cười hỏi. Bác biết cháu hả? Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Hứa Hồng Bá. Đương nhiên biết, nghe nói cháu vừa tốt nghiệp được gọi vào xưởng giấy rồi, lại còn là thư ký của xưởng trưởng xưởng chế tương nữa. Hứa Hồng Bá nói. Chúng tôi qua đây, cũng không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, thấy cô, tôi lại nghĩ tới, xưởng trưởng Hình lúc này có ở nhà không? Xưởng trưởng Hình là xưởng trưởng của một phân xưởng trong Thần Hy, năm 91 thì về hưu, cô gái này là cháu của xưởng trưởng Hình, một nhà họ đều ở đây. Hứa Hồng Bá giải thích cho Trương Khác. Trương Khác nhìn khu bằng hộ lộn xộn, nghĩ thầm vẫn là người già của thế hệ này đơn thuần hơn, sẽ có giác ngộ, y đối với cao tầng của Cẩm Hồ cho tới bây giờ chưa hề có yêu cầu xa vời cao như thế. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Trương Khác, Hứa Hồng Bá, đối với họ hoàn toàn không có ấn tượng gì. Hai người đi theo tôi, ông tôi lúc này chắc đang ở nhà. Chương 879, tình thế nghiêm trọng. Đi theo thiếu nữ váy đỏ vào trong khu bằng hộ. Mưa lớn vài ngày liền, hoàng hôn ngày hôm qua mới ngừng, buổi sáng trong ngõ lầy lội không chỗ đứng, chỗ nào cũng là bùn. Nước đọng cũng không nhiều. Đi vào, giày da, ống quần đều dính bùn, thiếu nữ váy đỏ thì có xe đạp, chân không cần chạm đất, chỉ là phải vén gáy cao đến đầu gối, lộ ra đôi cẳng chân trắng trẻo, cũng bị dính chút bùn đất. Một số nhà có nền thấp đều bị nước tràn vào. Đi vào ngõ, còn thấy có người đứng ở trong nhà cầm chậu múc nước hắt ra ngoài. Thiếu nữ váy đỏ dừng lại trước cửa một căn nhà, dè dặt bước chân tránh bùn đi qua, quay đầu lại nói với Trương Khác, Hứa Hồng Bá. May là đêm qua hết mưa, bằng không thì trong nhà cũng bị nước tràn vào. Trương Khác ngẩng đầu nhìn bầu trời, buổi sáng chỉ là mây mỏng, nhìn không thấy dấu hiệu trời muốn đổ mưa lớn. Ông ơi, có khách tới tìm này. Thiếu nữ vóc dáng cao ráo, đi giày cao gót, còn phải hơi cúi đầu xuống mới có thể tránh chạm phải cạnh cửa để đi vào trong phòng. Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá ở ngoài cửa chờ chốc lát, không nghe thấy trong phòng có tiếng đáp lại, nhưng từ trong cổng tò vò sát vách đi ra một phụ nữ trung niên béo lùn cột tạp dề, tay cầm khăn lau. Bà ta nhìn Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá, lại nhìn Trương Khác thêm vài lần, mới hô. Văn Lệ, nhà cháu có khách này, cậu thanh niên đẹp trai có phải là cậu sinh viên lần trước cháu nói vào xưởng chế tương không? Cũng đẹp trai thật đấy. Thiếu nữ váy đỏ đi ra, không dám nhìn Trương Khác, hờn dỗi. Thím nói bậy gì vậy, họ là khách của Gia Gia. Gia Gia cháu đâu rồi? Xưởng trưởng Hình dẫn người đi ra bờ đê rồi. Phụ nữ trung niên quay đầu lại nhìn Trương Khác rồi hạ giọng nói. Có phải lại đổi đối tượng rồi không? Ừm, người này tốt, tuấn tú, khí chất cũng tốt, nghe thím, chọn người này đi. Tuy nói hạ giọng, nhưng vẫn vang hơn cả giọng bình thường của Trương Khác thì mắt điếc tai ngờ đánh giá khu bằng hộ. Thiếu nữ đỏ mặt. Không để ý tới phụ nữ trung niên nữa, bèn nói với hai người Trương Khác. Tôi dẫn hai người đi ra đê. Rồi cô ngồi lên xe đi ra khu bằng hộ từ một cửa khác, đợi đến đoạn đường nhựa rồi cô mới dừng lại chờ Trương Khác, Hứa Hồng Bá, rồi lại cùng nhau đẩy xe đi lên đê. Cách đê hơi xa nhìn thấy một nhóm người đang đứng trên đê. Hứa Hồng Bá chỉ vào một ông già tóc bạc đứng ở giữa, nói cho Trương Khác. Người đó chính là xưởng trưởng Hình, Hình Kiến Quốc. Trương Khác ngẩn người. Hình Kiến Quốc năm 91 về hưu, ít nhất cũng phải 67,68 tuổi, sao lại tên là Hình Kiến Quốc, Kiến Quân, Ái Quốc, Vệ Hồng, các tên này không phải là kết quả sau dựng nước sao? Nhưng thiếu nữ váy đỏ lại nhìn ra nghi hoặc trong mắt Trương Khác, cô nói. Ông tôi trước giải phóng là học trò ở trong xưởng, không có đại danh. Sau giải phóng mới đặt tên cho mình như vậy, ba tôi tên Hình Ái Quốc, chú ba tôi tên Hình Kiến Quân. Người khác khi nghe tên còn tưởng rằng họ là ba anh em đấy. Thiếu nữ váy đỏ mang theo chút e thẹn bật cười,
dừng xe đạp ở dưới đê rồi dẫn Trương Khác, Hứa Hồng bà leo lên đê. Ông ơi, có khách tới tìm, cháu dẫn lên đê giúp ông đây. Hình Kiến Quốc quay đầu lại nhìn thoáng qua, từ xa thấy là Hứa Hồng bá thì phất tay. À, là ông à, hôm nay không rảnh mà đánh với ông hai ván. Ông chạy lên đê uổng công rồi. Tôi cũng đi dạo thôi. Hứa Hồng bá phất tay nói. Không có việc gì, ông cứ làm việc của mình đi. Trương Khác ở dưới đê nhìn thấy Hình Kiến Quốc cùng hai người trung niên đang tranh chấp cái gì, khi leo lên đê y mới nghe rõ Hình Kiến Quốc lớn giọng nói cái gì. Phòng lụt năm nay, các anh không thể có lệ qua loa. Hôm qua đã tạnh mưa, tôi điều từ trong xưởng 10 cái máy bơm cho ông bơm nước. Nước đọng ở góc phía đông bắc buổi sáng tôi đi xem qua, đã giải quyết hết. Lão Hình, ông còn muốn thế nào nữa? Người trung niên mặc tây trang có vẻ không nhịn được, nhưng còn cố gắng giải thích. Úng ngập là khu bằng hộ, các anh làm quan thì có gì mà đau lòng. Nếu không phải tôi gọi điện thoại cho phó tỉnh trưởng Lưu, có thể điều 10 máy bơm qua đây cho chúng ta dùng không? Mà ngày hôm nay tôi gọi anh cùng chủ tịch Tống qua đây không phải vì chuyện này, ngày hôm qua nước sông đã ngập bãi đá dưới chân chúng ta. Các anh không lo lắng lũ năm nay sẽ nghiêm trọng hơn so với năm rồi sao? Thiếu nữ váy đỏ sợ hai người Trương Khác không nhận ra, bèn nhỏ giọng giới thiệu. Đó là giám đốc Hậu của chúng tôi. Thấy ông cùng lãnh đạo của công ty ở trên đê cãi nhau, trong lòng cô hơi lo. Trương Khác vẫn biết mấy cao tầng của giấy thần hy, người trung niên tây trang bụng phệ là Hậu Tín Đạt, phó tổng giám đốc của giấy thần hy. Còn có một người Trương Khác không nhận ra, Hứa Hồng bá giới thiệu nói là Tống Tổ Đức, chủ tịch công hội của giấy thần hy. Hôm qua nước không phải là rút xuống rồi sao? Mà đoạn đê này năm 94 nhà mày đã bỏ vốn ra cố qua. Đừng nói 50 năm không thấy, dù là một trận mưa to trăm năm cũng không dễ gặp, đê vẫn có thể đứng vững, cho dù nước sông muốn tràn qua bờ đê, chúng ta không phải đã chuẩn bị đủ bao cát, các vật tư phòng lụt rồi sao? Công nhân trong xưởng sống ở gần đây, cho dù nửa đêm cũng có thể kéo một nhóm người đi ra đê. Ông đừng làm phiền giám đốc Hậu nữa, có vấn đề gì thì cứ thương lượng với tôi. Tống Tổ Đức, cái miệng thối của anh chỉ biết liếm mông người ta thôi sao, thương lượng với anh thì có tác dụng mẹ gì? Hình Kiến Quốc cổ họng to, tiếng nói như sấm, lời của ông ta làm cho sắc mặt Tống Tổ Đức lúc đen lúc trắng. Hình Kiến Quốc thì cứ tóm lấy Hậu Tín Đạt không tha. Xưởng giấy bỏ vốn ra cố đoạn đê dài bao nhiêu, đừng cho là tôi đã về hưu thì cái gì cũng không biết. Các anh lừa người khác, đừng tưởng rằng có thể lừa được tôi. Bỏ 4 triệu ra cố 2 km, thực tế chỉ ra cố một đoạn ở xưởng mới, chỉ dài hơn 1 km, còn tuyên truyền ra bên ngoài là 2 km. Phó tỉnh trưởng Lưu qua đây, cảm thấy 2 km đê gia cố này không đủ an toàn, các anh liền biến xóa 2 viết thành 4 báo lên. Lão Hình, việc không có chứng cứ đừng nói mò. Hậu Tín Đạt nhăn mày, trên mặt đã thấy rõ bực mình. Hắn nghiêng đầu đảo mắt qua Trương Khác, Hứa Hồng bá, lại nhìn thiếu nữ váy đỏ. Nội bộ chúng ta cũng biết đê gia cố là 2 km, cho dù trong tỉnh báo 4 km, đó cũng là chuyện trên mặt mũi, sau đó phó tỉnh trưởng Lưu đã biết. Và nhà máy tiếp thu phê bình, sau đó phó tỉnh trưởng Lưu cũng thông cảm cho chỗ khó xử của nhà máy. Trên thực tế, ngoài 2 km cũng không phải phạm vi của xưởng giấy, vì sao còn muốn xưởng giấy móc ra 4 triệu gia cố đoạn đê cho xưởng tơ tằm và xưởng dệt. Hậu Tín Đạt thấy Hình Kiến Quốc còn muốn dây dưa, nói năng đã trở nên nghiêm khắc. Lão Hình, ông đã lùi xuống 7-8 năm rồi, hiện tại xưởng giấy là tôi phụ trách công tác phòng lụt, muốn đưa ra vấn đề gì, tôi gánh. Nói xong vứt Hình Kiến Quốc trên bờ đê, nghênh ngang bỏ đi. Chương 880, Mỹ Nhân cứu anh hùng. Gánh cái mẹ gì? Hình Kiến Quốc nhìn Hậu Tín Đạt nghênh ngang bỏ đi, chửi ầm lên. Các người làm quan lúc nào không phải là đem cước đái chụp lên đầu người khác, lúc nào giữ lại cho mình ăn chưa? Thiếu nữ váy đỏ cười, thè lưỡi. Ông tôi nổi danh là hình đại pháo của xưởng giấy, cái miệng của ông không biết đã đắc tội bao nhiêu người rồi. Trương Khác cũng có phần lo lắng nhìn dòng nước đục ngầu dưới đê. Những người này chỉ biết kiếm tiền, thật sự xảy ra vấn đề gì thì sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác. Hình Kiến Quốc tức giận bất bình đi đến chỗ nhóm Hứa Hồng bá. Hôm nay lại sắp mưa to, thật xin lỗi, không có tâm tư đánh vài ván với ông. Nhìn Trương Khác, ông ta nghĩ thầm là thanh niên Hứa Hồng bá dẫn đến, cũng không có tâm tư hỏi thanh niên này là ai. Dự báo thời tiết nói ngày hôm nay còn có thể có mưa to. Hiện tại là mây nhẹ, tuy nhiên thời tiết thay đổi cũng mau. Hứa Hồng bá phụ họa một câu.
năm nay tình hình lũ các nơi đều rất nghiêm trọng. Tình huống của Hồ Kim Sơn càng nghiêm trọng. Hồ Kim Sơn những năm gần đây, đại lượng bãi bùn quanh hồ đều bị bơm lên đồng ruộng, có dùng xây nhà xưởng. Xưởng giấy thuê một khu bãi bùn lớn để trồng xây, nói là làm chuẩn bị cho hạng mục bột giấy sau này. Những cái này trên thực tế sẽ khiến năng lực trữ nước lũ của Hồ Kim Sơn giảm đi trên diện rộng. Hình Kiến Quốc lo lắng nói. Hứa Hồng Bá thấy vẻ mặt Trương Khác hơi nghi hoặc mới giải thích. Trước khi xưởng giấy chưa thành lập, xưởng trưởng Hình tham gia công tác phòng lụt của khu vực này. Sau khi xưởng giấy thành lập, xưởng trưởng Hình còn phụ trách công tác phòng lụt một đoạn thời gian. Trương Khác gật đầu, thảo nào lão nhân này quen thuộc với công tác phòng lụt như vậy. Trên mặt Hình Kiến Quốc không giấu nổi lo lắng nói. Sông Ẩm Mã là đường rút lũ chủ yếu của Hồ Kim Sơn, nhưng công tác thanh lọc của thủy đạo sông Ẩm Mã nhiều năm đều chỉ biểu hiện trên mặt ngoài. Tình huống ứ đọng của sông Ẩm Mã rất nghiêm trọng, năng lực rút lũ của sông Ẩm Mã đã giảm xuống trên diện rộng. Nếu tiếp tục đổ mưa lớn, nước không rút được, chỉ sợ sẽ xảy ra hiện tượng úng ngập nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này Hứa Hồng Bá ở lại Kim Sơn, mặc dù không trực tiếp đứng ra tham dự đàm phán tịnh cấu, nhưng có ở phía sau màn nắm rõ chút tình huống, ông nói. Mấy ngày trước vẫn luôn mưa to, cảm thấy công tác phòng lụt của sông Ẩm Mã hơi phiêu, xưởng trưởng Hình là người biết rõ, nói chuyện với ông ấy mấy ngày, chuyện khác cũng có chút sao nhãng. Trương Khác xoay người nhìn lại, phía sau đê ngoại trừ nhà xưởng, còn có khu sinh hoạt của gần 2 vạn công nhân viên và gia thuộc. Trên lịch sử đã từng xảy ra ở đây, toàn lưu vực Tiểu Giang vào mùa hạ năm 98 tổng cộng hình thành 9 đỉnh lũ lớn. Mực nước của lưu vực Tiểu Giang cũng thủy chung bảo trì mức cao trên lịch sử. Nước của Hồ Kim Sơn tóm lại phải mượn sông Ẩm Mã Đế rút nước đến Tiểu Giang, mực nước Tiểu Giang duy trì ở mức cao, cũng làm suy yếu đi năng lực rút lũ của sông Ẩm Mã. Khi tới đỉnh lũ, nếu không thể kịp thời chặn nước, thậm chí sẽ xảy ra hiện tượng hồng thủy chảy ngược. Điều then chốt nhất, bất kể là Chu Cẩn Du hay là Triệu Hữu Luân, dù là Lương Vĩ Pháp vừa mới điều tới Kim Sơn, đều không biết gì đối với công tác phòng lụt của Kim Sơn. Chỉ sợ bọn họ không dám coi trọng. Trương Khắc nghĩ đến hôm nay mời Triệu Hữu Luân đến khách sạn Thấm Viên gặp mặt, dẫn Hình Kiến Quốc đi gặp Triệu Hữu Luân có thể sẽ có sở trợ giúp. Đang muốn mở miệng nói với Hình Kiến Quốc thì chợt nghe Hình Kiến Quốc nói với thiếu nữ váy đỏ. Này này này, bánh trôi, nước bên đó chảy xiết, cháu chạy tới bên đó làm cái gì? Thiếu nữ váy đỏ đứng ở bậc thang mọc đầy rêu xanh, nghe Hình Kiến Quốc lớn tiếng nói thì giật mình, bị trượt chân. Thiếu nữ váy đỏ đang khom người bên thềm đá cởi giày sang đan thủy tinh, thò cẳng chân trắng nõn vào trong nước, chợt nghe ông mình lớn tiếng nói thì mũi chân điểm lên bậc thềm đá đầy rêu xanh bị trượt chân, trọng tâm bất ổn, lảo đảo muốn ngã vào trong nước. Cô sợ quá hét toáng lên. Trương Khác chỉ cách thiếu nữ khoảng cách 2 lần chiều dài cánh tay, bước chân tới kịp thời đưa tay nắm lấy thiếu nữ, nhưng không nghĩ đến thiếu nữ đã ổn định lại trọng tâm, trong hoảng loạn hơi kéo mạnh tay. Dưới chân Trương Khác đạp phải bùn. Thân thể khống chế không được trượt thẳng xuống, vẫn là thiếu nữ vô ý thức nắm lấy cổ tay y, giúp Trương Khác hoãn lại, kịp thời nắm lấy mép đê, không có bị rớt cả người vào trong nước, nhưng hơn nửa người bị nhúng vào nước. Trương Khác chật vật bơi vào bờ, quần cùng áo sơ mi ngắn tay bị ướt dính hết lên người, y vội vàng lấy điện thoại di động tắt máy tháo pin ra. Tính năng không thấm nước của điện thoại di động cao đoan của Cẩm Hồ vẫn chưa phải rất lý tưởng. Thiếu nữ hoảng loạn nhảy lên đê, cô không có chuyện gì. Còn kéo giúp Trương Khác bò lên đê. Nhìn dáng dấp chật vật của Trương Khác, cô hổ thẹn, lúng túng nói. Chân tôi dính bùn, định thò xuống nước rửa. Cô vén váy lên, lộ ra cẳng chân trắng trẻo cho Trương Khác nhìn, cẳng chân cùng đầu gối bị dính vài giọt bùn, là bị bắn vào khi đi qua khu bằng hộ. May mà đây là thượng du thoát nước bẩn của xưởng giấy, nước mặc dù hơi đục, nhưng cũng sẽ không khiến người quá khó chịu, Trương Khác chỉ có thể cười khổ. Còn phải cảm ơn cô đã kéo tôi lên. Thiếu nữ đỏ mặt, nhìn bộ dạng Trương Khác ướt nhem chật vật, cũng không biết phải làm cái gì mới tốt. Người ướt hết rồi, đến nhà tôi thay đồ khác đi. Bộ đồ này cởi ra để bánh trôi giặt cho. Hình Kiến Quốc quay đầu lại trừng mắt với cháu gái, lên giọng dạy bảo. Không có việc đứng cạnh sông làm gì. Nếu không phải ông nói lớn tiếng, cháu có bị sợ rơi xuống nước không? Thiếu nữ Hình Văn Lệ có vẻ không sợ ông mình. Cũng phùng má lên tranh luận, đột nhiên cô thấy khuỷu tay Trương Khác có vết máu, mới giật mình khẽ thốt lên. A, chảy máu rồi. Trương Khác giơ tay lên nhìn, đã bị rách ra. Nếu không phải được nhắc nhở, y cũng không cảm giác được đau, lúc này lại cảm thấy đau rát. Hứa Hồng Bá nhìn thoáng qua, nói.
về khách sạn bôi chút thuốc đỏ là được. Trương Khắc lau khô pin rồi bỏ vào điện thoại di động, khởi động máy báo cho Phó Tuấn lái xe đến bên này đón y. Điện thoại của Trương Khắc vô cớ tắt đi, bên kia Phó Tuấn cũng biết, nên đang lái xe chạy về bên này rồi. Xưởng trưởng Hình, vừa mới nghe ông nói tình hình phòng lụt của Hồ Kim Sơn ngày hôm nay rất nghiêm trọng. Trương Khắc nói với Hình Kiến Quốc. Tôi cùng với thầy Hứa đang ở khách sạn Thấm Viên bờ bên kia sông, một lát nữa sẽ có xe đón chúng tôi. Thị trưởng Triệu Hữu Luân buổi trưa sẽ đến khách sạn Thấm Viên. Về công tác phòng lụt, ông xem có thể đi theo chúng tôi rồi phản ánh mấy vấn đề này với thị trưởng Triệu được không? Chương 881, ngay mặt chỉ trích. Chỉ chờ khoảng 3 phút, nhóm Phó Tuấn liền lái xe chạy qua. Hình Kiến Quốc vốn nửa ngờ nửa tin đối với lời nói của Trương Khắc. Hứa Hồng Bá cũng chỉ là bạn chơi cờ trong khoảng thời gian này mà thôi, đột nhiên nói muốn dẫn ông đi tìm thị trưởng của TP. Kim Sơn, ai cũng sẽ hoài nghi. Khi thấy được hai chiếc xe Việt giã đậu ở dưới đê, Hình Kiến Quốc liền cảm thấy có chút vấn đề có thể nói một chút với Triệu Hữu Luân, so ra còn tốt hơn đám vương bát ở xưởng giấy. Thanh niên tướng Mạo Anh Tuấn trước mắt ăn mặc bất phàm, Hình Văn Lệ sớm đã để ý thấy, nào có thiếu nữ không hoài xuân. Thấy được thanh niên Anh Tuấn, cử chỉ văn nhã. Ai cũng sẽ nhìn không được nhìn thêm vài lần. Cô vừa mới điều vào phòng làm việc xưởng trưởng làm thư ký, thấy lãnh đạo trong xưởng rất hay đổi điện thoại di động, không còn ai dùng điện thoại di động cũ. Cô xem qua điện thoại di động rất nhiều người khoe khoang nhưng còn xa mới đẹp và khác biệt bằng chiếc điện thoại di động của Trương Khắc, màn hình điện thoại di động vàng nhạt sáng bóng, hình như càng trong sáng hơn so với màn hình điện thoại di động bình thường. Mặt sau còn phủ một tầng thuộc da nâu. Cô cũng chưa nghe nói qua còn có điện thoại di động thuộc ra bên ngoài. Loại xe Việt giã này cô cũng từng nghe nói, không khỏi có tâm tư khác nhìn Trương Khắc, nghĩ thầm, anh ta tới cùng có địa vị gì. Khí trời mùa hạ hay thay đổi, khi qua cầu nổi gió, chạy tới Thấm Viên, bầu trời chợt tối đen, mây đen tụ tập trên đỉnh đầu, tầng mây rất thấp, hình như đứng trên nóc nhà đưa tay là có thể bắt được. Triệu Hữu Luân sớm chạy tới khách sạn Thấm Viên trước một bước. Trương Khắc toàn thân ướt đẫm. Bộ dạng nhếch nhác bị hắn thấy được. Trương Khắc mời Hứa Hồng Bá giới thiệu Hình Kiến Quốc cho Triệu Hữu Luân làm quen, còn y vào phòng tắm thay quần áo. Ngày hôm nay là anh hùng cứu mỹ nhân, hay là anh hùng được mỹ nhân cứu? Địch Đan Thanh để Trương Khắc nâng cánh tay lên, rồi cô dè dặt bôi thuốc đỏ chỗ tay bị chảy ra cho y, nhịn không được muốn châm biếm y vài câu. Cô thấy được thiếu nữ váy đỏ xinh xắn đạp xe qua đây. Nhục không chịu được. May là không để con gái nhảy xuống nước cứu tôi, bằng không thì cũng không có mặt mũi trở về gặp mọi người rồi. Trương Khắc cười nói chuyện với Địch Đan Thanh, cổ tay bị ngón tay hơi lạnh lạnh của Địch Đan Thanh nhắc lên. Nhìn cô nghiêm túc bôi thuốc đỏ, chỉ nhìn đôi lông mi cong cong cùng sống mũi đẹp. Đương nhiên cũng có thể thấy được khe vú hơi lộ ra trong cổ áo rủ xuống. Nên giao cả việc bôi thuốc cho cô bé đó làm đi. Địch Đan Thanh cười nói, thấy Trương Khắc nâng cánh tay lên lộ ra xương sườn dưới nách. Cô chọc ngón tay lành lạnh vào đó. Gầy như que củi. Trương Khắc bị nhột tay run run, cổ tay khẽ quẹt qua gương mặt Địch Đan Thanh, hơi lạnh, đàn hồi mịn màng. Y muốn đưa tay sờ một chút, nghiêng đầu, vừa lúc Địch Đan Thanh ngẩng đầu nhìn y. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Khắc chột dạ không dám hạ thủ, chỉ phải vội vàng giơ tay cao lên, lại để Địch Đan Thanh cầm băng gạc hút khô thuốc đỏ. Tay giơ qua đỉnh đầu, nếu dưới nách không lộ ra xương sườn thì quá béo rồi. Tôi sẽ không để cho bản thân béo như vậy đâu. Đang nói chuyện, Phó Tuấn đưa tới một chiếc áo sơ mi tay dài. Trương Khắc mặc vào, vén tay áo lên, vừa lúc có thể che khuất vết thương nơi khuỷu tay. Gió rất lớn, lọt qua khe ngói thổi vào. Có vài gian phòng không kịp đóng cửa sổ, xích sắt bị thổi tung mở toang ra, nghe thấy tiếng bang bang, còn có tiếng vỡ thủy tinh truyền đến. Trương Khắc ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời. Xem tình hình thì mưa lập tức sẽ kéo tới. Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh đi về hướng phòng yến hội. Giọng Hình Kiến Quốc rất lớn, đi trên hành lang đã nghe thấy. Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh cũng không cần nhân viên dẫn đường, theo thanh âm là có thể tìm được bọn họ. Hứa Hồng Bá, Đàm Thiên, Trương Dịch đi cùng với Triệu Hữu Luân nghe Hình Kiến Quốc nói tình hình lũ ở Hồ Kim Sơn và sông Ẩm Mã. Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh đẩy cửa đi vào, cơn mưa to đổ xuống, giọt mưa rơi vào mái ngói, vang lên tiếng lộp độp. Xưởng trưởng Hình, tình hình lũ năm nay thật nghiêm trọng như thế sao? Triệu Hữu Luân sắc mặt ngưng trọng. Tôi và Bí Thư Chu hai lần nghe báo cáo công tác của bộ môn phòng lụt thành phố, phán đoán của họ có lạc quan hơn. Cụ thể nghiêm trọng thế nào thì còn phải nhìn ông trời.
tôi cũng không có cách nào đưa cái đầu của mình để bảo đảm cho thị trưởng Triệu. Thấy sắc mặt Triệu Hữu Luân ngưng trọng, ánh mắt có vẻ nghi ngờ. Hình Kiến Quốc chỉ tưởng là Triệu Hữu Luân cho rằng ông đang bắn tiếng đe dọa. Người khác vừa lo lắng, giọng thì lớn, ngôn ngữ cũng trở nên thô tục. Cũng không quản Trương Khác cùng Địch Đan Thanh xuất hiện tại cửa. Thông thường thì ngày 10 tháng 7 Kim Sơn có thể ra mai. Trước khi ra mai nếu như ông trời không rơi một hạt mưa, vậy đương nhiên Lũ Định Kỳ cái mẹ gì cũng không có. Hôm nay là ngày 5 tháng 7, nếu như còn tiếp tục mưa to 3-4 ngày như buổi sáng ngày hôm qua, vậy sẽ có khảo nghiệm đối với công tác phòng lụt của sông Ẩm Mã cùng Hồ Kim Sơn. Nhưng ngày hôm qua tôi nghe dự báo thời tiết của Đài Trung ương nói năm nay khu vực Hoa Đông sẽ ra mai chậm hơn năm rồi. Hơn nữa lượng mưa bão mang đến càng lớn, càng mạnh hơn năm rồi, người phía dưới làm công tác đều giấu trên không giấu dưới. Thị trưởng Triệu Anh vừa đến Kim Sơn, trước đây cũng chưa công tác qua tại Kim Sơn, vấn đề vi quy vi pháp này có một số người đã kiếm được lợi ích, sao họ lại chủ động phản ánh cho anh biết được. Hình Văn Lệ đứng phía sau Hình Kiến Quốc cảm thấy ông mình nói quá không chú ý ảnh hưởng, lặng lẽ kéo áo ông, bảo ông nói chú ý trường hợp hơn. Địch Đan Thanh đứng ở cửa dựa sát vào bên tai Trương Khác nhẹ giọng cười. Ông già này cũng thú vị thật. Trương Khác biết cô là đang nói Hình Kiến Quốc nói tục, lại không nể mặt Triệu Hữu Luân chút nào, rất khó tưởng tượng trước đó ông ta làm qua xưởng trưởng của phân xưởng giấy Thần Hy. Y nhe răng mỉm cười. Hình Văn Lệ quay đầu lại vừa lúc thấy được Trương Khác cùng Địch Đan Thanh đang có cử chỉ thân mật, trong lòng cô nhói đau. Rồi lại đành phải thừa nhận, người phụ nữ bên cạnh Trương Khác quả thật rất quyến rũ, tuy nói mình ở trong xưởng rất được tiểu thanh niên hoan nghênh, nhưng ở trước mặt một người phụ nữ quyến rũ như vậy, cô vẫn nhìn không được sẽ tự ti mặc cảm. Để người ta ngay mặt chỉ trích không có kinh nghiệm đối với công tác phòng lụt, bị người bên dưới gạt. Triệu Hữu Luân thật là có chút xấu hổ, nhưng người là Trương Khác giới thiệu cho hắn quen, lại nói cũng là muốn bù đắp góc chết trong công tác của hắn, Triệu Hữu Luân vẫn có chút độ lượng. Sắc mặt hắn không quá khó coi. Triệu Hữu Luân thấy được Trương Khác đi vào, liền đứng lên. Khác thiếu gia, cậu cũng cảm thấy tình hình lũ năm nay của Hồ Kim Sơn rất nghiêm trọng sao? Hắn cho rằng buổi trưa Trương Khác tìm hắn qua đây chính là vì việc này. Tình hình lũ nghiêm trọng hay không, tôi không thể đưa ra phán đoán. Tôi là... Nghe tiếng mưa đổ xuống mái ngói, Trương Khác nhìn thoáng qua bầu trời ngoài cửa sổ, giống như một bức rèm che màu trắng. Y cùng Địch Đan Thanh đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn, nói. Tôi mời thị trưởng Triệu qua đây là vì chuyện khác, chỉ là chuyện có vội có hoãn, cho nên mới để xưởng trưởng Hình phản ánh vấn đề với thị trưởng Triệu trước. Tôi dẫn Trương Khác đi gặp xưởng trưởng Hình. Hứa Hồng Bá nói. Công tác phòng lụt có thể nghe nhiều ý kiến của các phương hơn, nó luôn luôn hữu ích. Chương 882, bánh trôi bị tai bay vạ gió. Triệu Hữu Luân cau mày. Hắn cũng rất rõ ràng công tác phòng lụt qua loa không được. Hắn nghiêng đầu phân phó thư ký. Anh lập tức liên hệ ban chỉ huy phòng lụt thành phố, buổi chiều tôi muốn họ ở chỗ này báo cáo với tôi về công tác phòng lụt. Người phụ trách công tác phòng lụt của giấy Thần Hy, anh đơn độc liên hệ một chút. Mặt khác, anh liên hệ một chút với Học viện Thủy Lợi, xem có thể mời được hai chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ công tác phòng lụt trong thành phố một chút được không? Trong thành phố phái xe đi đón. Lúc này hắn mới nghiêm mặt nói với Hình Kiến Quốc. Xưởng trưởng Hình, có thể vạch ra chỗ thiếu sót trong công tác của tôi đặc biệt cảm tạ. Buổi chiều tôi có thể mời xưởng trưởng Hình ở lại làm tham mưu cho tôi được không? Hậu Tín Đạt, Phó Tổng Giám đốc giấy Thần Hy nhận được thông chi bảo hắn tới khách sạn Thấm Viên tham gia hội nghị công tác phòng lụt, trong lòng hắn rất không tình nguyện. Thần Hy là xí nghiệp thuộc tỉnh cấp phó sở, bình thường không liên quan gì tới trong thành phố Kim Sơn. Tuy nhiên công tác phòng lụt ven bờ của sông Ẩm Mã lại thuộc về TP. Kim Sơn thống nhất điều hành. Mưa xối xả, ban ngày mà như trời đã vào đêm. Hậu Tín Đạt cũng không biết hội nghị công tác phòng lụt lần này do Triệu Hữu Luân đích thân chủ trì, toàn bộ người đứng đầu của các bộ môn tương quan đều được gọi qua. Hắn nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên đỉnh xe, ở trong xe mắng chửi. Mẹ thằng nào ăn no rảnh rỗi quá, qua 4-5 ngày nữa thì ra mai rồi, thời tiết chó chết này còn bắt người khác đi họp. Xưởng giấy gây ra phong ba lớn như vậy, không biết trong tỉnh sẽ giải quyết ra sao, hắn cùng người khác rất có ăn ý mà dùng tư thái phóng túng đối với công nhân viên. Ngoại trừ cán bộ trung tầng, phó tổng giám đốc trở lên, mọi người đều mượn cớ ra ngoài. Buổi trưa hắn vừa mới chạy về thành phố hẹn người ta chơi mạt trượt, lại vội vàng trong cơn mưa lớn thế này đến đông ngoại thành tham gia hội nghị phòng lụt, tự nhiên một bụng oán hận. Xe đậu ở bãi đỗ xe trước Thấm Viên.
Từ bãi đỗ xe đến cửa phòng còn có một đoạn đường ngắn. Hậu Tín Đạt cùng tài xế cũng không mang dù, phải chạy ào vào đại sảnh, áo sơ mi trên người bị ướt sượt. Hậu Tín Đạt cười với người quen rồi ngồi vào bàn, chợt thấy Hình Kiến Quốc đứng ở trong phòng hội nghị, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, mày cau lại, cảnh giác nhìn Hình Kiến Quốc chằm chằm. Sao ông lại ở đây? Buổi trưa thị trưởng Triệu dùng cơm tại khách sạn Thấm Viên, có một số tình huống, vừa lúc tôi có thể phản ánh với thị trưởng Triệu một chút. Hình Kiến Quốc lại không hề sợ ánh mắt âm trầm của Hậu Tín Đạt. Cũng vì ông nói lung tung, làm chúng tôi phải đội mưa chạy tới đây. Ông ăn no rảnh rỗi quá hả? Hậu Tín Đạt lạnh giọng của mắng, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm Hình Kiến Quốc. Tôi cảnh cáo ông ăn no rảnh rỗi đừng có mà nói bậy. Nói sai nói cái gì, ông phải chịu trách nhiệm. Tôi cũng đội mưa chạy qua đây, anh có ý kiến gì? Lương Vĩ Pháp đi ra phòng hội nghị, vừa lúc nghe được Hậu Tín Đạt nói lời không hay với Hình Kiến Quốc, hắn chỉ vào mặt Hậu Tín Đạt, hết cằm ra bên ngoài, không chút khách khí dạy bảo. Anh ra bên ngoài đứng đi, thông chi Tống Cảnh Bình qua tới tham gia hội nghị, công tác phòng lụt của xưởng giấy, Tống Cảnh Bình là xưởng trưởng, phải gánh vác tổng trách nhiệm. Hậu Tín Đạt chỉ coi như Triệu Hữu Luân đứng ra chủ trì hội nghị, đồng nghĩ tới Phó Bí Thư trưởng tỉnh ủy Lương Vĩ Pháp đột nhiên đứng ở phía sau. Ba hồn sợ hãi rất mất hai hồn, sắc mặt tái mét. Thấy Lương Vĩ Pháp chỉ tay vào mặt mình, nhịn không được người run lên, không dám phản bác một câu, chỉ phải xám xịt đi ra ngoài phòng hội nghị, gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Tống Cảnh Bình báo hắn tới tham gia hội nghị. Gọi điện thoại rồi, hắn cũng không dám đi. Lương Vĩ Pháp phát tác xong, phòng hội nghị nhất thời rơi vào an tĩnh. Không ai dám hé răng gì nữa. Lúc này Lương Vĩ Pháp mới nghiêng đầu nói với Triệu Hữu Luân bên cạnh. Công tác phòng lụt của Hồ Kim Sơn, sông Ẩm Mã vẫn lấy trong thành phố là chủ. Tôi cùng với người phụ trách bộ môn phòng lụt tỉnh chạy tới dự thính. Tổ đàm phán giấy Thần Hy bị hơn 1000 công nhân viên vây đánh, dẫn đến 3 nhân viên Cẩm Hồ bị thương nặng, tỉnh ủy lại dự định ba phải. Đàm phán tịnh cấu Thần Hy tự nhiên phải dừng lại, không thể tiếp tục. Dưới loại tình hình này, Lương Vĩ Pháp đương nhiên không có lý do gì gặp mặt Trương Khác. Hắn nhận được điện thoại của Triệu Hữu Luân, đến Thấm Viên là dự họp hội nghị công tác phòng lụt khẩn cấp. Kim Sơn có hồ Kim Sơn phương viên 600 dặm phía nam thành phố, điều tiết mực nước trong vùng. Mà địa thế lại tự nhiên nghiêng về TP, kiến nghiệp phương Bắc. 30 năm nay không có trận lũ nào quá nghiêm trọng. Đối với công tác phòng lụt cũng chưa nói tới hết sức coi trọng. Rất nhiều địa phương quốc nội trước năm 98 đối với công tác phòng lụt, phòng thiên tai cũng không rất coi trọng. Cũng không có thực hiện chế độ người đứng đầu phụ trách. Công tác phòng lụt của TP, Kim Sơn vẫn do thị trưởng Triệu Hữu Luân đảm đương tổng chỉ huy. Tuy nhiên công tác phòng lụt của TP, Kim Sơn lại là một bộ phận của công tác phòng lụt tỉnh. Lương Vĩ Pháp dự thính hội nghị nhưng lại có một lý do thỏa đáng. Lương Vĩ Pháp chạy tới khách sạn Thấm Viên, mới biết ngoại trừ tình hình lũ, buổi trưa Trương Khác lại cùng Triệu Hữu Luân đề cập tới việc chiêu thương dẫn tư. Việc tham gia chiêu thương dẫn tư đặc biệt lần này, công tác chuẩn bị của giai đoạn trước cũng có thể đồng thời khai triển, nhưng không thể làm lỡ công tác phòng lụt. Biết tin tức này, Lương Vĩ Pháp cũng không cần phải gặp Trương Khác gấp, trước tiên tham gia hội nghị công tác phòng lụt lại nói, công tác phòng lụt quả thật phải coi trọng. Hình Văn Lệ đứng ở ngoài cửa phòng họp, thấy được trong phòng hội nghị im ắng không tiếng động, thấy Hậu Tín Đạt như chó nhà có tang lo lắng đứng ở ngoài cửa, mắt hướng vào trong phòng hội nghị. Cô thè lưỡi, quay đầu lại đi về chỗ khác. Gió thổi mưa bay vào trong hành lang, Hình Văn Lệ nhảy tới phía sau hành lang cản gió, thiếu chút nữa va phải Địch Đan Thanh từ Nguyệt Môn đi tới. A, à, gì mà chạy tới chạy lui, hội nghị bắt đầu chưa? Địch Đan Thanh hỏi. Tỉnh trưởng Lương, thị trưởng Triệu Triệu mới vào, vừa mới ngồi xuống. Chị Địch muốn qua đó hả? Tôi tới xem hội nghị bắt đầu chưa, họ vào phòng họp hết rồi hả? Vậy thôi. Địch Đan Thanh dắt tay Hình Văn Lệ trở lại, nhớ tới một việc liền hỏi cô. Xưởng trưởng Hình vì sao gọi cô là bánh trôi? Hình Văn Lệ đỏ mặt. Khi em mới sinh ra, có người nói em vừa trắng vừa tròn, nên ông cứ gọi em là bánh trôi suốt. Thì ra là nguyên nhân này. Địch Đan Thanh nghi hoặc nhìn Hình Văn Lệ. Vậy cô đỏ mặt cái gì, khẳng định còn có thuyết pháp khác. Hình Văn Lệ càng đỏ mặt hơn, ánh mắt e lệ rơi vào bộ ngực cao vót. Không biết sao biệt danh này lại truyền vào trong xưởng, tiểu thanh niên trong xưởng khi gọi tên này, ánh mắt toàn chui vào chỗ đó của người ta. Co giãn trắng trẻo to bự, thiên hạ nào có cái bánh trôi như vậy. Địch Đan Thanh cười rộ lên,
thiếu nữ xinh đẹp Hoài Xuân luôn trêu chọc ánh mắt chú ý của người khác. Hình Văn Lệ liếc nhìn ngực Địch Đan Thanh, trước đó cô cho rằng tiểu thanh niên trong xưởng gọi như thế, mặc dù e lệ, nhưng cũng không đặc biệt tức giận, còn âm thầm có chút đắc chí. Thiếu nữ Hoài Xuân nào không muốn người khác khen mình ngực bự, body đẹp chứ? Nhưng khi Hình Văn Lệ thấy body quyến rũ cùng dung nhan xinh đẹp của Địch Đan Thanh, Hình Văn Lệ triệt để không tự tin nổi nữa. Buổi sáng chút tình cảm bí ẩn đối với Trương Khác mới nhen nhóm, ngay dưới tâm tình không tự tin, tự ti mặc cảm này đã tiêu tan thành mây khói. Ánh mắt Địch Đan Thanh có thể nhìn thấu lòng người, Hình Văn Lệ có tâm tư gì, ít nhiều cô cũng có thể nhìn ra một chút. Nghĩ thầm thiếu nữ Hoài Xuân đã đặt tình ý trên người Trương Khác khốn khiếp kia rồi. So với một giấc mộng xuân không thực tế, nên sớm tiêu tan thành mây khói mới tốt hơn. Đi tới viện tử Trương Khác ở, Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá đang ngồi xếp bằng trên giường trúc cạnh cửa sổ chơi cờ, có mưa hắt vào mà họ cũng không để ý. Hội nghị phía trước bắt đầu rồi. Địch Đan Thanh đi vào hỏi. Buổi chiều cậu không gặp Lương Vĩ Pháp hả? Ông ta tới tham gia hội nghị công tác phòng lụt, có quan hệ gì với chúng ta? Trương Khác vẫn lo chơi cờ, cũng không quay đầu lại nhìn Địch Đan Thanh. Bởi Lương Vĩ Pháp cũng đã dự họp hội nghị công tác phòng lụt vào buổi chiều, Chu Cẩn Du biết tin tức cũng chạy qua đây. Mặc dù vết rách giữa đôi bên đã như chiều rộng của lòng sông ẩm mã, nhưng loại hội nghị này Chu Cẩn Du không thể tránh được. Bằng không thì xảy ra vấn đề, trách nhiệm gì cũng sẽ đổ lên đầu bà. Chu Cẩn Du đội mưa chạy tới thấm viên, tài xế, thư ký đều dành xuống xe trước bà, bung dù giúp bà ta che mưa. Chu Cẩn Du nhìn cửa phòng, mặc dù có gọi điện thoại thông chi, nhưng ngoại trừ thư ký của Triệu Hữu Luân, không có người khác chạy ra nghênh đón mình. Chu Cẩn Du kìm lòng không đậu sẽ nghĩ tiểu tử kia có thể ở chỗ này không. Chu Cẩn Du không biết lúc này Trương Khác đang ở trong thấm viên, cũng không biết Trương Khác đã đến Kim Sơn rồi, càng không biết Thế Kỷ Cẩm Hồ đã đổ tiền khống chế khách sạn thấm viên. Nhưng bà biết Trương Khác lần trước đến Kim Sơn gặp Lương Vĩ Pháp, Triệu Hữu Luân thì chọn ở thấm viên. Hội nghị công tác phòng lụt còn đang tiếp tục ở bên trong. Thư ký của Triệu Hữu Luân chỉ dẫn Chu Cẩn Du đi vào. Thấy được Chu Cẩn Du xuất hiện tại cửa phòng hội nghị, Triệu Hữu Luân mới đứng lên nói. Bí thư Chu đích thân chạy tới dự họp hội nghị, năm nay thành ủy đã đặc biệt coi trọng đối với công tác phòng lụt. Nếu bí thư Chu tới rồi, vậy hội nghị trong phòng sẽ tiến hành đến đây thôi. Tiếp theo chúng ta đến hiện trường, đi lên đê để tận mắt nhìn xem. Hắn lại đi tới nói với Chu Cẩn Du. Tình huống của hội nghị, vào trong xe tôi sẽ báo cáo với chị. Chu Cẩn Du tức giận đến bốc khói, vội vàng chạy tới đây, không ngờ cơ hội nói cổ vũ sĩ khí cũng không có, liền bị Triệu Hữu Luân kéo ra ngoài trời mưa to đến trời đất u ám. Lương Vĩ Pháp ở đây, bà cũng không thể dở tính bí thư thành ủy, chỉ phải vừa đi vừa hỏi công tác an toàn có suy nghĩ chu toàn hay chưa. Bày ra tư thế của bí thư thành ủy một chút. Trong cơn mưa lớn thế này lên đê, gió lại lớn, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ai bị trượt ngã xuống sông, khi cứu hộ cũng khó khăn. Trước đó Triệu Hữu Luân có liên hệ với chú quân, quân phân khu sẽ phái người lên đê hội hợp với họ. Hậu Tín Đạt đứng ở cửa, không biết có nên đi theo ra hiện trường hay không. Tống Cảnh Bình chạy tới cũng bị Lương Vĩ Pháp dạy bảo cho một trận. Ai có thể khẳng định Lương Vĩ Pháp không phải giận chó đánh mèo với họ sau vụ công nhân viên vây đánh tổ đám phàn, dẫn đến đàm phán ngoài ý muốn gián đoạn, Tống Cảnh Bình cũng không có cách nào khác mở miệng nói giúp hắn. Khi phân phát đồ che mưa, Hậu Tín Đạt bị cho qua, xe cùng tài xế của hắn cũng tạm thời bị điều đi, hắn bị bỏ rơi trong đại sảnh không ai để ý tới. Hậu Tín Đạt đứng ở trong phòng hội nghị không ai để ý tới, hắn nhớ tới trước hội nghị thấy bóng hình mặc váy đỏ của Hình Văn Lệ. Trong lòng hắn ta ác thầm nghĩ, Hình Kiến Quốc ơi Hình Kiến Quốc, ngày hôm nay ông làm tôi mất mặt. Tôi muốn đem cháu gái của ông lên giường đùa bỡn một phen, cho Hình ra ông mất mặt. Nhớ tới biệt danh của Hình Văn Lệ, nghĩ tới đôi thỏ trắng bên trong lớp váy đỏ, hai cái bánh trôi, trong lòng hắn nóng lên, biết tiểu nha đầu này cũng như những cô gái tầm thường, có chút tâm hư vinh, lại hơi ngây thơ, lại có chút nhát gan, dày công chút cũng có thể ôm vào lòng. Cho dù dùng chút sức mạnh, chắc hẳn con bé này cũng không dám phản kháng, cùng lắm thì hứa hẹn cho chút lợi ích. Chẳng qua hắn sợ Hình Kiến Quốc, trước đó có tâm tư vẫn chịu đựng không có hạ thủ. Nghĩ tới hôm nay bị nhục nhã như vậy, hắn đâu còn cố kỵ nhiều nữa. Hậu Tín Đạt đi thuê một gian phòng, muốn gọi Hình Văn Lệ vào phòng để nói chuyện công tác. Nghĩ Hình Văn Lệ rời khỏi phòng hội nghị từ cửa hông, hắn liền từ cửa hông phòng họp đi ra ngoài bắt đầu tìm người. Chó trông cửa đã đi rồi. Để lại con thỏ trắng khao chú sói.
Hậu Tín Đạt đắc ý huýt sáo, nghĩ có thể hạ thủ với bánh trôi, tâm tình xui xẻo vừa rồi đã tan biến không còn. Chỉ là hắn tìm nửa ngày nhưng không tìm được người, thấy góc phía đông có một viện tử. Hắn vừa thò đầu vào, thấy có hai thanh niên mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt, thân cao thể tráng từ sau cửa viện đi tới, ngăn cản tầm mắt của hắn. Anh tới đây làm gì? Họ đẩy vai của hắn đi ra ngoài. Hậu Tín Đạt nhướng mày, thấy hai thanh niên sắc mặt dữ dằn, như xã hội đen, hắn không dám hé răng, quay đầu trở lại. Tìm một vòng, không tìm thấy Hình Văn Lệ. Hắn thầm khó hiểu, cũng không nghĩ đến cô đã đi ra ngoài cùng nhóm Hình Kiến Quốc. Nhớ tới cô có một cái máy nhắn tin, hắn trở lại phòng gọi điện đến tổng đài, sau một lúc lâu, Hình Văn Lệ gọi điện thoại trở lại. Hậu Tín Đạt tại xưởng giấy tác uy tác phúc mấy năm nay, còn chưa sợ thư ký của xưởng trưởng xưởng chế tương có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn bảo Hình Văn Lệ vào phòng mình, còn hắn đi vào phòng tắm. Hậu Tín Đạt cởi trần, dưới cột khăn tắm, hắn thấy Hình Văn Lệ sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt nhìn về nơi khác, chút sợ hãi lại không dám mở miệng yêu cầu rời khỏi. Tiểu Hình này, chú và Gia Gia trên công việc có chút mâu thuẫn, thường lớn tiếng cãi nhau. Trong lòng chú vẫn rất tôn trọng lão Hình, cháu vào phòng xưởng trưởng công tác, là chú đã nói qua một tiếng, bằng không thì cháu nghĩ lại xem, nhiều nữ hài tử muốn vào như vậy, đâu đến phiên cháu làm thư ký cho phòng xưởng trưởng chứ. Chú gọi cháu qua đây, chỉ muốn nghe trên công việc cháu có chỗ nào khó khăn. Có khó khăn cháu nhất định phải nói cho chú biết, chú là người đề cử cháu làm thư ký, cháu không vui về công việc, trong lòng chú cũng không dễ chịu gì. Ngoại trừ khó khăn trên công việc, cuộc sống có gì khó khăn, cháu cũng có thể nói với chú mà, cháu đừng có quá câu thúc, chú là người rất dễ dãi. Cháu xem chú đấy, buổi sáng bị lão Hình ở trên đê làm toát mồ hôi, sợ cháu là con gái không chịu nổi, chú đã tắm trước rồi. Cháu có cần đi tắm luôn không? Đừng quá câu thúc, ngồi đây với chú nào. Hậu Tín Đạt vỗ vỗ mép giường bên cạnh. Ngồi gần một chút, nói chuyện tùy ý đi. Cháu có khó khăn gì trên cuộc sống cứ nói với chú. Chương 883, trận chiến phòng lụt. Hậu Tín Đạt thấy cháu gái của Hình Kiến Quốc như một chú thỏ nhỏ lo lắng hãi hùng ngồi ở trên ghế không dám nhúc nhích, hắn đứng lên vỗ vỗ vai cô. Cảm giác được đầu vai tiểu cô nương căng lại, cũng không dám giãy giụa, nghĩ thầm ngày hôm nay có hy vọng rồi. Hắn đứng đến phía sau, từ cổ áo nhìn thấy khe vũ sâu trắng nõn nà của Hình Văn Lệ, lòng căng thẳng, vừa rồi lo lắng lực duy trì không được lâu, thằng nhỏ mới vừa được dùng tay bắn qua một lần trước đó lại bắt đầu phấn chấn lên. Trong lòng hắn nghĩ, thiếu nữ thanh xuân quả nhiên có lực hấp dẫn. Hắn vẫn rất kiên trì dụ dỗ. Hoặc là muốn mua thứ gì lại không có tiền, cháu cũng có thể nói với chú. Hắn lặng lẽ cởi khăn tắm ra, xoay đầu vai Hình Văn Lệ lại. Cho dù không ngồi bên đó, thì cũng có thể quay đầu lại nói chuyện với chú mà. Á! Hình Văn Lệ bị xoay vai lại, chợt Hậu Tín Đạt đã trần truồng đứng bên người, cô sợ quá hét toáng lên. La rách cổ họng cũng không có tác dụng gì đâu, trước đây cháu đã thấy qua thứ này của đàn ông chưa? Hậu Tín Đạt chỉ coi như đã đắc thủ, đưa tay muốn sờ vào trong váy Hình Văn Lệ. Nhưng chính vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cũng lo lắng Hình Văn Lệ lại hét lên, hắn dừng tay lại đợi người bên ngoài đi qua. Nhưng thật không ngờ cửa phòng bị đạp văng, Đàm Thiên dẫn hai cảnh sát xông vào, trong tay Đàm Thiên còn cầm camera. Đàn ông thật là xấu xa, nghĩ lại mà buồn nôn. Cũng chưa thực hiện hiếp dâm, nhưng mình lại làm một bãi trên sàn nhà rồi. Lần này Hậu Tín Đạt có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trương Khác ngồi ngoài cửa sổ giơ cánh tay lên cho Địch Đan Thanh lấy cồn rửa thuốc đỏ, vết thương đã kết vảy, nhưng tay áo sơ mi bị thuốc làm đỏ thẫm một mảng. Địch Đan Thanh vừa lấy cồn rửa thuốc cho y, vừa nói với y chuyện vừa rồi xảy ra bên ngoài phòng. Địch Đan Thanh chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Trương Khác, nghi hoặc hỏi. Nếu hắn muốn động thủ với Tiểu Hình thật, vì sao bản thân còn dùng tay làm cái kia? Địch Đan Thanh tuy nói có thể khám phá thế sự, nhưng đối với việc nam nữ vẫn có chỗ còn không rõ, trong phòng không có người bên ngoài, cô hiếu kỳ hỏi Trương Khác. Trương Khác hít một hơi khí lạnh. Nếu như người nào trên vấn đề tình dục học có nghi hoặc đều chạy tới hỏi y, vậy cuộc sống khó mà yên ổn. Y vẽ ngón tay trên không trung một vòng, ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên bị một phụ nữ xinh đẹp thành thục như Địch Đan Thanh hỏi mấy vấn đề này, nó vẫn có một loại mê hoặc dị dạng. Trương Khác lại nhìn Địch Đan Thanh, xem chị ta có phải biết rõ cố hỏi hay không. Đôi mắt Địch Đan Thanh trong sáng, vẻ mặt hồn nhiên nhìn Trương Khác. Trong ánh mắt còn chứa vẻ khinh thường đối với nam nhân.
Trương Khắc đương nhiên không có dũng khí nói cho cô chân tướng, chỉ nói. Chắc có thể giảm bớt khẩn trương, tâm tình kích động gì đó. À, cũng đúng. Địch Đan Thanh nửa ngờ nửa tin lên tiếng, vứt cồn và bông gòn vào trong thùng rác. Hắn cũng to gan quá nhỉ, cũng không nhìn là thời cơ gì, địa điểm gì, cũng quá khinh thường phụ nữ rồi. Câu phía sau cô nói còn nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ tức giận bất bình. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn Địch Đan Thanh, không biết vừa rồi cô có cho Hậu Tín Đạt vài chiêu độc ác gì không? Nghĩ thầm trên đời này có thể có bao nhiêu nữ nhân sau khi bị làm nhục còn có khí khái cá chết lưới rách cầm dao thiến người ta. Thế gian này vốn có rất nhiều người vùng vẫy trong hư vinh, sợ hãi, mê hoặc, sa đọa cũng chỉ là việc trong chớp mắt. Con mẹ mày Hậu Tín Đạt. Hình Kiến Quốc 67 tuổi, đầu đầy muối tiêu, tuy nói mặc áo mưa, nhưng không ngăn nổi bên ngoài mưa to gió lớn, hơn nửa người đã bị tưới ướt, da mặt nhảy lên thình thịch. Ông giơ chân đạp vào ngực Hậu Tín Đạt đang nửa ngồi chồm hổm bên cây trụ ven đường. Hậu Tín Đạt bị đạp ngã, tay lại bị còng không tránh được, xương cổ tay bị kéo đến sắp đứt. Hắn đau lạ oai oái. Vẫn là cảnh sát bên cạnh sợ Hình Kiến Quốc đạp cái nữa sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của Hậu Tín Đạt, anh ta vội vàng đi qua giữ lại Hình Kiến Quốc bị lửa giận đốt đi lý trí. Hình Kiến Quốc bị người ta kéo lại, hai chân đạp lung tung, mũi chân đá lên mũi Hậu Tín Đạt, làm hắn méo cả mũi. Thật là nhục cái mặt. Lương Vĩ Pháp rất tức giận, đối với Hậu Tín Đạt hắn đã không lời nào để nói, lạnh lùng lườm một cái rồi đi vào trong. Hắn vốn không quen biết Hậu Tín Đạt, bởi vì hắn đang tự mình thúc đẩy chuyện Cẩm Hồ Tịnh Cấu Thần Hy, tiếp xúc khá nhiều với nhân viên quản lý của Thần Hy. Chính là những người này tới lui tìm cách chống lại Tịnh Cấu. Trong lòng những người này đang có chủ ý gì, trong lòng Lương Vĩ Pháp cũng rõ ràng. Những người buổi chiều tham gia hội nghị công tác phòng lụt thì lấy ánh mắt thương hại, nhìn Hậu Tín Đạt như chó nhà có tang. Lúc này Hậu Tín Đạt chỉ có dũng khí lấy ánh mắt xin thương xót mà nhìn Tổng Giám Đốc Thần Hy Tống Cảnh Bình. Tống Cảnh Bình quay mặt qua chỗ khác, cũng không nhìn Hậu Tín Đạt cái nào. Mọi người đi lên đê thị sát tình hình lũ, cơn mưa còn mạnh hơn mấy ngày trước, khiến người ta sợ hãi. Mưa lớn trắng xóa che khuất tầm mắt, từ trước buổi trưa đã bắt đầu đổ mưa lớn, đến khi kết thúc thị sát. Mực nước sông Ẩm Mã đã gần bằng với bờ sông rồi. Họ đang định sông mưa chạy xe về sông Kim Sơn, nhưng nhận được điện thoại nói Hậu Tín Đạt tại khách sạn Thấm Viên làm ra sự tình như vậy, lúc này mới đi vòng trở về. Lương Vĩ Pháp, Chu Cẩn Du cùng Triệu Hữu Luân còn có các quan viên, chuyên gia của bộ môn phòng lụt 2 cấp tỉnh thị đều đi vào phòng hội nghị. Lương Vĩ Pháp không hề muốn nói tới vụ bê bối xảy ra tại khách sạn, cũng không có tâm tình khách sáo với Chu Cẩn Du, Triệu Hữu Luân. Lương Vĩ Pháp cởi áo mưa ném lên bàn hội nghị, chỉ tay vào các quan viên bộ môn phòng lụt 2 cấp tỉnh thị, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, mắng. Các anh chị làm ăn kiểu gì thế hả? Nước sông đoạn xưởng dệt đã tràn ra đê, ngày hôm qua các anh chị còn như đinh đóng cột nói tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta ra đê thị sát, người phụ trách phòng lụt đoạn sông đó còn có tâm tình chơi gái trong khách sạn. Dưới bàn im ắng không tiếng động, Lương Vĩ Pháp buông lời trách mắng. Lúc này dạy bảo cho các anh chị. Không phải là cho các anh chị làm người câm. Công tác phòng lụt phải lập tức bố trí lại. Bố trí phải thực sự cầu thị, đừng có làm những chuyện tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì che lại. Đê mà vỡ, nước sông tràn ra, các anh chị không xong với tôi đâu. Hắn lại nói với Triệu Hữu Luân, Chu Cẩn Du. Công tác phòng lụt không thể coi là trò đùa, địa thế ở đây cao không sợ lũ, lại nằm gần sông Ẩm Mã, các hồ Kim Sơn cũng gần, phương tiện thông tin cũng tốt. Điều thêm 2 điện đài vô tuyến tới dự phòng, nơi đây đã coi như trung tâm chỉ huy phòng lụt. Mực nước sông Ẩm Mã bất cứ lúc nào cũng có thể tràn qua bờ đê. Đê vững chắc hay không, anh chị cũng phải sai người thăm dò rõ tình huống từng tấc một cho tôi. Hắn lại quay đầu nói với thư ký. Anh giúp tôi liên hệ với bí thư thượng, tôi muốn báo cáo tình huống với bí thư thượng ngay. Lương Vĩ Pháp giọng nghiêm khắc, không khoan dung chút nào. Triệu Hữu Luân, Chu Cẩn Du nghe vào tai. Cảm thụ trong lòng lại khác hoàn toàn. Hội nghị công tác phòng lụt vào buổi chiều là Triệu Hữu Luân khẩn cấp triệu tập, lại trên hội nghị khẩn cấp lần này phát hiện tình huống nghiêm trọng như vậy, có thể nói là đều bù đắp hết trách nhiệm chậm trễ giai đoạn trước. Chu Cẩn Du chỉ là bị động dự họp hội nghị, bà càng lo lắng xảy ra chuyện, Lương Vĩ Pháp an bài như vậy, bà cũng tuyệt sẽ không tranh luận cái gì vào lúc này. Đảm đương chức trách bí thư, đảm đương chức trách tổng chỉ huy của ban chỉ huy phòng lụt thành phố. Trách nhiệm này lúc này dù Chu Cẩn Du có khước từ cũng khước từ không được, lấy sự nhiệt tình ít có của phụ nữ,
tận khả năng điều hết lực lượng phòng lụt trong thành phố sông mưa đi về hướng sông Ẩm Mã, ven bờ hồ Kim Sơn. Triệu Hữu Luân thì lãnh đạo các chuyên gia phòng lụt ở đây điều chỉnh lại bố trí phòng lụt. Lương Vĩ Pháp gọi điện thoại cho Thượng Ngạn xong, trở lại nói cho Chu Cẩn Du, Triệu Hữu Luân. Chú quân sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lên đê, trong thành phố phải bảo đảm cung ứng vật tư phòng lụt. Sơ bộ bố trí xong, máy thông tin cũng được vận chuyển đến khách sạn Thấm Viên. Khách sạn Thấm Viên nằm ở bên bờ sông Ẩm Mã phía đông ngoại thành. Mưa lớn như vậy, sẽ không có nhiều người qua đây ở hoặc tổ chức tiệc rượu. Hoàn cảnh của sông Ẩm Mã vẫn chưa đạt được cải thiện. Mặc dù thế kỷ Cẩm Hồ đổ tiền nắm giữ, kinh doanh vẫn diện mạo cũ, nửa chết nửa sống kéo dài đợi bước ngoặt. Ngoại trừ nhóm Trương khác, lữ khách vào ở rất ít. Thấy mưa lớn như vậy, cũng sợ ở đây bị ngập, mọi người đều đến nội thành tìm chỗ ở khác. Lương Vĩ Pháp muốn dẫn theo hai nhân viên có kinh nghiệm phòng lụt đi cùng hắn lên đê bờ Bắc Hồ Kim Sơn nhìn xem. Dù bên kia đã phái người giám sát mực nước, kịp thời sẽ có số liệu phản hồi. Nhưng không tận mắt nhìn thấy một chút, trong lòng hắn càng thấp thỏm không yên. Trời đã khuya, cơn mưa đã nửa ngày vẫn còn tiếp tục. Lại nói hồ nước căng to ra, đê có nguy hiểm hay không còn chưa biết. Lúc này lên đê hồ sẽ đặc biệt nguy hiểm. Chu Cẩn Du, Triệu Hữu Luân đều khuyên Lương Vĩ Pháp ở lại trung tâm chỉ huy phòng lụt Thấm Viên mà quyết định kế sách. Lương Vĩ Pháp đi vào đại sảnh, Hậu Tín Đạt vẫn còn bị còng trong đại sảnh, trông hắn ủ rũ kinh khủng ngồi trên sàn nhà, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, mà cũng không có hình tượng gì mà để giữ. Xe cộ khẩn trương, nhân thủ khẩn trương, cũng không phái ra người mà áp giải hắn đến cục cảnh sát. Cứ như vậy còng hắn ở trong đại sảnh, tất cả những người đi qua có thể thấy được trông hắn như chó nhà có tang. Lương Vĩ Pháp nhíu mày, cứ còng như thế cũng không phải cách. Hắn không quan tâm thể diện, tôn nghiêm của Hậu Tín Đạt đã bị giày xéo quá thậm tệ. Nhưng còng hắn ở chỗ này sẽ ảnh hưởng sĩ khí, ngực hắn còn in vết chân của Hình Kiến Quốc. Lương Vĩ Pháp vừa rồi bớt thời giờ nghe người khác báo cáo một chút tình huống. Nói Hậu Tín Đạt cưỡng hiếp chưa toại cũng không nghiêm trọng như vậy, nói dâm loạn phụ nữ đó là bằng chứng như núi, chỉ là lúc này gây ra loại chuyện này, khiến hắn đặc biệt tức giận, hận không thể nuốt sống xúc sinh này, bắn một phát chết luôn mới cam tâm. Tỉnh trưởng Lương, việc này phải xử lý như thế nào? Triệu Hữu Luân thấy Lương Vĩ Pháp nhìn Hậu Tín Đạt cau mày, bèn lên tiếng hỏi hắn. Chu Cẩn Du cảm thấy có điểm đáng ngờ, cau mày hỏi Triệu Hữu Luân. Lúc đó sao vừa lúc có cảnh sát? Cẩm Hồ tỉnh cấu thần hy, tổ đàm phán bị hơn ngàn công nhân viên vây đánh. Chính phủ tỉnh ủy cũng lọt vào vòng vây của công nhân viên, trong tỉnh lo lắng đến tâm tình của công nhân viên, đều bảo trì trầm mặc khi muốn truy xét người chỉ huy phía sau màn, cả việc xem có tiếp tục tiến hành đàm phán hay không. Chu Cẩn Du thấy được khả năng Cẩm Hồ bởi vì tức giận mà kiên quyết rút lui khỏi Giang Nam, đây mới là kết cục bà hy vọng thấy được. Hậu Tín Đạt là phó tổng giám đốc của giấy thần hy xảy ra bê bối như vậy. Một khi truyền bá ra ngoài, khẳng định sẽ truyền bá ra ngoài, sẽ là một đả kích trầm trọng đối với công nhân viên, ý chí của quần thể công nhân viên chống lại Cẩm Hồ thu mua sẽ bị suy yếu. Công nhân viên có thể sẽ nghĩ, để cho một lãnh đạo xưởng không bằng chó lợn như vậy quản lý, còn không bằng để Cẩm Hồ thu mua cho xong. Một điều kiện Cẩm Hồ thu mua thần hy chính là muốn trong tỉnh rút hết toàn bộ cao tầng của thần hy, chính là cao tầng sắp bị trục xuất mới là một trong lực lượng chủ yếu chống lại thu mua. Hậu Tín Đạt gây ra bê bối lớn như vậy, sẽ làm cao tầng của thần hy không ngẩng đầu lên nổi ở trước mặt chính phủ tỉnh ủy, ở trước mặt công nhân viên bình thường, lòng tin chống lại sẽ suy giảm đi rất lớn. Thấy được xảy ra chuyện như vậy, Chu Cẩn Du sao có thể không suy nghĩ đến các chỗ khác. Một điểm đáng ngờ rõ ràng của sự việc lần này chính là hai viên cảnh sát trước đó ngay ở trong khách sạn kịp thời xuất hiện. Việc xảy ra ngày hôm qua ở xưởng giấy nghĩ lại khiến người sợ hãi. Triệu Hữu Luân nói. Ở đây lại cách xưởng giấy không xa, tôi lo lắng có vẻ không quá an toàn, nên tôi bảo cục trưởng Tống phái một số cảnh viên qua đây, sáng sớm hôm nay thì đến nơi rồi. Chu Cẩn Du cảm thấy lạnh sống lưng, bà lo lắng Trương Khác đã đến Kim Sơn, lời này của Triệu Hữu Luân không thể nghi ngờ là thẳng mặt nói cho bà Trương Khác đang ở tại Kim Sơn, còn đang ở trong khách sạn Thấm Viên, lúc này lẽ nào bà lại nói Hậu Tín Đạt dâm loạn phụ nữ là cái bẫy do Trương Khác thiết lập. Coi như là cái bẫy do Trương Khác thiết lập. Bà cũng không thể mở miệng nói, chứng cứ của người ta vô cùng xác thực. Lương Vĩ Pháp cau mày, nói thẳng. Tìm hai người đưa hắn về phân cục khu, qua việc trước mắt sẽ cho hắn biết mặt. Tâm tình của Hình Văn Lệ cũng coi như ổn định, không có tổn thất gì. Lại nói nữ hài tử của xã hội hiện nay,
năng lực tiếp nhận của tâm lý cũng không quá kém, chuyện này có thể sẽ làm cho cô cảm thấy chán ghét nhiều hơn. Hình Kiến Quốc áp chế nộ khí trên mặt, đợi hội nghị kết thúc liền chạy tới dạy bảo Hình Văn Lệ. Cháu có đầu óc không vậy, bảo cháu vào phòng thì cháu vào phòng nó thật hả? Nếu không phải ở Thẩm Viên, ai có thể vừa lúc chạy tới cứu cháu? Nếu cháu xảy ra chuyện, cháu bảo ông phải ăn nói với ba mẹ cháu thế nào? Hình Văn Lệ vừa mới ổn định tâm tình, bị Hình Kiến Quốc dạy bảo, nước mắt liền lã chã rơi xuống. Cũng may có Hứa Hồng Bá ở bên cạnh khuyên Hình Kiến Quốc yên tâm, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Các người quen với thị trưởng Triệu, vậy cũng quen với tỉnh trưởng Lương và bí thư Chu chứ? Hình Kiến Quốc hiếu kỳ hỏi. Sao không thấy các người chào hỏi gì với tỉnh trưởng Lương và bí thư Chu? Trương Khác trong lòng nghĩ, đúng là lão đầu bụng cất giấu toàn nghi vấn. Y cười nói. Tỉnh trưởng Lương, bí thư Chu chưa hẳn muốn gặp chúng tôi, lại nói hiện tại đều lấy phòng lũ làm trọng, chúng tôi cũng không nên đi làm phiền họ làm việc. Tình huống trên đê thế nào? Hứa Hồng Bá quan tâm hỏi. Nước sông cũng đã ngang với bờ rồi. Bên hồ Kim Sơn, đê mới vây quanh phần lớn bãi bùn, đê cũng đã lâu không được gìn giữ, hiện tại cũng không thể đưa nước của đê mới tới bãi bùn. Buổi tối hôm nay chú quân sẽ tới đây, trước mắt chỉ có thể bảo vệ đê thôi. Hình Kiến Quốc nói. Chỗ nào giữ được thì nhất định phải giữ, chỗ nào tính nguy hiểm lớn thì trước tiên sơ tán người ra ngoài. Hiện tại không có gì để mà che giấu nữa. Nếu thật sự giữ không được, phải giữ người trước. Hứa Hồng Bá căn dặn. Các người quen với thị trưởng Triệu, những lời này các người nói với thị trưởng Triệu thì hữu dụng hơn. Hình Kiến Quốc nói. Tỉnh trưởng Lương, thị trưởng Triệu đều là những quan viên có thể nghe lọt tai ý kiến, tuy nhiên cũng phải người như xưởng trưởng Hình đề xuất ý kiến chuyên môn mới được. Mọi người cứ chen vào nói lung tung, không phải là lộn xộn hết rồi sao? Trương Khắc cười nói. Không chừng thị trưởng Triệu còn có thể giữ bánh trôi ở lại trung tâm chỉ huy phòng lụt để hỗ trợ đấy. Cơn mưa chưa hề có dấu hiệu ngưng lại, hoàng hôn ngày 9 tháng 7 trời trong chỉ chốc lát, bầu trời trong suốt vạn lý, mây hồng sáng lạn, sau khi vào đêm lại tí tách đổ mưa. Mưa ít hơn, làm cho mọi người yên lòng. Ngày 10, ngày 11, bão lần thứ 2 xâm nhập, mang theo lượng mưa dồi dào. Trong lúc này, Trương Khác trở về Kiến Nghiệp một chuyến, còn đến Huệ Sơn. Việc Chiêu Thường dẫn từ thì Diệp Kiến Bân cũng cố ý vội vàng trở về từ Hồng Kông, liên hệ với La Quân, Triệu Dương. Kiến Nghiệp và Huệ Sơn tuy hai mà một, công tác Chiêu Thường dẫn từ ở hai nơi đồng thời khai triển. Công tác Chiêu Thường dẫn từ ở hai nơi làm chút an bài, tại sân bay Huệ Sơn đưa Diệp Kiến Bân lên máy bay đến Bắc Kinh, lại từ Bắc Kinh bay đến Hồng Kông. Trương Khác lại trực tiếp ngồi xe từ Huệ Sơn chạy tới Kim Sơn. Thời tiết quỷ quái này thật làm khổ người ta quá. Ở trên xe, Trương Khác oán hận mắng. Huệ Sơn kênh rạch chằng chịt, cơ sở phương tiện thủy lợi tốt, năng lực chống lũ mạnh. Hai ngày này Huệ Sơn lại trời quang mây tạnh. Xe Trương Khác đến cảnh nội tỉnh Giang Dương phía đông Kim Sơn liền đổ mưa lớn như muốn sập trời. Lúc này Trương Khác biết vào buổi chiều hôm nay, đoạn sông 360 km của Tiểu Giang từ Tân Vu trở xuống cùng hồ Kim Sơn có mực nước cao nhất trên lịch sử. Mà mưa lớn ở vùng Trung Du Kim Sơn cùng Tiểu Giang lại không hề có dấu hiệu ngưng. Trong radio đưa tin hồ Kim Sơn toàn tuyến báo nguy, bí thư thành ủy Chu Cẩn Du, thị trưởng Triệu Hữu Luân lên đê thị sát. Tình hình lũ tại Trung Thượng Du Tiểu Giang, khúc sông cảnh nội tỉnh Giang Nam càng nghiêm trọng. Tỉnh trưởng Lương Vĩ Pháp cùng bí thư tỉnh ủy đều chạy tới Trương Châu, Thuận Nghĩa thị sát công tác phòng lụt. Chạy trong cơn mưa to cả 6 giờ, đến nội thành Kim Sơn, bọn Trương Khác trước tiên tìm một nhà hàng. Vội vội vàng vàng ăn vài miếng cơm rồi gọi Đàm Thiên qua. Cũng không phải là muốn tìm Đàm Thiên hỏi công tác chuẩn bị cho Chiêu Thương dẫn từ tiến hành thế nào. Vật tư Cẩm Hồ Quyên tặng cho TP, Kim Sơn chống lũ cứu nguy vẫn phải thông qua Đàm Thiên để phối hợp với các bộ môn có liên quan của TP. Kim Sơn, các con đường xung quanh Thẩm Viên đều đã ngập nước đến thắt lưng rồi, trung tâm chỉ huy phòng lụt cũng rút khỏi các nơi đó. Đàm Thiên hỏi, Khác thiếu gia buổi tối có ở trong thành phố không? Thấy Hứa còn đang ở Thẩm Viên, chúng ta đi nhìn xem, nếu như không thể qua, còn phải suy nghĩ đón thầy Hứa ra trước. Trương Khác nói, chạy tới Đông Ngoại Thành, mặc dù đê vẫn còn, nhưng mưa lớn làm cảnh trước mắt mơ hồ. Mực nước sông trong đê vẫn tiếp tục dâng lên, chỗ chúng ngoài đê nước đọng vẫn chưa thể rút đi. Đứng ở bên sông thấy đê trong mưa giống như một sợi dây nhỏ nổi trên mặt nước. Con đường đến Thẩm Viên có vài đoạn cũng chìm ngập trong nước, cũng may sàn xe Hemmer cao. Thuận lợi lội qua nước.
đến Thấm Viên mới phát hiện địa thế phía bắc Thấm Viên hơi cao, không bị ngập, khiến Thấm Viên không đến mức trở thành cô đảo. Chỗ chúng hai bờ sông chỉ bị ngập, trong thành phố không có thống nhất an bài rút lui, nhưng chỗ chúng cũng có rất nhiều hộ gia đình bị ngập. Sau khi ban chỉ huy phòng lụt rút khỏi Thấm Viên, thôn dân phụ cận rút khỏi đều được an bài ở khách sạn Thấm Viên. Ngoại trừ các sân, phòng ở vốn có của Thấm Viên, còn chuẩn bị mấy trăm căn lều. Mấy trăm người sắp xếp ở trong khách sạn Thấm Viên thì hết sức lộn xộn. Trương Khắc không thấy Hứa Hồng Bá, nhưng lại thấy được Trương Dịch đi ủng cao su ống cao trong mưa chỉ huy nhân viên thu xếp cho nạn dân. Mưa gió quá lớn, tuyến đường thông tin của thôn Tứ Hiển gián đoạn, đường đến thôn Tứ Hiển cũng bị mưa lớn làm sụp. Điện thoại di động bình thường không thể cầm lên để dùng trong mưa to. Toàn bộ thông tin đều dựa vào một chiếc xe chở điện đài vô tuyến của binh doanh. Ban chỉ huy phòng lụt cũng không có đầy đủ xe Việt dã có thể sử dụng. Thầy Hứa cầm điện thoại di động không thấm nước đến thôn Tứ Hiển rồi. Trạm thông tin di động bị mưa làm sói lở không ít, tín hiệu chỉ có thể duy trì trò chuyện. Trương Dịch nói cho Trương Khắc hướng đi của Hứa Hồng Bá. Mới thông qua điện thoại, họ đang trên đường trở về, tạm thời quyết định đến xưởng giấy xem sao, nói muốn gặp mặt xưởng trưởng Hình. Hình Văn Lệ thay bằng bộ đồ gọn gàng, bên ngoài khoác áo mưa, trước đó cô tạm thời đến ban chỉ huy phòng lụt hỗ trợ, ban chỉ huy phòng lụt rút khỏi Thấm Viên, cô ở lại Thấm Viên. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tuy nói Hậu Tín Đạt đã bị tạm giữ, cũng truyền vào tai mọi người trong xưởng. Hình Văn Lệ tạm thời không muốn về xưởng giấy đi làm. Mà gần đây xưởng giấy cũng chuyển rời trọng điểm đến công tác phòng lụt. Phân chia và tổ chức hơn 1.000 công nhân viên khỏe mạnh lên để phối hợp với chú quân chống lũ giải nguy. Chúng ta cũng đến xưởng giấy đi. Trương Khắc quyết định thật nhanh, bờ tây sông Ẩm Mã là khu thành thị mới xây, là khu vực ban chỉ huy phòng lụt trọng điểm bảo hộ. Chủ lực của đoàn công binh quân phân khu trú ở bờ tây. Bờ bắc Hồ Kim Sơn lại điều quân đội tới. Bờ đông ngoại trừ giấy Thần Hy, không có công trình công nghiệp quan trọng nào. Khi Trương Khắc ở Huệ Sơn, nghe được ban chỉ huy phòng lụt kế hoạch tại hạ du bờ Đông Thần Hy phá đê rút lũ. Tình hình lũ của thôn Tứ Hiển ở thượng du cũng rất cấp bách. Trương Khắc quyết định đến bờ Đông xem trước. Địch Đan Thanh muốn lên xe, Trương Khắc đẩy cô xuống. Chị ở lại chỗ này giúp Trương Dịch. Té xuống nước không biết ai cứu ai đâu. Địch Đan Thanh cãi lại Trương Khắc một câu, rồi đoạt lấy một chiếc áo phòng hộ màu hồng trong tay Trương Dịch, tranh trước một bước chui lên xe Việt dã. Trương Khắc không để ý đến Địch Đan Thanh, cũng lên xe theo. Hai chiếc xe, còn phải chở một số vật tư phòng lụt qua sông. Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh dựa sát vào nhau, song bên ngoài mưa to gió lớn, trong radio cũng đưa tin tình hình lũ các nơi. Họ cũng không có tâm tình suy nghĩ đến việc nam nữ ái muội. Qua cầu trên sông Ẩm Mã, nhìn thấy nước sông dâng cao, cầu có cảm giác như sắp bị lũ nuốt hết. Qua cầu Trương Khắc mới liên hệ Hứa Hồng Bá. Cậu qua đây là tốt rồi. Tôi đang chờ cậu ở trên đê. Trong điện thoại di động toàn là tạp âm, nghe thanh âm của Hứa Hồng Bá trong mưa to có vẻ khàn khàn. Qua cầu mới phát hiện chỗ xưởng giấy Thần Hy bị lụt rất sâu, đường chỉ hán giữa khu sản xuất cùng khu sinh hoạt đều bị ngập trong nước. Còn khu sản xuất xếp đống bao cát cao tới ngực cấu thành một con đê nhân tạo, còn có máy bơm nước không ngừng rút nước từ trong khu xưởng ra bên ngoài. Từ trong ngõ nhìn ra ngoài, rất nhiều khu nhà cao trong khu sinh hoạt đều ngập trong nước. Xe lội nước chạy qua đường Chỉ Hán, chạy tới một đầu khác của đường Chỉ Hán, địa thế có cao hơn, không bị ngập trong nước. Ban chỉ huy phòng lụt của khúc sông xưởng giấy Thần Hy cũng tạm thời thiết lập ở đoạn đê chỗ đó. Có vài căn lều dựng lên bằng gỗ sam. Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh xuống xe, tuy nói mặc áo mưa, khi bò lên đê, quần áo vẫn bị ướt hơn nửa. Hai người chui vào trong ban chỉ huy tạm thời. Phó Tuấn sai người dỡ xuống vật tư phòng lụt. Đặc biệt là một số thiết bị thông tin không thấm nước, rồi mới leo lên đê. Thôn Tứ Hiển một mặt đối diện với hồ, một mặt dựa vào sông, bị lũ kẹp ở chính giữa. Mực nước của hồ nước Kim Sơn vẫn còn không ngừng dâng cao. Nơi đó rất khả năng không giữ được. Bộ Tổng Chỉ huy thảo luận qua, quyết định rút hết khỏi thôn Tứ Hiển. Tôi nghĩ đến thôn Tứ Hiển thất thủ, mặc dù thôn Tứ Hiển có một đường chúng có thể thoát lũ, nhưng nếu con nước quá lớn, có thể sẽ lan đến xưởng giấy chúng ta. Chúng ta có nên suy nghĩ trước tiên rút hết cư dân của khu bằng hộ không? Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh mới vừa vào lều liền nghe được Hình Kiến Quốc lớn giọng nói với Tống Cảnh Bình, là Tổng Giám đốc xưởng giấy Thần Hy, chỉ huy phòng lụt phân đoạn xưởng giấy. Chúng ta cách một gò núi với thôn Tứ Hiển, gò núi này mặc dù không cao, nhưng thấp nhất cũng không dưới 30 mét.
là một con đê tự nhiên, ngăn hồng thủy đổ ra từ thôn Tứ Hiển thì không có vấn đề. Tống Cảnh Bình kiên trì giải thích cho Hình Kiến Quốc. Lại nói bộ tổng chỉ huy cũng không có hạ lệnh muốn chúng ta rút người, cũng không có an bài, nhiều người như vậy sao mà rút đi đâu. Có đội ngăn cản là không thành vấn đề, nhưng chỗ hồng từ đường thần yển xuyên núi thì sao? Tứ Hiển giữ không được, hồng thủy sẽ từ đường thần yển đổ qua. Hiện tại người của thôn Tứ Hiển muốn rút khỏi từ đường thần yển, chỗ hồng đó muốn che cũng không thể che được. Hình Kiến Quốc nói, nếu như anh không suy nghĩ vấn đề này, tôi sẽ gọi điện thoại cho thị trưởng Triệu. Tống Cảnh Bình nhíu mày, nếu suy nghĩ đến tai họa ngầm mà Hình Kiến Quốc nói, hắn cũng đau đầu từ sau khi Hình Kiến Quốc được Triệu Hữu Luân cho phép, công tác phòng lụt hơi một tí là trực tiếp đi tìm Triệu Hữu Luân. Tôi thương lượng một chút với doanh trưởng Lưu, có phải nên phải một đội đến chỗ hồng, đợi mọi người của thôn Tứ Hiển vừa rút khỏi, lập tức dùng bao cát lấp kín chỗ hồng lại, bảo đảm không cho hồng thủy đổ vào từ chỗ hồng. Ông xem an bài như vậy thế nào? Tống Cảnh Bình nói. An bài của anh cũng được, có điều cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Như vậy được rồi, anh an bài như thế, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác động viên mọi người rút lui. Hình Kiến Quốc nói. Tùy ông. Tống Cảnh Bình cũng chỉ có thể nói như vậy, nghĩ thầm Hình Kiến Quốc cần người thì không có ai, cần xe không xe, muốn rút mọi người của khu bằng hộ đi chỉ như vọng tường. Nhìn Trương Khác cùng Địch Đan Thanh đi vào, đến khi họ cùng Hình Kiến Quốc đi ra ngoài, hắn cũng không nói tiếng nào. Hứa Hồng Bá đi đến đoạn đê phía nam xem qua tình hình lũ trở về, trên người ướt sạch. Trương Khác bảo Phó Tuấn đi bưng một bát trà gừng cho Hứa Hồng Bá uống. Tài nguyên đều phân phối đến chỗ nguy ngập nhất. Trong thành phố đầu tiên phải bảo đảm mọi người của thôn Tứ Hiển rút khỏi. Hứa Hồng Bá biết Trương Khác gọi điện thoại cho Triệu Hữu Luân, là có thể bảo ban chỉ huy phòng lụt điều người điều xe đến. Nhưng ông cũng sẽ quấy rầy bố trí của ban chỉ huy phòng lụt, làm như vậy sẽ có chút không thích hợp. Họ ở lại dù sao cũng là trợ giúp, không phải là lung tung nhúng tay vào công tác phòng lụt. Tôi bảo Đàm Thiên mướn đoàn xe từ trong nội thành chạy qua đây. Trương Khác không do dự, lập tức quyết định. Nhân viên động viên cùng với lộ tuyến rút đi thì phiền xưởng trưởng Hình vậy. Mặt khác, chúng ta không dùng tài nguyên phòng lụt trong thành phố, nhưng cũng phải tình huống rút lui của khu bằng hộ báo cho ban chỉ huy phòng lụt, để ban chỉ huy phòng lụt cân nhắc, tốt nhất có thể phái Vũ Cảnh tới duy trì trật tự. Ngoại trừ lần đầu tiên Trương Khác giới thiệu Hình Kiến Quốc phân tích tình hình lũ nghiêm trọng cho Triệu Hữu Luân, sau đó Hình Kiến Quốc không thấy Trương Khác cùng Triệu Hữu Luân gặp mặt nữa, cho dù có một đoạn thời gian Trương Khác ở trong thấm viên. Ban chỉ huy phòng lụt cũng thiết lập tại thấm viên, ông cũng không thấy được Trương Khác cùng Triệu Hữu Luân gặp mặt, càng không nói cùng bí thư thành ủy Chu Cẩn Du chạm mặt. Thật sự không rõ y là người thế nào, có quan hệ gì với Triệu Hữu Luân. Chương 884, vỡ đê. Úng lụt tích lũy cả tháng rất sâu, dựa vào mỗi mấy cái máy bơm nước khó mà thoát được, khu lều lán nhà máy giấy toàn là nhà chết thấp, gần như nhà nào cũng bị ngâm trong nước. Hình Kiến Quốc uy tín cao. Động viên rời đi hoàn toàn không khó, còn tổ chức được đội công tác đại biểu động viên, vấn đề là phối hợp nơi bố trí rút đi với Tổng Chi huy phòng chống lụt bão thành phố. Trương Dịch, Hình Văn Lệ và Tôn Đình đều tới phía tây khu lền lán, nơi có những kiến trúc nguy hiểm điều phối đưa gần một vạn dân cư rời đi. Đợi Hình Kiến Quốc đưa ra phương án sơ bộ, Đàm Thiên ở thành phố cũng tổ chức một đội xe gồm 60 cái xe tải tới nơi. Trương Khác thì đích thân tới Bộ Tổng Chỉ huy phòng chống lụt bão tìm Triệu Hữu Luân bảo ông ta đen cư dân khu lều lán bố trí vào trong tổng bộ, phối hợp với xã Tư Yến cùng dùng đường thần Yến rút lui, tránh tạo thành hỗn loạn không cần thiết ảnh hưởng tới tốc độ rút lui. Bộ Tổng Chỉ huy bận rộn hỗn loạn, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt. Nhìn thấy Trương Khác đi vào Bộ Tổng Chỉ huy, Chu Cẩn Du mặt âm trầm, nhưng dân cư khu lều lán giấy thần hy rút đi không dùng tới tài nguyên phòng chống lụt bão của thành phố, bà ta chẳng nói được gì. Từ thượng tuần tháng 6 tới nay, Cẩm Hồ đã quyên tặng cho Kim Sơn vật tư giá trị mấy trăm vạn, quyên tặng cho các khu bị lũ lụt ở hai tỉnh Giang Nam, Đông Hải vô số kể, chả lẽ bà ta nói y rảnh rang xen vào chuyện của người khác. Thượng Du Tiểu Giang có lũ, Thượng Du Ẩm Mã Hà cũng có lũ, tuy nhỏ hơn, nhưng đã tới cực hạn chịu đựng của đê bao hồ Kim Sơn rồi, mà nước Tiểu Giang cứ dâng cao không ngừng, khiến nước hồ Kim Sơn không thoát đi đâu được. Thậm chí khi lũ Tiểu Giang đổ tới còn phải đóng cổng xả lũ để phòng nước sông chảy ngược vào. Tình thế của xã Tứ Yến là nguy hiểm nhất, khi dân cư nơi đó rút đi, sẽ thành một tơi tiết lũ thiên nhiên, có thể giảm bớt áp lực phòng lũ của Hồ Kim Sơn và Ẩm Mã Hà, bên phía bắc lại có sườn núi ngăn cản, có thể ép đổi hướng lũ, vòng qua nhà máy giấy thần hy để chảy xuống bờ đông thấp hơn.
Nhưng giữa đường Thần Yến giấy Thần Hy và xã Tứ Yến lại có một lỗ hổng, khu lều lán chính đối diện với nó, có tính nguy hiểm nhất định. Triệu Hữu Luân thì lại lo trương khác quá tích cực với công tác phòng lũ làm trì hoãn công tác chuẩn bị thu hút vốn người Hoa Indo rút đi, nhưng lời này không thể nói ra ngoài được. Rạng sáng ngày 15 tháng 7, từ bộ tổng chỉ huy trương khác lên xe tới bờ đông, trên đường toàn là người dân rút khỏi xã Tứ Yến. Trên đường chật ních xe quân dụng, xe dân dụng cùng vô số người đi bộ, tiếng chỉ huy rút lui truyền qua loa phóng thanh hướng dẫn mọi người thoát đi. Bình minh tới, mưa ngừng lại, phương đông lộ ra ánh sáng đỏ hồng. Tuy nói nơi này mây tan mưa tạnh, nhưng thượng du ẩm Mã Hà từ huyện Tấn Bình tới phía đông nam Trương Châu, mưa lớn không hề có dấu hiệu sẽ ngừng, khiến thanh thế lũ tới phía nam huyện Tấn Bình càng lúc càng khiếp người. Đứng trên bờ đê lầy lội, Trương Khác nhìn thấy các chiến sĩ người đầy bùn đất đang đóng từng cái cọc gỗ xuống nước ra cố bờ đê, nhìn địch đan thanh mặc đồng phục công nhân nhà máy giấy đã cả một đêm không ngủ, đang chăm chú nhìn mặt nước đỏ ánh bình minh. Vất vả lắm hả? Cũng tạm. Địch đan thanh nhoẻn miệng cười, nhìn người dân đang rời đi. Nghe nói tình hình ở Tân Vu cũng rất nguy cấp, tôi đang nghĩ nếu La Quy Nguyên còn tại vị, không biết Tân Vu có kiếp nạn này không? Trương Khác chẳng thấy vui hơn chút nào. Trừ đi Tân Vu con số người gặp nạn trong trận lũ 98 mà chính quyền công bố tới hơn 4.000 người. Cho tới tận buổi chiều công tác tổ chức người dân rút lui mới cơ bản hoàn thành, xe quân dụng, xe tuyên truyền lục tục tới nhà máy tập kết, chuẩn binh cuộc rút lui cuối cùng, Tổng bộ chỉ huy cũng phái bộ đội vận chuyển vật tư tới chỗ hổng sườn núi, chuẩn bị xây dựng một con đê tạm ở đó, tăng thêm một bức tường bảo hộ nhà máy Thần Hy. Lũ sẽ kéo vào hồ Kim Sơn trước tối nay. 4 giờ chiều Trương Khác nhận được điện thoại của Triệu Hữu Luân mới y tới bờ đối diện xem quá trình phá đê tiết lũ vào xã Tứ Yến. Trương Khác không hứng thú gì với cảnh này, người dân xã Tứ Yến vì đảm bảo an toàn cho đê bao hồ Kim Sơn và ẩm Mã Hà đã phải hy sinh lớn, tuy Trình Phú nói sẽ bố trí ổn thỏa, nhưng dù sao đó là tổn thất lớn, người dân tích góp cả đời được chút sản nghiệp sẽ bị hủy trong chớp mắt, bồi thường sẽ rất có hạn. Nhưng Triệu Hữu Luân đã mời đành phải đồng ý. Trương Khác và Địch Đan Thanh đã hơn 30 tiếng rồi chưa ngủ, ngồi lên xe, tinh thần vừa mới buông lỏng một cái là ngủ thiếp đi, xe tới nơi Phó Tuấn mới đánh thức dậy, Trương Khác mở mắt ra, thấy Địch Đan Thanh gối đầu lên vai mình ngủ ngon lành, nhưng trông mặt hơi tiều tụy. Hai người họ xuống xe, nhìn thấy trên đê có phóng viên cầm camera, Trương Khác cau mày lại, nơi này chính là đê bao đối diện xã Tứ Yến, mặt sông nơi này rất rộng, giống như ẩm Mã Hà tới đây giống như há miệng ra nuốt lấy hồ Kim Sơn vậy. Chu Cẩn Du đang đứng xoay lưng Hồ Kim Sơn trả lời phỏng vấn. Trương Khác không muốn lọt vào trong ống kính, cùng Địch Đan Thanh đứng xa xa, cũng không đi chào Triệu Hữu Luân, lũ đã vào thủy vực Hồ Kim Sơn, bị hồ nước rộng thu nạp, uy lực của lũ giảm đi rất nhiều, nhưng áp lực thực sự còn phải đợi một thời gian nữa mới truyền tới Hạ Du ẩm Mã Hà, lúc này phá đê tiết lũ là để giảm bớt áp lực với Hạ Du. Nhìn qua ống nhòm, đê phía đông nam xã Yến Hương đã nứt, tựa hồ không cần người đi phá. Nước càng ngày càng lớn, cả đoạn đê sắp sập rồi. Ánh thịt dương cực đẹp, một đợt sóng trắng từ xa cuộn tới, Địch Đan Thanh chỉ phía đó hỏi. Đấy có phải là sóng do lũ tạo ra không? Trương Khác không rõ, định tìm người hỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng động khủng khiếp ở sau lưng, kinh hãi quay đầu lại, đê phòng hộ khu thành phố mới bị sập một lỗ lớn, nước hồ cuồn cuộn với khí thế san đổi phá núi ập vào đê đất sau đê bao. Trương Khác mặt trắng bệch. Không ai rõ sau đê hồ có bao nhiêu chiến sĩ giữ đê, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng một chiếc xe quân dụng đắng sau chớp mắt bị dòng nước cuốn trôi. Lỗ hổng nhanh chóng mở rộng, áp lực nước khổng lồ dồn lên mấy chục mét đê bê tông cốt thép, nếu đoạn đê này mất, nước hồ 600 dặm của hồ Kim Sơn sẽ đổ ập vào thành phố Kim Sơn. Không một ai ngờ phía bờ Tây lại xảy ra vấn đề, tất cả các đoàn công binh, đủ các loại vật tư đều chất đống ở phía bờ Tây, chính là để đảm bảo cho nơi đó không có sơ sẩy gì. Vì đằng sau đó là 300 vạn nhân khẩu, không ngờ đúng lúc chuẩn bị phá đê phía đông tiết lũ thì đê phía tây lại sập. Hơn 100 triệu tấn nước sẽ đổ xuống thành phố Kim Sơn. Tất cả mọi người mặt tái dại, Chu Cẩn Du và Triệu Hữu Luân mặt cắt không ra máu, đang trả lời phỏng vấn đều đồng loạt câm nín, cuống lên không biết làm sao, máy camera vẫn chiếu về phía bờ đê. Địch Đan Than theo bản năng nắm chặt tay Trương Khác ôm vào lòng, nín thở nhìn chỗ đê vỡ. Trương Khác nắm tay cô, thấy đám lãnh đạo thành phố vẫn ngớ ra như phỗng. Phải điều động tất cả nhân thủ có thể tới bờ đông sông Cửu Giang xây đê, bất kỳ công cụ gì có thể dùng được, máy đào đất, cuốc xẻng gì cũng được, dùng tất cả xe cộ thành phố có thể điều động, quyết không để lũ đổ vào thành phố.
Trương Khác chẳng để ý tới ân oán cá nhân với Chu Cẩn Du, lúc này cần lập tức ra quyết định chạy tới trước mặt quát cho bà ta tỉnh lại. Chương 885, đê đất giữa thành. Chu Cẩn Du giật mình, nhưng ánh mắt vẫn còn hoang mang, Triệu Hữu Luân hiểu ra ngay, thấy Chu Cẩn Du luống ca luống cuống, ông ta đành phải nhận lấy trách nhiệm này, lớn tiếng chỉ thị điều động xe tuyên truyền, xe quân dụng đi cứu người dân đang ở phía chính diện cơn lũ, mời chuyên gia thủy lợi lên đê, mở cuộc họp khẩn cấp, đưa ra phương án ngăn lũ. Triệu Hữu Luân tuy thấy đề nghị của Trương Khác là chính xác, nhưng ông ta không thể lỗ mãng, cần chuyên gia đưa ra phương án tốt nhất. Thành phố Kim Sơn có 300 vạn nhân khẩu, có chút sơ suất thôi chặt bao nhiêu cái đầu cũng không bù được vào đó. Cửu Giang Hà là một con sông bao quanh mép đông nam thành phố Kim Sơn, phía sông kề với thành phố là một đoạn đê đất, có thể dùng lòng sông của nó giảm bớt sức lũ, hơn nữa giữa Cửu Giang Hà và đê vỡ còn có một khoảng cách, có thể trì hoãn được một thời gian nhất định. Phương án ngăn nước mau chóng đưa ra, trước tiên điều động tất cả xe động cơ đưa dân quân kháng lũ hai bên bờ điều tới phía tây Cửu Giang. Còn phương án tỉ mỉ có thể tận dụng thời gian hoàn thiện. Chúng tôi tới bờ Tây Cửu Giang Hà ngay, trung tâm chỉ huy khẩn cấp lập ở đây. Triệu Hữu Luân thấy Chu Cẩn Du đã hơi hoàn hoàn, nói. Bí thư Chu, mời bí thư tới trung tâm chỉ huy kháng lũ chủ trì đại cục, tôi tới tiền tuyến chống cự, trừ khi nước lũ cuốn đi, nếu không tôi sẽ không lùi một bước. Dân quân kiên thủ ở bên đê dọc hồ Kim Sơn, ẩm mã Hà đã mệt mỏi vô cùng, lại lập tức điều đi tới bờ Tây Cửu Giang Hà. Xe không đủ, đại đa số co chân chạy hết tốc lực đi cứu nạn. Ở bờ tây sông Cửu Giang, mấy vạn người hình thành một đội ngũ dài mấy km, dũng cảm ra trận, đắp từng tảng đất moi lên được trước mắt, mau chóng tạo nên một con đê đất như con rồng dài màu vàng. Trương Khác cùng Thượng Học Nghĩa, Lương Vĩ Pháp cùng với Thiếu tướng Khâu Khải tư lệnh phân quân khu tỉnh đứng tên tòa nhà 8 tầng, sắc mặt nghiêm trọng nhìn nước lũ ngập tới bờ đông Cửu Giang Hà. Đây là đêm trời tạnh hiếm hói từ đầu tháng 7 tới giờ. Trăng sao đầy trời, ánh trăng rải khắp núi sông, đêm đẹp như thế không ngờ lại để người ta nhìn thấy cảnh thế này. Đằng xa sóng cồn ầm ầm cuộn tới, như cuồng phong đang rít gào, nhà cửa phía bờ đông bị sóng xô đổ từng cái một. Đã 2 tiếng từ khi đê bên hồ bị vỡ, sau khi biết tin, Thượng Học Nghĩa đang thị sát tình hình ở Trương Châu và Lương Vĩ Pháp thị sát ở Thận Nghĩa đã dùng tốc độ nhanh nhất ngồi xe quân đội về Kim Sơn, chỉ huy công tác. Đây là lần đầu tiên Trương Khác và Thượng Học Nghĩa gặp nhau, ở trường hợp thế này chẳng có gì để hàn huyên, tất cả lấy vậy cứu hộ làm trọng, chỉ mong xây được đê đất kiên cố trước khi sóng lớn cuốn qua Cửu Giang, mới giúp thành phố phía sau tránh được thảm họa. Nằm giữa hồ Kim Sơn, Cửu Giang Hà và ẩm mã Hà là khu thành phố mới, trừ trung tâm triển lãm quốc tế, có khu công nghiệp phần mềm, khu công nghiệp điện tử và chi nhánh vườn sồi đều xây dựng ở đây. Trương Khác không biết công nhân chi nhánh vườn sồi có kịp rút lui hay không. Lúc này nước lũ đã tràn tới công trường xây dựng chi nhánh vườn sồi, tòa nhà nghiên cứu phát triển kế hoạch xây 16 tầng đã làm tới tầng 9, còn có một đoạn lớn lộ trên mặt nước, đứng ở bên này chỉ nhìn thấy bóng đen mơ hồ, chẳng biết có đúng là nó không. Kim Sơn khởi động xây dựng thành phố mới làm nơi này đồng thời di rời quy mô lớn, làm cư dân ở đây sụt giảm mạnh, còn công nhân kịp thời tổ chức leo lên chỗ cao. Phía tầm viên đã tổ chức sơ tán toàn bộ rồi, còn bên phía công trường lượng xe có hạn. Nước lũ cuốn lên, còn đại bộ phận công nhân bị vây khốn ở đó, qua thống kê khẩn cấp, có 7 công nhân mất tích. Phó Tuấn đi tới báo cáo với Trương Khác. Thầy Hứa đã được an bài ở thành phố, Trương Dịch vừa đưa quản đốc Hình tới, đang ở dưới lầu cùng trợ lý Địch. Thượng Học Nghĩa, Lương Vĩ Pháp, Triệu Hữu Luân phải gánh vác trọng trách lớn, Trương Khác trước tiên muốn xác nhận tình trạng nhân viên cầm hồ ở Kim Sơn, chuyện xảy ra vào lúc chập tối, 7 công nhân mất tích chưa chắc đã gặp nạn. Phải khẩn cấp điều thuyền xuồng xung kích vào khu đê vỡ tiến hành cứu viện, ban đêm năng lực của trực thăng kém, phải đợi tới ngày mai mới dùng được. Sau khi bờ Tây vỡ đê, đoạn đê xã Tứ Yến tất nhiên cũng vỡ, nước lũ xé toang đoạn đê, hình thành đoạn trống dài mấy trăm mét, ầm ầm cuốn qua xã Tứ Yến, khiến cho áp lực ở phía đông giảm bớt, nhưng nước xung quanh nhà máy Thần Hy ngày càng dâng cao, có rất đông gia đình công nhân viên bị vây khốn ở đó, song bọn họ cũng đã có chuẩn bị đối phó với lũ. Tới 7 giờ sáng, đợt sóng đầu tiên đã cuốn tới con đê xây tạm, lúc này ông trời đáng hận lại gọi mây đen tới, Trương Khác đứng trên tầng thượng nghe tiếng sóng vỗ vào đê đất, sóng trắng tới rợn người. Điện thoại không ngừng vang lên, liên tiếp có tin nước lũ xuyên thủng đê đất, vô số cọc gỗ, cát đá, bao tải bị nước lũ cuốn trôi, đây là bức tường phòng hộ cuối cùng rồi, đằng sau chính là 300 vạn nhân khẩu không có gì che chắn.
Hàng tấn nước lũ tiết qua đê vỡ hồ Kim Sơn chảy qua gần 50 km địa hình phức tạp, sức nước có giảm, cho nên tuy không ngừng có tin đê đất sụp đổ, nhưng chưa hình thành sụp đổ chí mạng. Trời tờ mờ sáng, các lãnh đạo tỉnh ủy được mọi người tháp tùng trở về bộ chỉ huy kháng lũ khẩn cấp, Triệu Hữu Luân ở lại cố thủ, trận đánh này tạm thời coi như đã thắng, nước lũ bị đê đất chặn lại, đã hơi chuyển hướng, theo địa thế cuốn tới vùng đất rộng lớn giữa Cửu Giang Hà và Ẩm Mã Hà. Mọi người thở phào, ít nhất thì cũng tạm giữ được thành phố Kim Sơn rồi, thời điểm nguy hiểm nhất đã qua, mặc dù nước lũ tạo thành một khu vực ngập lũ tới mấy trăm km khiến vô số người bị bao vây, Trương Khắc không giúp được gì, dành gửi gắm vào quân đội và chính phủ trợ giúp. Ngoài ra mùa mưa chưa kết thúc, nước lũ sẽ còn tới, phải bịt kín đoạn đê vỡ hồ Kim Sơn trong thời gian ngắn. Trương Khắc không cần ở lại bộ chỉ huy kháng lũ khẩn cấp nữa, trước khi cáo từ đám thượng học nghĩa nói. Cẩm Hồ sẽ khẩn cấp mua thiết bị cứu sinh dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tới, tôi có hai chiếc xe chắc có thể phát huy chút tác dụng cứu nạn, sau này để lại cho tỉnh dùng. Từ khi tình hình lũ trở nên nguy cấp, Cẩm Hồ đã quyên tặng cho Kim Sơn, Trương Châu, Thuận Nghĩa hàng chục triệu vật tư phòng lũ, những việc Cẩm Hồ làm chưa bao giờ để truyền thông tuyên dương. Một tiếng sau khi đê vỡ, Trương Khắc đưa ra một danh sách dụng cụ cứu sinh yêu cầu bộ chỉ huy khẩn cấp xác định xem có cần gấp không. Rồi ngay trong đêm khởi động hệ thống vừa chỉnh hợp của thương vụ Cẩm Hồ đi mua, hành động thần tốc đã thuê trực thăng đưa từ Kiến Nghiệp tới Kim Sơn. Lúc này Trương Khắc còn để lại hai chiếc Hammer dùng cứu nạn. Đê hồ Kim Sơn bị vỡ, Cẩm Hồ cũng bị thiệt hại nặng nề, công trường vườn sồi cách chỗ đê vỡ chưa tới 5 km, bị nước lũ phá hoại nghiêm trọng, chỉ có kiến trúc chủ thể là kháng cực được sức nước, tẩm viên cũng bị nước lũ cuốn qua, kéo đổ vô số kiến trúc. Vậy mà chàng thanh niên này không đề xuất bất kỳ yêu cầu nào, thượng học nghĩa ân hận trước kia vì sao không bỏ cái sĩ diện bí thư tỉnh ủy xuống để nâng chén nói chuyện, có lẽ sau này không còn cơ hội nữa rồi. Đê hồ Kim Sơn đã vỡ, dù cứu được 300 vạn người dân TP Kim Sơn nhưng cư dân giữa Cửu Giang Hà và Cẩm Mã Hà thì sao? Thế nào cũng có người phải chịu trách nhiệm, thượng học nghĩa biết rõ sĩ đồ của mình đã hết, hiện phải nhanh chóng giảm thiểu tổn thất, cứu vãn sinh mạng bù đắp lương tâm bất an. Lúc này thư ký trưởng tỉnh ủy tới nói nhỏ với ông ta. Điện thoại từ văn phòng quốc vụ viện, thủ tướng muốn nói chuyện với bí thư. Chương 886, đòn thẳng mặt. Triệu Tề Đông cũng có một đêm mất ngủ ở quốc vụ viện, sau khi nghe tin tường đất đã tạm ngăn được thế lũ mới thở phào. Tôi sẽ lập tức tới trường Sa thị sát tình hình lũ lụt, để đồng chí Như Thánh đến Kim Sơn đại biểu cho tôi thị sát công tác cứu nạn. Tới đó giọng nặng hơn. Bất kể thế nào cũng không được phép coi tính mạng người dân như trò đùa. Một câu thôi cũng làm cho lưng thượng học nghĩa mồ hôi tuôn như suối, chẳng phải là vì áp lực quyền thế, thân là bí thư tỉnh ủy, là chư hầu một phương, có thể nói là đỉnh cao quyền lực, không đặc biệt sợ hãi quyền lực cao hơn, nhưng đây là một câu nói đâm thẳng vào tim. Mặc dù nói đê vỡ chắc chắn có nguyên nhân trực tiếp hơn nữa, nhưng thượng học nghĩa không thể phủ nhận sai sót của mình. Từ lâu đã có học giả đề xuất làm ruộng quanh hồ là ngu xuẩn tột độ, tranh đất với hồ cũng là chính sách ngu xuẩn không gì bằng, căn nguyên đê vỡ chính là ở chính sách này khiến cho diện tích hồ nước giảm mạnh, năng lực tích nước kháng lũ thậm chí còn chưa bằng một nửa ban đầu, cuối cùng cũng đã phải chịu sự trừng phạt, nhưng người gánh chịu lại là nhân dân vô tội. Lương Vĩ Pháp, Triệu Hữu Luân đứng hình vầng sáng bình minh đỏ au, muốn khóc mà không có nước mắt, thiệt hại nhân mạng tạm thời chưa thể thống kê được. Nhưng mọi thành quả kiến thiết kinh tế một năm qua đã bị ngâm trong nước lũ, nóc trung tâm triển lãm lộ ra trên mặt nước, từ đây nhìn qua có thể thấy dân chúng tránh nạn ở trên đó, đen xì, giống như một bầy kiến. Giây phút đê vỡ dũng khí trong người Chu Cẩn Du cũng tiêu tan sạch sẽ, không thể ung dung chỉ huy đại cục chống lũ được nữa, phải để Triệu Hữu Luân gánh lấy trách nhiệm. Sau chuyện lấy lại được tinh thần, song không thể lấy lại được quyền chủ động trong tay Triệu Hữu Luân. Đành ở lại hậu phương điều phố vật tư, thành tổng chỉ huy hậu cần. Được tin mấy vạn quân dân xây lên đoạn đê đất đã phát huy tác dụng, Chu Cẩn Du hơi thở phào, đồng thời hối hận không thôi, sao lúc đó mình lại cuống chân tay lên như thế. Sức lực cạn kiệt, Chu Cẩn Du ngồi sụp xuống ghế sofa, bà ta phải tính tới hậu quả nghiêm trọng của việc đê vỡ, định gọi điện cho chồng thương lượng mới phát hiện di động được thư ký đi sạc, không ở bên cạnh, đứng dậy mở cửa đi lấy thì thấy thư ký cầm di động của mình đi tới. Chuẩn bị gõ cửa. Bí thư, có điện thoại. Chu Cẩn Du nhận lấy, thấy số ở nhà, đóng cửa lại mới nhận điện thoại. Kiếm Nam tới đấy. Giọng hơi khàn của Tạ Hán Minh truyền tới, có thể thấy ông ta cũng cả đêm không ngủ. Nghe nói lũ đã được chặn, có thể nhìn ra thiệt hại sơ bộ chưa?
Chu Cẩn Du nhắm mắt lại, giọng như tự lẩm bẩm. Đều bị ngâm hết trong nước lũ rồi. Trên con đường từ Huệ Sơn thông tới Kim Sơn, có một chiếc Mercedes phóng như bay, tới gần Kim Sơn lắm rồi. Ngay sau khi biết tin vỡ đê, Tạ Hán Tĩnh lập tức bảo lái xe đưa tới Kim Sơn, đây đã là đợt lũ thứ hai từ đầu mùa tới Huệ Sơn, phà đóng cửa, ông ta đợi tới gần sáng mới qua sông được. Tới nơi ở của vợ chồng Chu Cẩn Du, bên mép hồ cũng dùng bao cát trồng lên làm đê, nước không ngừng rỉ ra từ đó. Tạ Hán Tĩnh đi vào biệt thự thấy Tạ Hán Minh, Tạ Kiếm Nam cùng Trần Liễu Phạm tổng giám đốc khu công nghiệp điện tử đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, trông rất tiều tụy, mỏi mệt, thất thần thấy ông ta tới cũng không hé răng một lời, Tạ Hán Tĩnh biết chẳng có tin tức tốt lành nào đang đợi mình. Mặc dù giới truyền thông chỉ miêu tả qua loa chuyện vỡ đê, còn chuyện quân dân chung tay phòng lũ thì sơn son thiếp vàng cho thật nổi, nhưng chuyện đê vỡ ắt làm TW chấn động. Lúc này chẳng rảnh quan tâm tới tiền đồ chính trị của Chu Cẩn Du, kỳ thực từ lúc Chu Cẩn Tỷ dính vào chuyên án 516, tiền đồ chính trị của Chu gia đã bị phán tử hình, Chu Cẩn Du còn giữ ghế chẳng qua là quán tính tự có ở quan trường, quán tính này chỉ e sẽ phải dừng lại ở đây. Đã thông báo cho Cát gia chưa? Tạ Hán Tĩnh đã đoán ra kết quả gì đang đợi mình ở Kim Sơn, nhìn thấy bộ dạng cha con Tạ Hán Minh như thế, chẳng hỏi thêm. Khu công nghiệp điện tử vừa mới đi vào sản xuất mặc dù không bị nước lũ cuốn hết, nhưng cũng chìm trong lũ rồi, nhà xưởng thì có lẽ còn chống chịu được, thiết bị thì coi như đã vứt đi hết rồi, vô số nguyên vật liệu giữ được 10% cũng đủ khó. Không có chút chuẩn bị nào, nửa tiếng sau khi đê vỡ nước đã nhấn chìm nhà máy, thời gian ngắn như thế thậm chí công nhân cũng chẳng kịp rút lui. Tổn thất trực tiếp là một phương diện, lại chẳng biết tới khi nào mới khôi phục được sản xuất. Không thể hoàn thành đơn đặt hàng làm chữ Tín bị tổn thất, mất khách hàng, đối với điện tử Gia Tín đó là tổn thất nghiêm trọng ghê gớm. Như vậy thì cũng phải khẩn cấp thông báo cho Samsung, Samsung đem một phần đơn đặt hàng sản phẩm điện tử ở thị trường Trung Quốc giao cho nhà máy phía Kim Sơn, đơn đặt hàng này không thể hoàn thành rồi, thiệt hại sẽ còn lan đi. Trương Khác và Địch Đan Thanh tới sân vận động Tam Tùng tụ hợp với Hứa Hồng Bá. Sân vận động Tam Tùng là điểm bố trí nạn dân lớn nhất của Kim Sơn tới giờ, ngoài 5 vạn dân rút khỏi xã Tứ Yến và khu lều lán ra, còn có 2 xã khác, khi đê vỡ thành phố điều động tất cả xe cộ có thể cứu người nhưng không thể cứu được kịp thời, chẳng biết có bao nhiêu người bị nước lũ bao vây, bao nhiêu người mất mạng trong trận lũ này. Hai mắt Trương Khác hõm sâu, lòng trắng chi chít tơ máu, thời gian qua tinh lực tiêu hao nghiêm trọng, từ Huệ Sơn về lại liên tục 2 ngày không chợp mắt, cổ khàn đặc. Chỉ kể qua loa với Hứa Hồng Bá tình hình, nhìn khung cảnh hỗn loạn người lớn bơ phờ, trẻ em kinh hoàng, chẳng thể nói ra lời mấy câu chú ý bảo vệ sức khỏe. Trương Khác không ở lại sân vận động, y ở lại cũng chẳng có mấy tác dụng, liền về nhà khách nghỉ, vừa mới chui vào xe còn chưa kịp đợi xe khởi động đã ngủ tít rồi, đến khi tỉnh lại thấy Địch Đan Thanh gối đầu lên đùi mình, người cuộn trên ghế đang ngủ say sưa, bọn họ quá mệt rồi, chẳng ai còn bận tâm được tới vẻ ngoài. Trương Khác nhẹ nhàng nâng đầu Địch Đan Thanh lên mở cửa xuống xe, Phó Tuấn và lái xe ngồi ở bên xe hút thuốc, những nhân viên khác ngủ trên xe còn lại, thấy Trương Khác xuống xe, đứng dậy hỏi. Khác thiếu gia và trợ lý Địch tới phòng nghỉ một lúc chứ? Vừa rồi thấy y ngủ say nên tới nhà khách Phó Tuấn cũng không gọi. Để cô ấy ngủ thêm một chút đi, tỉnh lại rồi khó ngủ tiếp lắm. Trương Khác ngồi xuống nhận lấy điếu thuốc hỏi. Mấy giờ rồi? 10 giờ. Phó Tuấn lấy sổ tay ra lật cho y xem. Thị trưởng Trương và mẹ cậu gọi điện tới lúc 7 giờ, ông Tôn, Chủ tịch Diệp, Bộ trưởng Diệp, tỉnh trưởng Từ, Bí thư Đường đều gọi điện thoại tới, nhưng biết cậu ngủ không bảo tôi gọi cậu dậy. Trương Khác gọi điện thoại cho thư ký Lương Vĩ Pháp trước tiên, mới biết Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh rạng sáng ngồi chuyên cơ tới Kim Sơn, Lương Vĩ First đang đưa ông ta đi thị sát. Trương Khác chỉ quan tâm tình hình thiên tai có gì bất thường không, công tác cứu nạn có thuận lợi không. Còn Tằng Như Thánh tới y chẳng định góp vui làm gì, nghĩ Triệu Hữu Luân chắc cũng đang cấp thiết kiếm cơ hội nói chuyện với Phó Thủ tướng nên chẳng gọi cho ông ta. Chẳng biết toàn quốc từ trên xuống dưới có bao nhiêu người mất ngủ vì đê Kim Sơn, Trương Khác xem ghi chép, còn rất nhiều cú điện thoại phải trả lời, Địch Đan Thanh lúc này tỉnh lại, mọi người mới rời bãi đỗ xe vào phòng nghỉ. Chương 887, nghiêm túc điều tra. Cát Minh Tín chẳng bận tâm đê vỡ khiến bao nhiêu người bị dòng nước cuốn trôi. Bao nhiêu người mất tài sản, ông ta cũng chìm trong tuyệt vọng khóc không ra nước mắt. Truyền thông Hong Kong đều cho đăng tin đê hồ Kim Sơn bị vỡ, 10 giờ sáng sàn chứng khoán Hong Kong mở cửa giao dịch, cổ phiếu điện tử Gia Tín điên cuồng tụt giảm, tài sản trôi đi chẳng khác gì bị lũ cuốn.
điện tử Gia Tín cùng tập đoàn Chính Thái đầu tư vào khu công nghiệp điện tử Kim Sơn gần 2 tỷ, đại khái không tin tức nào đánh tan lòng tin nhà đầu tư vào Gia Tín hơn nữa. Giá trị cổ phiếu lúc này làm chúng tôi cũng không thể không từ bỏ lòng tin vào điện tử Gia Tín, bọn họ muốn vượt qua được khó khăn này tựa hồ không dễ dàng gì. Tên TV đang chiếu cuộc phỏng vấn của DTH Hong Kong với Tổng Giám đốc điều hành Thương Vi của Việt Tú. Cát Ấm Quân xem tin tức này cũng chẳng còn tinh thần chửi rủa Cẩm Hồ vào lúc này cũng không quên đâm bọn chúng một dao, bọn họ một năm qua gửi gắm cực lớn vào hạng mục đầu tư ở Kim Sơn, nghe tin tất cả bị nước lũ hủy hoại, nghe những lời của Tương Vi đã chẳng cảm thấy gì nữa. Phòng sách lược nghiên cứu ra đối sách gì chưa? Cát Minh Tín mệt mỏi hỏi con trai. Chỉ trong 15 phút, cổ phiếu tập đoàn Gia Tín mất tới 40% giá trị, tức là gần 2.4 tỷ. Giá trị lúc này không bằng được 1/3 thời đỉnh cao năm 96, đặc biệt thời gian qua kháng cự lại Cẩm Hồ có mưu đồ nắm cổ phần của Gia Tín. Cát Minh Tín dùng tới gần 1,4 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt dự trữ mua thêm cổ phần, riêng bộ phận này mất giá đã khiến tổn thất tới gần 500 triệu. Bên đó chỉ có phương án sơ bộ, còn phải xem lực độ cứu nạn phía Kim Sơn ra sao. Cát Ấm Quân trả lời. Các thành viên BQT tới đủ rồi, chỉ đợi ba tới hợp. Lúc này họp còn có tác dụng gì? Cát Minh Tín nói vậy nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, lại hỏi Cát Ấm Quân khi nào có thể tới Kim Sơn. 5 ngày sau, ngày 21 tháng 7, qua nỗ lực gian nan của quân đội và người dân, đoạn đê vỡ dài gần 200 mét phía bắc hồ Kim Sơn đã được bịt kín. Lúc này quân khu đã điều động một sư đoàn bộ đội cùng mấy vạn dân quân trú ở bên hồ Kim Sơn, đảm bảo an toàn đê bao. Thời gian này sức khỏe của Trương Khắc bị sụt giảm nghiêm trọng, ngày 19 sốt nhẹ. Uống thuốc xong không để ý lắm, ngày đê được lấp kín còn chạy lên xem, Địch Đan Thanh bị trượt chân ngã xuống hồ, Trương Khác và Phó Tuấn nhảy xuống nước cứu cô lên, Địch Đan Thanh thì không sao, nhưng Trương Khác không thay y phục ướt ngay, tới tối thì sốt cao, có lúc rơi vào hôn mê. Phó Tuấn, Địch Đan Thanh không nghe Trương Khác để y ở lại Kim Sơn nữa, đem chuyện kể cho Lương Cách Chân. Lương Cách Chân ở Tân Vu lo sốt phó, đường bộ, đường sắt từ Kiến Nghiệp tới Kim Sơn đã bị lũ nhấn chìm. Lại chẳng thề vì mình tới Kim Sơn mà điều động trực thăng quân đội, mà chồng cũng đang đâm đầu kháng lũ không màng sống chết, hơn tháng qua toàn ở trên đê, chỉ về nhà có 2 lần, Lương Cách Chân phải tới tận bộ chỉ huy chống lũ và chính phủ mới gặp được chồng, cần bà ở lại Tân Vũ theo dõi thì Trương Chi Hành mới không xảy ra vấn đề gì. Lương Cách Chân bảo Phó Tuấn và Địch Đan Thanh đưa Trương Khác về Hải Châu ngay trong đêm, từ Kim Sơn tới Tân Đình rồi tới Hải Châu thì đường vẫn thông. Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh sau khi biết bệnh tình của Trương Khác cùng quan viên tỉnh Giang Nam và TP Kim Sơn tới bệnh viện thăm, thì y đã ý thức mơ hồ, rơi vào trạng thái nửa hôn mê, đợi bệnh viện bố trí trị liệu xong, liền phái chuyên cơ đưa đoàn người Trương Khác về Hải Châu, thế là Trương Khác bỏ lỡ cơ hội tốt gặp Tằng Như Thánh. Về tới Hải Châu đến sáng ngày hôm sau nữa Trương Khác mới giảm sốt, ở trong bệnh viện nhân dân số 1 Hải Châu quan sát thêm 2 ngày mới rời viện về nhà. Mọi người đều lấy lời Lương Cách Chân ra ngăn không cho y rời khỏi Hải Châu, Trương Khác mới đành ở lại. Lương Cách Chân rốt cuộc không thể yên tâm, quay về Hải Châu, thấy con trai má hõm sâu lại, oán trách. Sao cần con đích thân đi lên tuyến đầu? Con lên đó chỉ tay múa chân chỉ gây thêm rắc rối cho người ta, con nói xem người ta có cần con chỉ bảo không? Cẩm Hồ tiền cũng quyên rồi, vật tư cũng quyên rồi, con còn muốn thế nào nữa? Đừng học thói cứng đầu của ba con. Hậm hực dậm chân. Đúng là tạo nghiệt mà, mẹ tối còn phải về Tân Vu, con nói đi hai cha con ngoan ngoãn nghe lời thì mẹ có phải khổ thế này không? Tiểu Lan sắp có kết quả thi rồi, đợi ở đâu cũng là đợi, mẹ bảo nó tới Hải Châu trông chừng con. Hiện giờ Đường Thanh suốt ngày ở cùng y, Địch Đan Thanh cũng không rời nửa bước, Tạ Vãn Tình đã về Hải Châu, thêm vào Trần Phi Dung thường xuyên được Đường Thanh hẹn tới, một đống người ngọc lượn qua lượn lại bên cạnh, y không đụng vào được một ai. Ấy. Còn chưa hết, thêm vào 3 tiểu nha đầu chỉ đồng, Tích Dung, Tích Vũ nhảy nhót trước mặt, Trương Khác chỉ nghĩ tới đó là cười khổ. Ai chiếu cố ai chứ ạ? Mấy ngày qua toàn con đi chợ mua thức ăn về nấu, thêm một mình chị Vệ Lan nữa cũng chẳng nhiều. Bạn sinh bệnh chủ yếu là do dùng đầu óc quá độ, thể lực hao hụt quá nhiều, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, vận động nhẹ nhàng mới có lợi cho việc hồi phục sức khỏe. Đường Thanh cong môi nói. Để bạn làm chút việc để bạn khỏi rảnh rỗi đầu óc suy nghĩ lung tung. Biết bạn lo cho mình, quan tâm tới tơi sức khỏe của mình, thực ra mình đã khỏe như con trâu rồi. Trương Khác đưa tay ra bẹo má Đường Thanh, ăn no sinh dâm dục, cô bé này lại lấy cớ mình chưa khỏe không cho đụng vào người,
không còn chuyện gì tệ hơn nữa. Đường Thanh biết Trương Khác nói gì, lại không dám để lộ trước mặt Lương Cách Chân, quay mặt không cho y bẹo má. Địch Đan Thanh đi vào, Trương Khác nhìn thấy khóe mắt cô hơi đỏ, hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Không có gì. Địch Đan Thanh lắc đầu. Thành phố Kim Sơn tiến hành điều tra sơ bộ vụ vỡ đê, tôi vừa mới nhận được điện thoại, nghe nói một số việc. Việc gì vậy? Mọi người đều quay đầu sang. Trước khi đê vỡ đã có người phát hiện tình hình nguy hiểm, khi ấy quân dân giữ đê đặt tinh lực chủ yếu trên mặt đê, dân công luân lưu nghỉ ngơi ở dưới để phát hiện ở lưng đê có đoạn rỉ nước, liền thông báo cho bộ đội, nhưng khi bộ đội cứu nạn tới nơi thì đê sụp xuống, khi đó có 6 chiến sĩ cầm tay nhau nhảy vào lỗ hổng, định dụng cơ thể ngăn lũ, tranh thủ thêm một cơ hội mong manh, thi thể 6 chiến sĩ này nay mới tìm thấy ở phía bắc tẩm viên, bọn họ vẫn nắm chặt lấy cánh tay nhau, dùng sức tách ra mà không được. Đầu bọn bọ đều trụm vào nhau. Nói tới đó giọng Địch Đan Thanh nghẹn ngào, các cô gái trong phòng mắt đỏ lên. Lương Cách Chân dễ mềm lòng không trách con trai chuyện gì cũng xông lên phía trước. Mẹ về Tân Vu đây, cha con liều mạng lắm, mẹ không sao yên tâm được. Trương Khác gật đầu, đi tiễn mẹ lên xe, về phòng khách gọi Địch Đan Thanh tới hỏi tình hình Kim Sơn. Trừ 6 chiến sĩ kia ra, khi ấy trên đê còn có hơn 20 quân dân bị lũ cuốn không kịp chạy thoát. Khu thành phố mới cùng 2 xã bị tai nạn nghiêm trọng nhất đã xác nhận có hơn 400 người thiệt mạng, hơn 700 người mất tích, hy vọng sống sót rất mong manh. Khu thành phố mới bị nước lũ nhấn chìm, vô số công trình chưa kịp hoàn thành hoặc giải tỏa đã bị lũ phá hủy, nhiều tuyến đường sắt, đường bộ tới kiến nghiệp chìm sâu trong nước, giao thông nứt đoạn, vật tư cứu viện phải dùng tàu thủy vận chuyển tới. Ước tính tổn thất trực tiếp gần 10 tỷ, kinh tế Kim Sơn tổn hại nghiêm trọng. Trương Khác trầm ngâm một chút rồi ra hiệu cho Địch Đan Thanh nói tiếp. Gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, tỉnh không thể ba phải đùn đẩy trách nhiệm nữa. Nguyên nhân trực tiếp gây ra đê vỡ đã được sơ bộ làm rõ, một công ty phía dưới cục thủy lợi từng muốn xây một trạm xăng gần sát thân đê, đào nên sâu mấy mét, ăn sâu vào tận móng đê. Sau khi bắt đầu công tác phòng lũ năm nay, cái trạm xăng đó bị điều chỉnh, công ty kia lệnh phải khôi phục nguyên trạng, lấp kín đất vào. Nhưng công ty kia chỉ đối phó cho xong chuyện, nên gây ra tai họa. Địch Đan Thanh tiếp tục nói. Khi sửa đê hồ Kim Sơn năm 95, bao thầu lại là công ty thuộc cục thủy lợi, nhưng phân chia gói thầu ra tới tận 60 công ty, quản lý cực kỳ hỗn loạn, làm người nghiên răng căm hận là bên thi công đó tới 60-70% không có tư cách thi công, hiện tất cả quan viên có liên quan đều đã bị bắt. Trương Khác dựa đầu vào lưng ghế sofa, chẳng muốn nói gì, bất kể là 6 chiến sĩ hy sinh anh dũng, hay là cục thủy lợi Kim Sơn tự đào nền gây ra họa, đều sẽ không xuất hiện trên báo chí. Trước đó tất cả công ty truyền thông chính đều được chỉ thị, chỉ được cho đăng tin tích cực chính diện. Buổi tối ăn cơm, vợ chồng Đường Học Khiêm và Cố Kiến Bình cùng tới. So với tổn thất thiên tai ở Kim Sơn, Đường Học Khiêm càng quan tâm tới khả năng chính cục Kim Sơn dung chuyển vì chuyện này hơn. Chu Cẩn Du sau khi lên làm bí thư thành ủy Kim Sơn quyết định đem đê cũ phá đi để lấy không gian phát triển sản nghiệp kỹ thuật thông tin. Chính vì đê cũng bị phá, khiến cho đê hồ Kim Sơn sau khi vỡ, cho tới tận Cửu Giang Hà không có địa hình thuận lợi nào để kháng lũ. Hơn nữa trong lúc kháng lũ, biểu hiện của bà ta cũng làm chính phủ tỉnh ủy Giang Nam hết sức thất vọng, nên ở lại hậu phương phụ trách việc hậu cần. Trương Khác kể những điều y quan sát được. Bà ta dù ở lại được vị trí này cũng là vì tình hình nghiêm trọng, cần phải giữ lòng người ổn định. Hiện công tác phòng chống lũ lụt đều do thị trưởng Triệu Hữu Luân phụ trách. Hai lần Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lương Vĩ Liệt tới Kim Sơn, đều do thị trưởng Triệu báo cáo tình hình. Tỉnh ủy Giang Nam đã mở cuộc họp khẩn cấp, đề bạt ông ta làm thành viên thường ủy tỉnh ủy. Triệu Hữu Luân thay thế Chu Cẩn Du xem ra đã được định đoạt, còn hướng đi của Thượng Học Nghĩa sẽ do TW định đoạt, nhưng Lương Vĩ pháp tư lịch kém, sợ không thể trực tiếp thế chỗ. Cuối bữa ăn, Đường Học Khiêm mới nói. Bác vừa được thông báo, đợi qua kỳ lũ này. Bác sẽ tới trường đảng TW học 3 tháng. Nghe Đường Học Khiêm nói thế đũa trong tay Trương Khác khựng lại, gãi gãi đầu. Bất ngờ quá, nhưng mà kệ bất ngờ hay không, phải nói chúc mừng bác mới đúng. Tới trường đảng TW học gần như là bước đi ắt qua để tới cấp phó tỉnh, chỉ là Đường Học Khiêm đang làm rất tốt ở Hải Châu, đột nhiên điều đi học, mà Trương Khác không nghe được chút tin tức nào từ phía Đào Tấn hay Lý Viễn Hồ, tức là không phải trong tỉnh tiến cử. Rốt cuộc mấy vị lão đại TW có tâm tư gì, y chưa đủ tầng cấp để phán đoán. Mấy cái ghế ở tỉnh Đông Hải có người ngồi hết rồi, kinh tế phát triển tốt, chính trị xã hội ổn định,
TW sẽ không tùy tiện làm rối loạn trật tự hiện có của tỉnh Đông Hải, như vậy khả năng lớn nhất là Đường Học Khiêm sẽ điều đi. Đương nhiên cái tên, tỉnh Giang Nam, hiện ra trong đầu Trương Khắc đầu tiên. Đường Học Khiêm mỉm cười nói. Cháu vừa từ Giang Nam về, chắc hiểu tình hình bên đó, bác phải tìm cháu nghe cho kỹ mọi chuyện. Bên trên có ám thị bác rồi ạ? Trương Khắc hỏi. Đường Học Khiêm lắc đầu. Bác chỉ nhận được mỗi thông báo đi học, ngày mai mới tới gặp bí thư Đào Tấn. Đương nhiên điều Trang Khắc nghĩ ra ông cũng nghĩ ra được. Trương Khắc thở dài, tỉnh Giang Nam kinh tế phát triển trì tệ, chính trị hủ bại nghiêm trọng. Năm ngoái TW tiến hành đại phẫu với nhân sự tỉnh Giang Nam, thành viên thường ủy thay liền 5 người, nhưng vận hạn của tỉnh Giang Nam chỉ mới bắt đầu. Đầu tiên là vụ án đất hiếm chất động toàn quốc, Lương Vĩ Pháp và Triệu Hữu Luân tích cực bôn ba hợp tác kinh tế khu vực với tỉnh Đông Hải, làm kinh tế vừa có chút dấu hiệu chuyển biến thì đê hồ Kim Sơn đã vỡ dáng cho một đòn tàn khốc. Kinh tế Giang Nam rất có khả năng không gượng dậy được nữa, khỏi nói tới ổn định chính trị xã hội, muốn thay đổi cục diện cực kỳ bị động này, TW cần phải có khí phách lớn bố cục ngược lợi với quán tính quan trường Giang Nam mới mang tới sức sống cho tỉnh Giang Nam. Chỉ là không biết tỉnh Giang Nam sẽ để lại ví chỉ gì cho Đường Học Khiêm đây. Trương Khắc nghĩ không ra, gãi đầu gãi tai. Đầu óc Trương Khắc sắp sốt tới hồ đồ rồi, nói không chừng chưa tới 60 đã mắc chứng mất trí. Đường Thanh thấy cha muốn bàn công việc với Trương Khắc, cô không vui, làm nũng nói. Con bắt bạn ấy phải nghỉ mấy ngày, ba lại còn muốn tìm bạn ấy nói chuyện. Đừng có nguyền rủa mình, nếu 60 tuổi mình bị mất trí. Bạn lúc ấy 59 tuổi muốn lấy chồng khác cũng muộn rồi. Trương Khắc nói đùa làm cả nhà cười lớn, lại quay sang Đường Học Khiêm. Bác tìm thầy Hứa mới đúng. Lần này Hứa Hồng Bá cũng bị cưỡng ép đưa về Hải Châu nghỉ ngơi, Trương Khắc liền gọi điện cho Hứa Thụy Bình bảo hắn lái xe đón cha tới. Hứa Hồng Bá nghe xong tình hình cũng cau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không nói ra trước mặt Đường Học Khiêm, chỉ đem tình hình tỉnh Giang Nam nói ra một cách chi tiết hơn cho Đường Học Khiêm nghe. Bất chi bất giác nói chuyện tới tận đêm khuya, Đường Thanh ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật rồi. Đường Học Khiêm sáng sớm còn lên tỉnh, sau 12 giờ liền cùng con gái rời đi, Cố Kiến Bình đã về từ trước rồi, nghe thấy chồng vào nhà, chở mình nói với ông. Anh có thấy các cô gái bên cạnh Tiểu Khác quá nhiều không? Hôm nay bà mới thấy Địch Đan Thanh, Vệ Lan đã hoa cả mắt. Thế nào gọi là nhiều, thế nào là không nhiều, nếu chẳng phải cái ghế của anh có đống kẻ trên dưới nhắm vào. Anh đã đổi sang trợ lý trẻ trung xinh đẹp, đuổi Tiểu Hứa đi làm chuyện khác. Đường Học Khiêm lên giường đùa với vợ. Ai mà biết anh có nuôi vợ bé bên ngoài không, đừng có tưởng lấy bộ mặt cợt nhả đó ra là lừa được em. Cố Kiến Bình vặn ép áp sát vào người chồng. Không phải em nói Tiểu Khác, em chỉ thấy nam nhân chẳng có ai tử tế, Tiểu Thanh cũng ngốc quá đi, sao lại đồng ý để cách chân cho cô chị nuôi kia ở lại chăm sóc Tiểu Khác chứ? Thế mà em còn bảo không nói nó à? Anh phát hiện ra phụ nữ bọn em mà đấu đá nhau còn lợi hại hơn người trên quan trường. Đường Học Khiêm biết ý vợ nhưng mà mai ông phải đi sớm, gặp bí thư tỉnh ủy đâu phải đùa, cần ở trạng thái tốt nhất có thể, sắp 50 rồi đâu còn sung sức chiến đấu ngày đêm nữa, vỗ vai vợ. Tắt đèn ngủ thôi, tự đi mà tắt. Cố Kiến Bình hờn dỗi kéo chăn quay người đi. Anh dù có làm thủ tướng cũng đừng mơ sai bảo em như người hầu. Đường Học Khiêm chỉ biết cười khổ, xoay người đi tắt đèn. Đợi Đường Học đi rồi, Hứa Hồng Bá mới nói với Trương Khắc. TW trực tiếp điều Đường Học Khiêm tới Giang Nam là hy vọng dựa vào đôi bàn tay khéo léo của ông ta chỉnh đốn công tác kinh tế của Giang Nam, ông ta sẽ phối hợp với Lương Vĩ Pháp hay bí thư tỉnh ủy Giang Nam kế tiếp chưa chắc được, nên cần phải đợi chuyện này xác định trước đã. Thượng học nghĩa xuống là điều chắc chắn, năng lực của ông ta đã không còn được TW tín nhiệm nữa, có thể lui về tuyến 2 một cách có thể diện là lựa chọn tốt nhất rồi. Tỉnh trưởng Lương không có hy vọng sao ạ? Trương Khắc hỏi, y cũng cảm thấy hy vọng rất nhỏ, nhưng Giang Nam đã nát bét thế này, biết đâu TW phá lệ. Chắc hẳn là vô vọng rồi, chưa nói tư lịch của ông ta còn thấp, tính cách không rõ ràng, không có khí phách khai sáng cục diện mới, TW sẽ không nhìn chúng ông ta. Hứa Hồng Bá nói rất khẳng định. Chương 888, điều chỉnh nhân sự ở Hải Châu. Cục diện hiện nay của tỉnh Giang Nam nhất định phải có nhân vật cương nghị chủ trì đại cục mới được, nhưng người như vậy thì lại có dục vọng khống chế quá mạnh, ắt sẽ nhúng tay vào công tác kinh tế. Từ góc độ này mà xét, TW điều Đường Học Khiêm tới Giang Nam là hy vọng ông ta phối hợp với bí thư tỉnh ủy đời tiếp theo. Đường Học Khiêm xuất thân địa phương,
không có liên hệ trực tiếp với TW, ai sẽ là nhân vật ông phải phối hợp đây? Hứa Hồng Bá rời đi lại nói một câu. Lần này TW chưa chắc đã làm theo lệ cũ. Tới hạ tuần tháng 7, Thượng Du Tiểu Gian đã hình thành đợt lũ thứ 5, Hồ Kinh Sơn, Ẩm Mã Hà Bình An vượt qua. Trương Khắc khi đó vẫn ở Hải Châu, đang hỏi tình hình quyên góp ở Hong Kong thì nhận được điện thoại của Từ Học Bình. Mai Thủ tướng sẽ tới Kim Sơn thị sát, bác cũng đi theo, người phụ trách của Cẩm Hồ ở Kim Sơn là ai, Thủ tướng có khả năng sẽ tìm để hỏi công tác sau thiên tai, phía cháu chuẩn bị một chút đi. Thủ tướng nào ạ? Đầu Trương Khắc sáng lên như có tia chớp xẹt qua, Tằng Như Thánh đã hai lần tới Kim Sơn thị sát rồi. Là Thủ tướng Triệu Tề Đông. Trương Khắc hít một hơi. TW lần này quyết tâm lớn thật. Toàn là chuyện chưa xác định, bác chỉ cùng Thủ tướng đi xem xét một chút. Hôm sau Thủ tướng Triệu Tề Đông trong lúc bộn bề công việc vẫn bỏ thời gian dùng chuyên cơ tới Kim Sơn thị sát tình hình thiên tai, bất ngờ là Từ Học Bình cũng đi cùng, đồng thời còn xuất hiện ở trên thời sự, phát biểu chỉ đạo công tác cứu giúp sau tai nạn. Người có khứu giác chính trị nhạy bén đều hết sức ngạc nhiên. Hai năm trước Từ Học Bình bị điều khỏi tỉnh Đông Hải, ai cũng nghĩ ông sẽ quá độ một thời gian rồi hoàn toàn lui về tuyến 2, thế nhưng ông chỉ ngồi nhàn nửa năm, cơn bão tài chính châu Á, các công ty đầu tư trong nước tồn tại ẩn họa cực lớn, còn năng lực của Từ Học Bình ở Đông Hải lại được biểu hiện chói mắt, chẳng những không bị ảnh hưởng từ cơn bão tài chính, còn kiếm được từ chênh lệch đồng yên một khoản ngang thu nhập tài chính năm 95. Chỉ riêng với chuyện này, Từ Học Bình đủ vốn không cần lui về tuyến 2, hơn nữa tính cách cương trực của ông được Thủ tướng Triệu Tề Đông tán thưởng, giao công tác thanh tra công ty đầu tư toàn quốc, ông tra ra mấy vụ án, trực tiếp gây nên cơn động đất quan trường Giang Nam năm ngoại. Từ hạ tuần tháng 6, Tiểu Giang liên tục phát sinh lũ to, tỉnh Đông Hải trước sau trải qua 5 trận lũ, đê điều có thể vượt hiểm hoàn toàn nhờ công trị thủy của Từ Học Bình vào năm 96. Những người nhạy bén đều đoán Từ Học Bình sẽ còn tiến một bước nắm thực quyền, nhưng vạn lần không ngờ để ông tới địa phương, tới Giang Nam, chuyến đi cùng Thủ tướng Triệu Tề Đông là tạo thế cho bước tiếp theo, cũng có thể nói là thăm dò. Đừng nói người khác, Trương Khắc cũng không hiểu, trong nước có cái truyền thống, bất kể chính sách có đúng hay sai, đều kiên quyết không quay đầu chịu nhận lỗi, Từ Học Bình bị điều khỏi tỉnh Đông Hải, bất kể chịu bao uất ức cũng phải cắn răng nuốt xuống, nhưng địa ông tới địa phương chẳng phải là điển hình, biết sai phải sửa. Có lẽ các đại lão TW cũng thấy cái tỉnh Giang Nam này sắp sập rồi, cần có nhân vật có bàn tay sắt chống đỡ nguy cơ. Từ Học Bình tới Giang Nam làm bí thư tỉnh ủy, Đường Học Khiêm nói không chừng cũng sẽ điều tới Giang Nam làm phó tỉnh trưởng phụ trách kinh tế, nói không chừng có thể trực tiếp làm thường ủy tỉnh ủy. Xì, không làm thường ủy, Đường Học Khiêm thèm vào tới đó làm phó tỉnh trưởng. Ghê nhỉ, vậy tôi hỏi anh, Đường Học Khiêm đi rồi, bên phía Hải Châu ai sẽ làm đại ca, Lục Giật Quang hay Tô Giật Quần? Trương Khắc và Hứa Hồng Bá đánh cờ ở quán cờ, người xem cờ xung quanh thì đứng thảo luận thời cuộc, nước bọt bắn cả lên bàn cờ, phải lấy giấy ra lau. TW quyết định phái Từ Học Bình tới Giang Nam chủ trì đại cục, không còn tồn tại vấn đề bị địa phương chống đối nữa. Quan trường Giang Nam có là tấm lưới sắt thì cũng bị vụ án Trương Châu, Hồ Kim Sơn vỡ đê xé cho tan tành. Lần đầu tiên Từ Học Bình công khai xuất hiện không gây ra tranh luận đặc biệt lắm. Ngày 6 tháng 8, Từ Học Bình một lần nữa cùng Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh tới Kim Sơn thị sát, chính thức đại biểu cho Quốc vụ viện phụ trách công tác cứu chữa tai nạn của tỉnh Giang Nam, chỉ còn đợi giao ban với Thượng Hong Nghĩa. Tới tháng 8, khả năng bão trực tiếp uy hiếp Hải Châu đã nhỏ đi rất nhiều, Đường Học Khiêm đành tạm thời bỏ công việc đấy, tới Bắc Kinh học tập 3 tháng. Hai tin tức này vừa công khai, suy đoán trước kia trở nên sáng tỏ, cho mọi người không ít chủ đề bàn luận, với người dân Hải Châu mà nói, ít nhiều không muốn để Đường Học Khiêm đi, cũng lo người thay thế ông sẽ khiến cục diện tốt đẹp của Hải Châu hỏng hết. Hứa Hồng Bá thì lại rất hứng thú nghe người bên cạnh bàn chuyện chính trị thời cuộc, đặt cờ lên góc bàn, mở nắp trà ung dung ngồi uống, đợi người kia trả lời. Người kia vừa mở miệng nước bọt đã bắt tới. Đỗ Tiểu Sơn lên là phó bí thư tức là Tô Giật Quần, Lúc Giật Quang đều hết hy vọng rồi, nói không chừng bên trên điều một người tới Hải Châu. Đường Học Khiêm điều khỏi Hải Châu, làm sao giữ cho Hải Châu phát triển cao tốc, đó là vấn đề tỉnh phải suy nghĩ thận trọng. Trước khi Đường Học Khiêm đi học, tỉnh ủy tiến hành điều chỉnh sơ bộ cách cục chính trị Hải Châu, đề bạt Đỗ Tiểu Sơn lên làm trưởng phòng tổ chức kiêm phó bí thư thành ủy, nhưng an bài bước tiếp theo thì không lo chút phong phanh nào. Nghe người xem cờ thảo luận tới điểm này, Trương Khắc khẽ mỉm cười, cùng Hứa Hồng Bá thu quan đếm cờ, Đỗ Phi cả mùa hè cũng hiếm hoi về Hải Châu,
tranh thủ cha hắn thăng quan phát tài, hắn về nhà nghỉ vài ngày, Trương Khắc mời Hứa Hồng Bá ăn tối, ông lắc đầu nói. Tôi thà pha một chén trà vụn, cắt quả dưa chuột ngồi thong thả ăn cơm còn hơn là đi với các cậu. Trương Khắc thu dọn cờ xong xuống lầu đi tới Bát Cẩm Chân, Đỗ Phi đang cùng Mông Nhạc, Trần Phi Dung, Đường Thanh đánh bài trong phòng bao, Thịnh Hà và Tịch Nhược Lâm chia nhau ngồi sau Đỗ Phi và Mông Nhạc. Thấy Trương Khắc đi vào, Tịch Nhược Lâm hơi xấu hổ. Mọi người tới Hải Châu hết phía bên Sáng Vực làm sao? Trương Khắc đứng cửa hỏi. 2-3 ngày thì có quái chuyện gì lớn cho được. Đỗ Phi đưa bài cho Thịnh Hạ để cô chơi hộ mình, tới cửa hỏi Trương Khắc. Ba Đường Thanh rời Hải Châu, nhân sự bên này sẽ an bài ra sao? Ba mày đã tới bước này rồi, còn muốn thế nào nữa? Trương Khắc đưa thuốc lá cho Đỗ Phi. Lúc này Vệ Lan từ đại sảnh đi tới, trừng mắt lên, Trương Khắc ho khan, bỏ thuốc lá ra khỏi miệng, hỏi. Chị Địch đâu ạ? Bên Hồng Kông lại chuyển tới một đống tài liệu, chị Địch sợ xem không kịp nên không tới nữa, một lát nữa tôi đem về cho chị ấy chút đồ ăn là được. Đợi Vệ Lan đi vào phòng, Đỗ Phi mới tiếp tục đề tài vừa rồi. Ba Đường Thanh đi, Hải Châu sẽ trở nên phức tạp, máy không lo à? Ra mày nghĩ cho tao đó hả? Trương Khắc vừa đưa chân đá Đỗ Phi. Bảo với ba mày không cần phái mày tới do thám quân tỉnh đâu, theo an bài của tỉnh, Lục Giật Quang sẽ thay ba Đường Thanh làm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, an bài thế mày hiểu chưa? Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Kỷ ủy Lục Giật Quang là con lật đật của quan trường Hải Châu, loại người này có một cái giỏi, là nhìn rõ tình thế, không có đủ lợi ích, ông ta tuyệt đối không dễ dàng đổi trận doanh, có lẽ loại người như thế không làm người ta thích lắm, nhưng dùng ông ta sẽ khá ổn định. Chương 889, Tịch Dương trên đê. Địa vị Hải Châu đang ngày một trở nên trọng yếu, không có bối cảnh đủ sâu, Lục Giật Quang hiển nhiên không có khả năng làm bí thư thành ủy, một phương diện khác tuổi của ông ta cũng sắp tới giới hạn rồi, an bài ông ta làm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, lại có Đỗ Tiểu Sơn làm trưởng phòng tổ chức, như thế có thể tránh tân bí thư thành ủy một tay che trời, Hải Châu có thể duy trì tình hình kinh tế tốt đẹp nằm trên quỹ đạo. Ồ, vậy Tô Giật Quần hoặc người khác tới làm bí thư thành ủy cũng chẳng sao cả rồi. Đỗ Phi gật gù, lại hỏi. Có thể tân bí thư là nhân tuyển khác, còn Tô Giật Quần điều khỏi Hải Châu không? Trương Khắc gật đầu. Không thể để Tô Giật Quần có cơ hội liên hợp với bí thư mới khống chế Hải Châu. Đỗ Phi bĩu môi. Bà nói chứ, há chẳng phải Tống Bồi Minh lại cười ngoạc miệng ra rồi. Tống Bồi Minh vốn ở Hồng Kông phụ trách chuyện mời gọi đầu tư, Đường Học Khiêm tới Bắc Kinh học, ông ta liền khẩn cấp trở về. Trước tiên là điều chỉnh với Đỗ Tiểu Sơn. Lục Giật Quang, ổn định cục diện Hải Châu, đợi tới khi Đường Học Khiêm chính thức rời Hải Châu, hoặc Tô Giật Quần lên làm bí thư thành ủy, Tống Bối Minh làm thị trưởng, hoặc điều một người khác tới làm bí thư thành ủy, Tô Giật Quần điều khỏi Hải Châu, Tống Bồi Minh vẫn làm thị trưởng. Trương Khắc không tiện can dự vào bổ nhiệm bí thư thành ủy mới, địa vị Hải Châu ngày càng trở nên trọng yếu, nói không chừng nhân tuyển bí thư thành ủy đã lọt vào tầm mắt TW. Có điều Trương Khắc chẳng cho rằng Tô Giật Quần có cái số dẫm phải phân cho này, Lý Viễn Hồ cũng chẳng hề có ý nói đỡ cho hắn. Nước lũ rút đi, khắp nơi là cảnh nhà cửa tan hoang, cây cối đổ rạp, đồ gia dụng tán loạn, bùn đất be bét, thành phố đã tổ chức người dọn dẹp đường phố, có điều tinh lực chủ yếu vẫn đặt lên việc bảo vệ đê điều, con đường phía nam trung tâm triển lãm công tác dọn dẹp chưa bắt đầu, bánh xe lún vào bùn đất trên đường, để lại dấu vết kéo dài, nhìn có ánh kim loại phản quang trong bùn. Trương Khắc bảo lái xe dừng lại, nhảy xuống nhặt lên xem, không ngờ là bảng mạch di động cắm vào trong bùn. Thảo nào Samsung trì hoãn thời gian ra mắt di động. Trương Khắc đưa cho Địch Đan Thanh xem.